Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, người hai người dám cản ta. Lão kia tổ vừa xuất hiện liền gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân hai người, ánh mắt tràn ngập sát ý đáng sợ, gào thét nói. Vốn là, hắn núp trong bóng tối, là muốn đánh lén Trần Phi, lại bị Tuyết Triều Dương hai người đoán được. Chờ cản lại, làm sao có thể không giận. Nếu không phải như vậy, ở hắn xem ra, Trần Phi vậy chờ rác dưới bây giờ nhất định là đã chết ở trong tay hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ kế hoạch này tốt hết thảy nhưng thất bại trong gang tấc. Cái này, người này là ai? Tốt, thật là đáng sợ. Mọi người trong lòng run lên, cái này người đến cả người che giấu ở trong hắc bào, rất lùn rất gầy đét, nhưng cho người cảm giác giống như là vậy trong bóng tối rắn độc vậy, khí thế lạnh như băng, nguy nga. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, người này một trưởng, nhưng lại là muốn Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân hai người liên thủ, mới có thể ngăn trở. Người này rốt cuộc là ai? Cái này sợ rằng là một đã chỉ nửa bước chân vào quan tài tuyệt đỉnh lão quái. Xa lão yêu, như vậy kế tiếp, cơ hồ tất cả lão tổ cấp nhân vật đều là sắc mặt vô cùng kiêng kỵ nhìn vậy tới người. Lời nói trong lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Xa lão yêu, ta biết, hắn là Nhan Chân phái đại trưởng lão. Có người ngay tức thì kịp phản ứng, kinh hãi nói. Nhan Chân phái có hai đại lão tổ cấp nhân vật. Một là vậy đã bị đốt được Triệu Vạn Vũ, hai chính là hiện vào lúc này trước mặt mọi người vậy xa lão yêu. Thành tựu Nhan Chân phái lợi hại nhất thái thượng đại trưởng lão, cái này xa lão yêu, nghe nói là có toàn bộ thành U Lang có thể xếp vào trước năm thực lực. Ở toàn bộ thành U Lang cũng có thể xếp được vào trước năm, đó là cái gì khái niệm? Tóm lại kể từ bây giờ tất cả mọi người đối với hắn kiêng kỵ tới xem, vậy tất nhiên là vô cùng trình độ kinh khủng, mới có thể đạt tới. Hôm nay ta nếu không giết ngươi, ta Nhan Chân phái uy danh ở chỗ nào? Vậy xa lão yêu hư không dậm chân, hơi thở dữ tợn, hướng Trần Phi đi tới, khủng bố màu xám cho thi khí trong nháy mắt chính là vét sạch thiên địa, chèn ép Trần Phi, để cho nó tê liệt đứng lên. Cả người không cách nào nhúc nhích. Đáng chết, mau ngăn lại hắn, xuẫn liệt, hắc sát đám người sắc mặt biến, muốn liên hiệp ra tay ngăn trở. Cái này xa lão yêu thật lợi hại, chỉ bằng Trần Phi một người. Tuyệt đối không ngăn được. Các người vẫn là đàng hoàng ở nơi này đợi đi. Thằng nhóc kia giết Triệu Vạn Vũ, sao huynh diệt hắn, là đồng môn trả thù, đây là lẽ bất di bất dịch, các người có cái gì tư cách nhúng tay. Thiên Long môn Huyễn Quân lão tổ cười lạnh, ngăn cản ở trước mặt, không để cho người bất kỳ gấp rút tiếp viện Trần Phi. Oanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trong hư không, đột nhiên lại là có một vòng ảm đạm trăng tàn dâng lên. Sau đó, vậy vô cùng kinh khủng hơi thở cũng là trải tản ra. Hơi thở kia thật sự là quá khủng bố, trải vẩy xuống, để ngang xa lão yêu trước mặt, coi như là người sau cũng là bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu, sắc mặt kinh biến. Ai dám ngăn cản ta? Hắn có chút phát điên lên tới, áo bào đen loạn vũ, u sâm ánh mắt cực độ dữ tợn, gầm nhẹ nói. Tiếng nói rơi xuống, một đạo bình tĩnh bóng người xuất hiện, làm trong mắt hắn chợt rụt một cái. Mục Nguyệt. Là ngươi. Xa lão yêu kinh động thanh âm, trực tiếp là ở mảnh thiên địa này ở giữa truyền đãng làm tới, tiến tới trực tiếp là đưa tới rất nhiều người ánh mắt co rúc lại, ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Rồi sau đó, vậy từng đạo ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, sắc mặt cũng đổi được vô cùng là chấn động. Mục Nguyệt. Tại sao là hắn? Hắn tại sao? Cho dù là Duẫn Liệt, Tuyết Triều Dương, Bùi Sùng Vũ, Huyễn Quân cùng các thế lực lớn lão tổ cấp nhân vật. Hiện vào lúc này đều là đồng loạt không nhịn được có chút thất thanh. Rồi sau đó bọn họ ánh mắt cũng đã là ngưng nhiên đứng lên, con mắt kịch liệt lóe lên. Mục Nguyệt lão người là ai? Đây tuyệt đối là cả người thực lực không kém chút nào tại xa lão yêu cường tuyệt nhân vật. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, sau lưng hắn còn có một người bóng dáng. Đoạn Hằng Hà Đại Nhân, hắn là Đoạn Hằng Hà Đại Nhân ở cái này thành U Lang phát ngôn viên. Đợi một chút, chẳng lẽ? Đáng chết! Nghĩ đến đây, xa lão yêu sắc mặt ngay tức thì biến đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Nguyệt lão người, nói chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi tới. Làm gì? Rào rào, xa lão yêu lời vừa nói ra, mọi người tại đây rất nhiều đều là không nhịn được xôn xao. Con ngươi dần dần co rúc lại, chuyện này tiến triển, đã là hoàn toàn thoát khỏi bọn họ trước khi dự đoán, theo dữ liệu. Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần. Rồi sau đó thật sự là không nhịn được, đứng ra,
nhìn Mục Nguyệt lão người hỏi, không biết Mục Nguyệt huynh cố ý chạy tới cái này, có chuyện gì tình? Ha ha! Mục Nguyệt lão người bình tĩnh cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt, ánh mắt có loại nhàn nhạt vẻ phức tạp, rồi sau đó, chính là gặp hắn từ trong tay áo móc ra một vật, là một quả lóe lên màu đồng xanh tia sáng lệnh bài. Mà ở trên lệnh bài kia, phảng phất là có một cổ áp đảo thiên địa khí tức kinh khủng tản mát ra, làm được cái này tất cả mọi người chung quanh, thân thể run lên, đều là ở khoảnh khắc ở giữa yên tĩnh lại. Rồi sau đó, Mục Nguyệt lão người chậm rãi đi về phía Trần Phi, đồng thời vậy thanh âm bình tĩnh, ở giữa đất trời này vang lên. Đoạn Hằng Hà đại nhân có chỉ, cái này tiểu hữu là ta phủ thành chủ quý khách, cho nên, tất cả giải tán đi. Làm Mục Nguyệt lão người thanh âm rơi xuống, tại chỗ mặt người sắc, đều là trong nháy mắt đại biến. Rào rào. Rất nhiều người đều là không nhịn được ở nơi này ngay tức thì trên mặt hiện ra xôn xao. Đoạn Hằng Hà đại nhân có chỉ, phủ thành chủ quý khách. Khoảnh khắc ở giữa, từng đạo chấn động, hâm mộ, âm trầm, phiền muộn ánh mắt bắt đầu hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng đầu đi. Hiển nhiên, mặc dù bọn họ có thể có nghĩ tới, nhưng là chân chính đến nơi này một khắc, Đoạn Hằng Hà đại nhân tự mình ra mặt, cái này còn là làm bọn họ không nhẫn nại được chấn động trong lòng, hoàn toàn rối loạn rối loạn. Đoạn Hằng Hà đại nhân kết quả này là ý gì? Phủ thành chủ quý khách, vẫn là nói, ước chừng chỉ là một mượn cớ. Ừ, Trần Phi cũng nghĩ đến một điểm này, chân mày cau lại. Tuy nói hắn đối với vị kia cái gì Đoạn Hằng Hà đại nhân không phải rất hiểu, nhưng là, hắn đúng là không tin đối phương có thể như vậy không có đền bù trợ giúp hắn, trừ phi. Ngoài ra, vậy Ngọc Tinh Tháp còn có tử hỏa lô nếu đã không cần thiết đang dùng, vậy thì vẫn là vật quy nguyên chủ. Trao đổi cho ta phủ thành chủ chứ. Nhưng vào lúc này, Mục Nguyệt lão người lại thần sắc khác thường mở miệng nói. Ừ, mọi người con ngươi chợt co giúp một cái, rồi sau đó, thần sắc trực tiếp là lộ vẻ được, thú vị, đứng lên. Tiền bối, không biết lời này, là ý gì? Trần Phi mặt không cảm giác, nói. Có ý gì? Mục Nguyệt lão người ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, than nhẹ một tiếng, nói cái này Ngọc Tinh Tháp. Tử hỏa lô nếu Đoạn Hằng Hà đại nhân cho ngươi mượn bảo vật, bây giờ vật quy nguyên chủ, có vấn đề gì không? Nghe được cái này Trần Phi sắc mặt cuối cùng là dần dần âm trầm xuống, nửa ngày không nói, rồi sau đó, đột nhiên là châm chọc cười, nói, giỏi một cái là cho mượn ta bảo vật, giỏi một cái vật quy nguyên chủ. Không thể không nói, cái này Thành U Lang còn thật là thú vị. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen, cho nên đều là bực này mặt dày vô sỉ. Không mặt mũi không ra đồ. Làm Trần Phi cái này tràn đầy châm chọc thanh âm truyền ra, toàn bộ trong thiên địa xôn xao tiếng ngay tức thì tĩnh mịch. Vô số người trợn to hai mắt, khó tin nhìn về Trần Phi. Cái này, thằng nhóc này hắn điên rồi. Hắn lại dám châm chọc, mắng Đoạn Hằng Hà đại nhân. Càn rỡ, Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân trực tiếp là nhảy cỡn lên, mặt đầy cười âm hiểm vẻ, thâm độc nói, Mục Nguyệt huynh. Tiểu súc sinh này coi trời bằng vung, miệng không che che, lại dám làm nhục Đoạn Hằng Hà đại nhân, cái này là tử tội. Ta phải nói, nếu không chúng ta trước giết hắn, đến lúc đó lại đem vậy Ngọc Tinh Tháp cùng với tử hỏa lô trả lại cho phủ thành chủ, những thứ khác, lại do bọn ta chia đều, như thế nào? Hắn bây giờ làm sao không biết, cái gì đó Ngọc Tinh Tháp, tử hỏa lô, hoàn toàn chính là Đoạn Hằng Hà tham đồ bảo vật, chế tên chữ. Mà bây giờ bọn họ mục đích đều là nhất trí, tự nhiên có thể thật tốt, nói chuyện. Không tệ, tiểu súc sinh này lại dám làm nhục Đoạn Hằng Hà đại nhân, thật là tự tìm cái chết. Đúng vậy, loại này coi trời bằng vung chó má nên trước hết giết hết, lưu hắn không được. Bực này không biết tự lượng sức mình hạng người, chết không hết tội. Bùi gia, Tam Tuyệt Cung, Nhan Chân Phái cùng lão tổ cấp nhân vật đều là cười lạnh, người một lời ta một lời nói. Thấy tình cảnh này, Duẫn Liệt, Tuyết Triều Dương, Hắc Sát cùng đứng ở Trần Phi phương này lão tổ cấp nhân vật, thì đều là ánh mắt hoảng hốt. Thần sắc đổi được dị thường khó xem. Không có biện pháp, hôm nay không nghĩ tới liền Đoạn Hằng Hà đại nhân cũng lại là thật ngồi không yên, nổi lên lòng xấu xa, bọn họ, đâu còn có thể có cái gì phần thắng. Ai, nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi đồng loạt than thở một tiếng, lần này, chỉ sợ là thật thua cuộc. Xong rồi à. Đây là Đoạn Hằng Hà đại nhân chỉ ý, người chắc chắn, cự tuyệt hắn hậu quả. Nhìn Trần Phi trên mặt châm chọc vẻ, Mục Nguyệt lão người than nhẹ một tiếng, sắc mặt lãnh lệ, hỏi.
Hắn mặc dù cảm thấy làm như vậy là có chút vô sỉ, nhưng mà, đây là Đoạn Hằng Hà đại nhân tự mình xuống chỉ ý, cho nên, hắn vậy không có biện pháp. Trách thì trách Trần Phi còn quá trẻ, không hiểu lỗ mãng hậu quả, lại càng không biết, cái gì là gọi là tài không để lộ ra đạo lý. Bây giờ, Đoạn Hằng Hà đại nhân đối với vậy bảo tháp cùng với lò lửa nổi lên lòng tham lam, ai có thể ngăn trở. Ha ha, Thiên Long môn huyễn quân lão tổ các người cũng cười lạnh. Đến chỗ này, bọn họ cũng cho rằng, Trần Phi đã hoàn toàn mất đi lật bàn chỗ trống. Cho nên sau đó, nơi cùng Trần Phi, cũng chỉ có một con đường, đó chính là chết. Diệt vong. Ha ha, không tự lượng sức đồ, thật lấy là mình coi là cái gì. Nhưng mà, đối mặt với Mục Nguyệt lão người cái này tràn đầy vô tận áp lực trong giọng nói ý nghĩa, Trần Phi lại có thể cười. Không tệ, hắn thật sự là cười, cười rất là bình tĩnh, rất là châm chọc. Tiền bối, nếu không ngươi trở về nói cho cái gì đó Đoạn Hằng Hà. Bát cung huyền tháp, cách thật lò bây giờ đang ở ta cái này, hắn muốn, tự mình tới lấy. Như thế nào, Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn Mục Nguyệt lão người, ánh mắt châm chọc cùng lạnh lẽo nói. Dối trá đến loại này, đơn giản chính là tham lam hắn bát cung huyền tháp còn có cách thật lò, lại có thể như vậy, vì sao không đích thân đến được lấy đâu. Chỉ cần, hắn có bản lãnh kia. Ừ. Rất nhiều người nghe vậy con người kịch liệt co rúc lại, ánh mắt, trong nháy mắt xúc tới mũi châm. Hắn điên thật rồi. Thằng nhóc, có mấy lời, thật là không thể nói bậy bạ. Mục Nguyệt lão người cũng là hơi biến sắc mặt đứng lên, nhìn Trần Phi, một vòng không trọn vẹn trăng tròn ở sau lưng hắn chậm rãi nổi lên. Cùng lúc đó, áp lực kinh khủng hướng Trần Phi đè đi. Bất quá, sẽ ở đó khủng bố áp lực bao phủ tới, vèo một tiếng, một đạo thân ảnh lóe lên. Lại là vậy chiến hồn cung lão tổ duẫn liệt xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Phịch, chỉ gặp hắn cả người chiến ý bay lên, liền giống như là hắc động vậy, đem vậy áp lực toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây sắc mặt biến. Băng ma cung lão tổ lại là ánh mắt híp một cái, âm hiểm mắng, duẫn liệt, người dám cãi lại Đoạn Hằng Hà đại nhân ý nghĩa. Duẫn liệt mặt không cảm giác, nhìn băng ma cung lão tổ, đột nhiên cười. Nói cái loại đó mặt dày vô sỉ người, cho dù là cãi lại hắn, thì như thế nào? Cái này Đoạn Hằng Hà thủ đoạn xác thực thật làm người khác không hổ thẹn, thừa dịp người gặp nguy, mặt dày vô sỉ. Trọng yếu hơn chính là, hắn đã làm ra lựa chọn, lại có thể như vậy, cần gì phải một con đường đi tới hắc. Dù sao chỉ nếu bị thua, kết quả đều giống nhau. Thấy tình cảnh này, Tuyết Vân Lâu hai vị lão tổ cấp nhân vật Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân chố mắt nhìn nhau. Sắc mặt trần trờ, vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, đồng loạt thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trần Phi sau lưng. Sát theo, lại một đạo thân hình lóe lên, ám ma các lão tổ cấp cường giả hắc sát cũng là cười lạnh xuất hiện ở Trần Phi sau lưng. Bọn họ ám ma các vốn là xem Đoạn Hằng Hà không vừa mắt, cho nên cái loại đó uy hiếp, đối với hắn mà nói, căn bản không tạo tác dụng. Thấy tình cảnh này, Mục Nguyệt lão người cũng là sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Duẫn Liệt các người, chậm rãi nói, xem ra các người là cũng nghĩ rõ. Phải thì như thế nào? Duẫn Liệt ngẩng đầu lên cười một tiếng, là thật hoàn toàn hạ quyết tâm. Được, vậy nếu là các người muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, tự tìm đường chết, như vậy, kế tiếp tất cả tai nạn, chính các người gánh vác đi. Mục Nguyệt lão người hít sâu một hơi, chợt bàn tay hung hăng dùng sức, đem vậy tràn ngập màu đồng xanh tia sáng lệnh bài, rắc rắc một tiếng, bóp nát. Vo ve, oanh, theo lệnh bài kia bị Mục Nguyệt lão người bóp vỡ, đột nhiên lại là hư không toát ra ùn ùn kéo đến vô ngần kinh khủng hào quang. Vậy hào quang chính giữa, tản ra một loại cực đoan kinh khủng hơi thở, vô cùng nghẹt thở, vô cùng khủng bố, làm sắc mặt người biến. Đoạn Hằng Hà đại nhân, rất nhiều người tâm hồn run rẩy, cơ hồ là tại chỗ quỳ sát liền xuống, rung giọng nói. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng ra. Loại này khủng bố đến làm người ta tuyệt vọng hơi thở, ý vị như thế nào? Bọn họ toàn bộ thành U Lang, cũng chỉ có một người có. Đó chính là bọn họ thành U Lang chí cao vô thượng chúa tể, truyền thuyết kia trong cảnh giới siêu cấp nhân vật lớn, Đoạn Hằng Hà đại nhân. Trong nháy mắt, Duẫn Liệt, Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, hắc sát đám người sắc mặt cũng đổi được vô cùng ngưng nhiên, thậm chí bối rối. Vậy chờ tồn tại nhân vật, nếu là thật đang tới. Bọn họ căn bản không ngăn được. Chỉ có Trần Phi một người, sắc mặt bình tĩnh,
ngẩng đầu lên, yên tĩnh nhìn vậy trong hư không diệt tuyệt khí thế, cặp mắt dần dần hiện ra nhàn nhạt hung ác cùng lạnh như băng vẻ. Xem ra, hôm nay là có thể làm một nhiều tiền. Dứt lời. Oanh! Hào hùng diệt tuyệt hơi thở xuất hiện, vậy trên bầu trời, ánh sáng ngưng tụ, cuối cùng một đạo cả người tản ra ba màu hào quang người, đổi một chút là xuất hiện. Cung nghênh đại nhân! Mục Nguyệt lão người hơi khom người, nhìn vậy trên bầu trời tản ra ba màu ánh sáng bóng người, cung kính nói. Cung nghênh đại nhân! Đoạn Hằng Hà đại nhân! Giữa trời đất, cũng là rồi sau đó nhớ lại này thay nhau vang lên cung kính tiếng. Ừ, nhàn nhạt tiếng đáp lại truyền tới, bóng người kia đi ra ba màu hào quang, người khoác trường bào, mày kiếm tinh hạng mục, một bộ nho nhã trang phục, có thể cặp mắt trong lúc này lại tràn ngập nhàn nhạt tham lam, ánh mắt quét rơi xuống Trần Phi trên mặt. Người chắc chắn, người muốn cự tuyệt ta chỉ ý sao? Thanh âm bình tĩnh, không việc gì đặc biệt, có thể làm mọi người tại đây biết được lời này đến tột cùng là từ nhân vật dạng gì trong miệng nói ra. Bọn họ đều là không nhịn được run sợ trước, tĩnh nhược ve mùa đông đứng lên. Vậy trên bầu trời bóng người, chân đạp hư không, kiếm hạng mục tinh nghi, cả người tản mát ra hơi thở, thật là gọi là mênh mông, hủy diệt, vô tận. Quá mạnh mẽ. Mà đây, cũng chính là vậy cảnh giới trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh. Đại nhân vật như vậy, ở bọn họ thành U Lang nhưng mà vô địch à? Ha ha! Có thể nhưng vào lúc này... Một đạo bình thản tiếng cười lạnh truyền tới, rồi sau đó mọi người trực tiếp là không nhịn được mặt sợ hãi nhìn Trần Phi. Rồi sau đó, cũng chính là Trần Phi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn vậy trên bầu trời tự cho là đúng thiên thần nhân ảnh, con người hơi híp, hơi tuét miệng cười. Nguyên lai đây chính là nguyên đan chân quân cảnh nhân vật. Không tệ, có chút ý tứ. T. Trần Phi thanh âm truyền đẩy ra tới, làm được vô số người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng tràn đầy khó tin. Hiển nhiên, bọn họ chân thực không nghĩ tới, Trần Phi lá gan, lại to lớn như vậy. Vậy trên bầu trời, Đoạn Hằng Hà sắc mặt chợt biến đổi, uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng rơi xuống, nhìn Trần Phi, cau mày nói, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Nếu không thì sao, Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, nói, xem ra ngươi là cho rằng ngươi muốn so với ta cao cao tại thượng nhất đẳng. Xin lỗi, đáng tiếc ở trong mắt ta. Người tựa hồ cũng không có như vậy ưu hạng. Ngược lại, như vậy mặt dày vô sỉ, tham lam ta bảo vật, nhìn như ngươi cũng chính là và bọn họ như nhau, lộ vẻ được hết sức dối trá mà thôi. Càn rỡ! Mà Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân nghe được Trần Phi mà nói, ánh mắt cười lạnh, diễn cảm nhưng là thốt nhiên giận dữ, lạnh lùng nói, tiểu tạp trùng, ngươi có biết ngươi bây giờ đang nói chuyện với ai? Chỉ là ngươi loại thái độ này, chết một vạn lần, đều không đáng tiếc. Chết một vạn lần. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người đột nhiên tuôn ra sắc bén vẻ, nhìn chằm chằm Huyễn Quân, nhàn nhạt nói, hôm nay ta có thể chết hay không, ta biết, sẽ không. Mà ngươi, người tốt nhất cầu nguyện mình có thể sống sót, nhưng là, nói thật, ở ta xem ra, hy vọng không lớn. T, mọi người phát ra ngược lại hút khí lạnh tiếng, từng cái sắc mặt cổ quái. Cái này, thằng nhóc này kết quả là nghĩ như thế nào? Ở Đoạn Hằng Hà trước mặt đại nhân, hắn còn dám lớn lối như vậy, không chút kiêng kỵ. Hắn kết quả dựa vào cái gì à? Ngươi, tốt, rất tốt sao? Thiên Long môn lão tổ cấp nhân vật Huyễn Quân sắc mặt tái xanh, đôi mắt ửng đỏ, sắc mặt dị thường khó khăn xem. Hắn giống vậy không nghĩ tới hắn một câu uy hiếp, vậy mà sẽ ngược lại khiến cho được Trần Phi nói ra những lời này, đây quả thực là làm nhục. Ha ha, quả thật là con nghé mới xanh không sợ cọp. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy trên bầu trời, Đoạn Hằng Hà nhưng loãng cười nhạt. Chẳng qua là nụ cười kia chính giữa, nhưng mang theo rõ ràng băng hàn cùng sơ sắc tiêu điều ý. Ngươi nói ta dối trá, ta thừa nhận. Một khắc sau, hắn chậm rãi nói, ta thừa nhận ta là coi trọng ngươi vậy hai kiện bảo vật, tham đồ bảo vật, cho nên mới để cho Mục Nguyệt ra mặt, tùy tiện biên cái cớ. Ừ, rất nhiều người sắc mặt không nhịn được đổi một cái, Đoạn Hằng Hà đại nhân, đây là thế nào? Trần Phi nhìn một màn này, cũng là hơi biến sắc mặt, đôi mắt híp lại, hắn đúng là thực không nghĩ tới đối phương có thể thẳng thắn như vậy đem phần kia dối trá, nói ra. Bất quá, có thể nhưng vào lúc này, Đoạn Hằng Hà lại mở ra, nhàn nhạt nói, bất quá, ta làm như vậy, làm sao thường không phải cho một mình ngươi dưới bậc thang. Ta Đoạn Hằng Hà đồ mong muốn, chẳng lẽ ngươi, dám không cho.
Oanh! Dứt lời, khí tức kinh khủng ùn ùn kéo đến rơi xuống, chèn ép ở Trần Phi trên mình, làm hắn cảm nhận được nghẹt thở, tuyệt vọng, chết. Xem ra, nói cho cùng, vẫn là cướp trắng trợn hả? Trần Phi căng thẳng hàm răng, môi run rẩy nói. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Đoạn Hằng Hà ngạo nghễ cười một tiếng, nói châm chọc ta nếu như không nhìn lầm, ngươi vậy tử hỏa lô, tối thiểu cũng hẳn là 20 tầng cấm chế trở lên pháp bảo, đó là cái gì khái niệm à? Ngươi cảm thấy, ngươi có cái gì tư cách, có này loại bảo vật? Loại bảo vật này rơi vào ta Đoạn Hằng Hà trong tay, không phải là thích hợp hơn sao? 20 tầng cấm chế trở lên pháp bảo. T, đám người trực tiếp là không nhịn được điên rồi, thần sắc hoảng sợ. Đúng vậy, 20 tầng cấm chế trở lên pháp bảo, đó là cái gì khái niệm à? Cái này thật không phải là đang nằm mơ. Phải không, vậy sợ rằng là muốn cho ngươi thất vọng, ngươi loại vật này, ta có thể chưa thấy được ngươi có cái gì tư cách đạt được cách thật lò. Bao phủ ở kinh khủng trọng áp hạ, Trần Phi hung ác cười một tiếng, đột nhiên coi trời bằng vung đứng lên. Tự tìm cái chết, Đoạn Hằng Hà ánh mắt một nghiêm túc, trong ánh mắt cuối cùng là không nhẫn nại được nổi lên hung ác, lạnh như băng vẻ, hất tay một cái tràn ngập ba màu hào quang bàn tay liền xuất hiện ở trên trời, lòng bàn tay tràn ngập vô ngần đáng sợ hơi thở, rơi xuống, bao phủ Trần Phi. Xong rồi, thấy tình cảnh này Duẫn Liệt các người một mặt tuyệt vọng, rõ ràng đây cũng là xong rồi. Hoàn cái gì, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, hất tay một cái, hung ác thanh âm. Trực tiếp là ở giữa đất trời này nổ vang lên. Tiền bối, nhìn lâu như vậy hí, bây giờ có thể đi ra hoạt động một chút gân cốt. Ừ, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sát theo, vậy giữa trời đất, bỗng là có vô tận trận văn gào thét xuất hiện. Trận kia văn trên tràn ngập phong hỏa sấm sét, lửa cháy bừng bừng hàn băng, vô cùng khủng bố. Mà ở đó chập chờn chính giữa, vậy ba màu hào quang bàn tay trực tiếp là nhanh chóng biến mất. T, cả đám ánh mắt biến, cực độ kinh hoàng, ngược lại hút khí lạnh, nên, đáng chết, đây sẽ không là. Mà bất thình lình một màn, cũng là làm vậy nguyên bản ngạo mạn vô song Đoạn Hằng Hà sắc mặt mãnh biến đổi, còn người co rúc lại, không nhịn được kinh thanh nói, làm sao có thể. Hắn là tiểu thiên vị nguyên đan cảnh, tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp ở trước mặt hắn đều là rác dưới, mà bây giờ, hắn thủ đoạn, lại bị người tùy ý như vậy hủy diệt. Nghĩ đến đây, hắn trong suy nghĩ trực tiếp là hiện ra nồng nặc bất an, nên, chẳng lẽ. Duẫn Liệt, Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, Hắc Sát các người đều đần độn. Thần sắc đờ đẫn. Bất quá ở nơi này trệ chính giữa, nhưng là có vẻ mừng như điên nổi lên đi ra. Ngược lại, Thiên Long môn huyễn quân lão tổ các người, vào giờ khắc này, trực tiếp là cả người đều có chút bị sợ ngu. Hô! Nhưng vào lúc này... Mọi người bên tai rõ ràng là xuất hiện một đạo nhàn nhạt thổ khí tiếng, hơn nữa ở đó trông giống như là có vô tận phức tạp, vô tận cảm khái. Sát theo, vậy trên bầu trời trận văn dần dần tản đi, từng đạo kinh hãi, run rẩy ánh mắt, trực tiếp là hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng nhìn. Chỉ gặp ở đó ba màu hào quang bàn tay, vốn là muốn tập kích khu vực, Trần Phi các người không chút tổn hao nào, chẳng qua là, vô số người tầm mắt sát theo liền hung hãn rụt một chút. Bởi vì bọn họ thấy, ở hắn ăn cơm bên người, lúc này, lại là xuất hiện một nhìn như thân hình vô cùng là khổng lồ ma khu. Ma khu nhìn như vô cùng cao ngất, sống lưng như núi cao vậy, mặt mũi nhưng là để cho người không thấy rõ, mơ mơ màng màng, giống như là bao phủ lên một tầng mong mỏng sương mù. Bất quá, cặp mắt kia, ma khu ánh mắt, nhưng cho người cảm giác giống như là vô ngần thâm thúy tới cực điểm vậy, tràn đầy phức tạp, tràn đầy ma tính, tràn đầy. Cường hãn. Hơn nữa làm hắn thân thể bên trong hơi thở dần dần chảy ra sau đó, rất nhiều người, đều là trong nháy mắt ánh mắt kinh hãi muốn chết run rẩy. Bởi vì hiện vào lúc này, bọn họ cực độ hoảng sợ phát giác, vậy nguyên bản làm bọn họ vô cùng sợ Đoạn Hằng Hà đại nhân khí thế, hiện vào lúc này, cư, lại có thể bị chèn ép nhanh chóng biến mất đứng lên. Cái này, điều này sao có thể? Rất nhiều người ngay tức thì ra đầu một nổ, ánh mắt. Ngay tức thì vô cùng kinh hãi vạn phần đứng lên. Bởi vì bọn họ lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết, có thể để cho Đoạn Hằng Hà đại nhân như vậy một vị nguyên đan cảnh tồn tại, hắn khí thế đều ở đây trong một cái chớp mắt này bên trong nhanh chóng biến mất, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, câu trả lời cũng chỉ có một, đó chính là một vị khác nguyên đan cảnh vô địch tồn tại. Nói cách khác,
cái này Trần Phi, hắn lại có thể vào lúc này, không biết từ đâu, dọn tới một là nguyên đan cảnh tồn tại. Hắn, ta, rất nhiều người cũng trực tiếp là điên rồi, ánh mắt run rẩy, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là tràn đầy quỷ dị cùng với bao la sợ hãi. Cái này, CMN cái này nếu là bọn họ sớm biết Trần Phi có bối cảnh này, bọn họ ai đầu óc bị cửa kẹp, cũng không biết đánh loại này ra mà chú ý à. CMN cái này, CMN đơn giản là điên rồi à. Điên thật rồi. Trần Kinh không tiền bối, sống lại cảm giác, như thế nào? Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười hướng Ma Khu hỏi. Hiển nhiên, Ma Khu không phải người khác, chính là trước lựa chọn phá rồi sau đó lập Trần Kinh không. Mà bây giờ nhìn lại, hắn thành công. Đương nhiên là rất tốt à. Hơn 200 năm, kiềm nam cổ quốc, ta Trần Kinh không, lại trở về. Trần Kinh không hoạt động một chút thân thể mới, ánh mắt phức tạp cười lên. Ước chừng làm hơn 200 năm hoạt tử nhân, bây giờ, vậy cuối cùng là lại trở về. Cảm giác này, thật là kỳ diệu à. Không cách nào nói rõ. Các hạ là ai, nhưng vào lúc này, Đoạn Hằng Hà kiêng kỵ thanh âm truyền tới. Làm người ta trong lòng run lên. Ừ, Trần Kinh không ngẩng đầu nhìn một chút vậy trên bầu trời Đoạn Hằng Hà, con ngươi lười biếng híp một cái, ánh mắt thoáng hiện ra nhàn nhạt lãnh sắc, lại nhìn hướng Trần Phi, bình tĩnh nói, những người này, xử lý như thế nào? Giao giao. Lời vừa nói ra, Tam Tuyệt Cung, Bùi Gia, Thiên Long Môn cùng lão tổ cấp cường giả sắc mặt biến, ngay tức thì trong ánh mắt hiện ra thật sâu run rẩy. Còn có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trước bọn họ lớn lối lâu như vậy, bây giờ, là nên một thù trả một thù. Xử lý như thế nào? Trần Phi cười, ánh mắt hiện ra lau một cái dữ tợn, nhàn nhạt nói, đây còn phải nói, đương nhiên là. Không chừa một mống. Lời vừa nói ra, vậy tất cả mọi người, cho dù là Đoạn Hằng Hà đều là không nhịn được tròng mắt chợt co giúp một cái. Ánh mắt kinh nghi. Cái này hai người, bọn họ kết quả là quan hệ như thế nào? Tại sao, thằng nhóc này lại dám lấy loại giọng nói này, theo một vị nguyên đan cảnh tích chữ đang nói chuyện? Không chừa một mống, phải, không thành vấn đề. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Kinh không khẽ gật đầu, rồi sau đó, mọi người liền thấy hắn há mồm phun một cái, lại là có một đoàn cối xay lớn vô ngần trận pháp đường vân hiện ra. Phịch, ầm ầm ầm. Sát theo vậy đường vân tựa như cùng là ánh mặt trời vậy bắn ra bốn phía mở, ùn ùn kéo đến. Hóa là bao la biển lửa, băng xuyên, sấm sét, gió lốc lớn. Tiếp đó càng vẫn là ngưng tụ thành một tòa siêu đại trận kinh khủng. Trên bầu trời, Đoạn Hằng Hà cũng là thấy rõ trận pháp này, cảm nhận được hắn cấp bậc, hắn cường hãn, lúc này liền là không nhịn được con người co giúp một cái. Cực độ rung động thanh âm, đi theo cũng là vang lên. Địa cấp trận pháp, ngươi là đại trận sư. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả cường giả đều là không nhịn được kinh hãi ngất đi. Lớn, đại trận sư. Hiển nhiên, bọn họ không chỉ có không nghĩ tới Trần Phi tìm tới một vị nguyên đan cảnh tồn tại, hơn nữa càng không có nghĩ tới, cái này mời tới người, lại còn là một vị lớn, đại trận sư. Vậy chờ tồn tại, nhưng mà được gọi là một người có thể đổ sát một thành à. Đại trận sư. Làm Đoạn Hằng Hà hàm chứa chấn động cùng kinh hãi thanh âm ở giữa đất trời này vang vọng, tại chỗ tất cả. Vô số người đều là cặp mắt hung hăng run một cái, rồi sau đó, trên gương mặt kia trực tiếp là hiện ra thật sâu kinh hãi muốn chết vẻ, đậm đà đến hóa không ra, thật lâu tán không đi. Bởi vì, có thể phối hợp đến bọn họ hiện nay cái này trình độ, người đó là người ngu. Lại có ai, chưa nghe nói qua kinh khủng kia không cách nào hình dung đại trận sư tôn sư thần uy, là có kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào. Địa cấp trận pháp sư, lại tên đại trận sư. Là hoàn toàn đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân cảnh truyền kỳ tồn tại. Hơn nữa, trận pháp sư lớn nhất đặc điểm là cái gì? Đó chính là am hiểu nhất quần công, lấy một địch vạn. Cho nên, một vị truyền kỳ vậy đại trận sư tồn tại, đừng nói là bọn họ thành U Lang, cho dù là một phương thanh danh lan xa siêu cường thế lực, hoặc chủng tộc. Chỉ cần là chọc phải bực này tồn tại, bị tàn sát thành, đồ sát tộc, đồ sát thế lực, đây tuyệt đối là nói xạo. Dù sao ở trận pháp sư trong mắt, một người, và 10.000 người, có cái gì khác biệt? Nghĩ đến đây, vậy vô số ngoài mười mấy dặm người vây xem trực tiếp là cả người đều đần độn, mỗi một người đều là không nhịn được thần sắc tái nhợt, thân thể run rẩy. Bởi vì bọn họ sợ,
nếu như vị này đại trận sư thật nổi giận, bọn họ bị vạ lây người vô tội, vậy phải làm thế nào? Không chỉ là bọn họ, coi như là Bùi gia, Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung, Nhan Chân Phái cùng lão tổ cấp nhân vật, hiện vào lúc này, trên mặt bọn họ vậy cuối cùng là vào lúc này tức cười đọng lại đứng lên. Sắc mặt ảm đạm, lạnh cả người mồ hôi nhô ra. Những thứ này, thậm chí cũng hoàn toàn không đủ để miêu tả ra bọn họ lúc này sợ hãi trong lòng. Bởi vì, phía sau bọn họ tông môn nhưng mà không nguyên đan chân quân cảnh cường giả tồn tại. Cho nên trận kinh không một khi là muốn diệt bọn họ, không cần nhiều phiền toái, một tòa địa cấp trận pháp đi xuống, bọn họ thì xong rồi. Xong rồi à? Hắn kết quả là lai lịch thế nào à? Trong chốc lát, Nhan Chân Phái lão tổ Sa Lão Yêu, Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân đều là không nhịn được mau muốn khóc. Hối hận tới cực điểm. Nếu như bọn họ sớm biết Trần Phi lai lịch, năng lượng như vậy khủng bố, có thể mời tới một vị đại trận sư cấp bậc truyền kỳ vô địch nhân vật, vậy coi như là lại cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám tham đồ Trần Phi bảo bối chú ý à. Mà vào lúc này, vậy trên bầu trời Đoạn Hằng Hà cũng là sắc mặt chấn động thay đổi mấy lần, cuối cùng có chút cười khổ thật sâu nhìn Trần Phi một cái, ánh mắt mới rơi xuống trận kinh không trên mặt, nâng lên tay, hơi khom người nói chuyện này là ta không đúng, bằng hữu còn xin bớt giận. Rào rào. Đoạn Hằng Hà lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được ra đầu lẫm nhiên, cả người run rẩy. Bọn họ nghe được cái gì? Nghe được bọn họ thành U Lang thành chủ, một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại nói xin lỗi. Điên rồi, điên thật rồi. Rất nhiều người sắc mặt không biết đổi thành cái dạng gì, hiện trường, một mảnh yên tĩnh như chết. Chợt, một đôi rung động thật sâu ánh mắt không khỏi rơi xuống Trần Phi trên mình. Lộ ra run rẩy, còn có hâm mộ. Hôm nay, bọn họ có thể nghe được Đoạn Hằng Hà đại nhân cúi thấp đầu nói xin lỗi, nguyên do lớn nhất, chính là bởi vì hắn, Trần Phi. Là hắn mời tới một vị giống vậy vô địch đại trận sư tồn tại. Hiểu lầm, có thể nhưng vào lúc này, trận kinh không lại cười cười, nhìn về Trần Phi, hỏi, Trần Phi, hắn nói đây là hiểu lầm, ngươi nói, có hiểu lầm sao? Ừ, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ánh mắt lại lần nữa hung hăng rụt một cái. Là, tại sao vị này đại trận sư đại nhân và thằng nhóc kia nói chuyện thái độ, lại là tùy ý như vậy thân cận, thậm chí, giống như là bằng hữu vậy. Mà như vậy cảnh tượng, xuất hiện ở một vị đại trận sư tồn tại, cùng với một vị trẻ tuổi trên mình, cái này hợp lý sao? Đây quả thực, thật là quá làm cho không người nào có thể lý dụ chứ. Đây tột cùng là tại sao à? Đoạn Hằng Hà ánh mắt cũng là hung hăng đổi một cái, kinh nghi nhìn Trần Phi, chợt rất miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, nhìn Trần Phi, nói, không tệ không tệ, đều là hiểu lầm, tiểu hữu, ngươi nói là chứ. Hắn như vậy giọng, như vậy thái độ, giống như là lộ vẻ được vô cùng là tùy ý, thậm chí chuyện đương nhiên, có lẽ, hắn là cho rằng, mình đường đường nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đều đã tự mình sệ mặt xuống nói xin lỗi, Trần Phi bực này tiểu bối chắc cũng là biết đủ, biết điều. Dẫu sao, hắn Đoạn Hằng Hà nhưng mà đường đường nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Mà hắn Trần Phi là cái gì? Bất quá chỉ là một không tới nguyên đan chân quân cảnh con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải bởi vì trận kinh không tồn tại, hắn là thứ gì? Rác dưới mà thôi. Hiểu lầm, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại cười, hơn nữa còn là cười cái loại đó vô cùng là châm chọc theo giễu cợt cái loại đó. Ừ, Đoạn Hằng Hà ánh mắt khẽ biến. Nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt lạnh yên lặng hồi lâu, mới lại miễn cưỡng bật cười, nhìn về trận kinh không, nói chuyện này đúng là hiểu lầm. Ta không biết hắn và bạn ngươi có quan hệ. Nghe vậy, trận kinh không lên tiếng, chẳng qua là yên tĩnh nhìn Trần Phi. Người sau nhỏ mỉm cười, cười lạnh nói, vậy theo ngươi như thế nói, ta nếu là không là trận kinh không tiền bối bằng hữu, chuyện này thì không phải là hiểu lầm. Ừ. Mọi người tại đây con ngươi không nhìn được rung động thật sâu rụt một chút, thằng nhóc này, Trần Phi, hắn lời này là ý gì? Chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục tìm lại Đoạn Hằng Hà đại nhân phiền toái không được? Cũng khó trách bọn họ sẽ kinh nghi, sẽ rung động, dẫu sao ở bọn họ, thậm chí Đoạn Hằng Hà mình bản thân trong quan niệm. Hắn nhưng mà đường đường nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, coi như là trước có cái gì hiểu lầm, nhưng bây giờ, không đều đã nói là hiểu lầm sao? Thằng nhóc này Trần Phi lại còn không theo sườn núi mà hạ, được thế không buông tha người, có ý gì? Nghĩ đến đây, Đoạn Hằng Hà ánh mắt cũng có chút lạnh lên,
không nói một lời, toát ra lạnh lùng ý. Cái này ngay tức thì, trong không khí nhiệt độ vậy hình như là bắt đầu hạ xuống đứng lên. Thực vậy, hắn là có chút bất ngờ Trần Phi có thể mời tới một vị đại trận sư tồn tại, mà vậy chờ tồn tại, đúng là lợi hại, đúng là khó dây dưa. Nhưng hắn Đoạn Hằng Hà thành tựu tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, cùng vậy đại trận sư cảnh giới ngang hàng, làm sao cần phải quá mức kiêng kỵ. Hơn nữa, chuyện trọng yếu nhất mà là, ngày hôm nay chuyện này mặc dù không coi là nháo được quá lớn, nhưng mà, một khi truyền đi, sợ là sẽ phải có người nói hắn Đoạn Hằng Hà là đồ hèn nhát, sợ đối phương, đây đối với hắn mà nói, mới thật sự là vấn đề. Đến hắn tầng thứ này cường giả, ai không biết xấu hổ. Hơn nữa, hắn cũng không tin, đối phương cho dù là đại trận sư tồn tại, có thể vì chính là một tên tiểu bối, cùng hắn Đoạn Hằng Hà càng xé rách ra mặt làm khó dễ. Điều này có thể sao? Có thể hắn ý tưởng như vậy tự tin, như vậy từ được, nhưng ở thời gian kế tiếp chính giữa, trực tiếp là sinh ra long trời lỡ đất thay đổi. Không nói lời nào, không nói lời nào đó chính là không được nói chuyện. Vậy thì thật là tốt, ta vốn là cũng không muốn nói. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn vậy trên bầu trời thần sắc lạnh nhạt Đoạn Hằng Hà, làm tâm hồn người run sợ thanh âm trực tiếp là lạnh lùng vang lên, tiền bối, người này có thể giết sao? Rào rào. Đoạn Hằng Hà sắc mặt biến, ánh mắt hiện ra cực độ nhọn sắc thái, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói tiểu tạp chủng, người muốn tìm cái chết. Ha ha, Trần Kinh không khẽ mỉm cười một cái, nói, vấn đề hẳn không lớn. Vậy thì làm thịt, tỉnh tên này một mực ở nơi này om sòm. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hiện ra nhàn nhạt vẻ hung ác. Mà hắn nơi nói ra lời nói này, trực tiếp là làm mảnh thiên địa này xôn xao. Ừ, những người khác cũng là hoàn toàn đều đần độn. Bọn họ ngơ ngác nhìn Trần Phi, ánh mắt đờ đẫn, nói đều không nói được. Cái này, tên này, hắn là thật vui vẻ liền sao? Được, nhưng mà Trần Kinh không nhưng cho bọn họ trực tiếp nhất, cũng là rung động nhất câu trả lời. Vèo một tiếng, Trần Kinh không thân hình chớp mắt, hư không run lên, ma khí cuồng trào, trận pháp đường vân kích động, xuất hiện ở hư không, cùng lúc đó, vậy hàm chứa biển lửa, băng xuyên, gió lốc lớn khủng bố cấp trận pháp trực tiếp là sôi trào. Cùng lúc đó, một cổ làm thiên địa này, làm phạm vi này trong phạm vi trăm dặm cũng run rẩy uy áp, cũng là ùn ùn kéo đến tràn ngập ra. Đại trận sự oai, ma vương thi hài chi hung, cái thế tuyệt luân. Ngươi thật muốn là thằng nhóc này, và ta trở mặt. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời Đoạn Hằng Hà cũng là ánh mắt hoàn toàn giận lên, da mặt xanh mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kinh không, chất vấn. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đều đã dẫn đầu sệ mặt xuống cúi thấp đầu nói xin lỗi, nhưng quay đầu lại, nhưng vẫn là như vậy một loại kết quả. Làm thịt hắn, CMN, thật làm hắn Đoạn Hằng Hà là bùn bóp. Hắn chính là tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại, thật nếu nói, cũng không gặp phải là biết sợ liền một vị đại trận sư. Nói nhiều vô ích, Trần Kinh không bình tĩnh nhìn Đoạn Hằng Hà, diễn cảm lạnh lùng, nói, động thủ đi. Được, tốt, rất khỏe mạnh sao, Đoạn Hằng Hà tức giận ra mặt xanh mét, ánh mắt ửng đỏ, một lát sau, một cổ kinh khủng ba màu hào quang, cũng là từ hắn sau lưng xuất hiện. Ùn ùn kéo đến, nghe tiếng đã lâu đại trận sư oai. Hôm nay có may mắn vừa gặp, ngược lại là được lãnh giáo một chút à. Đoạn Hằng Hà cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói, cả người toát ra hàn xương. Hiển nhiên, lúc này Trần Kinh không đối với hắn khinh thị cử động, là hoàn toàn đem hắn chọc giận. Oanh! Ầm ầm ầm. Một khắc sau, từ Đoạn Hằng Hà sau lưng, một đôi trùng điệp trăm mét màu xanh vây cánh xuất hiện, mặc dù là linh khí xây dựng hư vô, có thể khí thế kia, mỗi một lần vỗ đều đưa sẽ dẫn được gió lốc lớn xuất hiện, làm người ta kinh hãi. Cùng lúc đó, một cổ không kém gì Trần Kinh không phóng thích ra uy thế, cũng là từ sau lưng hắn cặp kia vây cánh chính giữa tản mát ra, bao phủ chu vi mười mấy dặm. T, mà ở nơi này cùng uy thế kinh khủng hạ, tất cả mọi người, đều là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy, cơ hồ là giống như thân vác núi cao, nhúc nhích không được chút nào. Ừ. Trần Kinh không cặp kia bình tĩnh trong tròng mắt cuối cùng là nổi lên nhàn nhạt tinh mang vẻ. Hắn bây giờ là mới vào đại trận sư cảnh giới, chỉ lĩnh ngộ được địa cấp trận pháp một tầng, theo lý thuyết, và đối phương thực lực hẳn không kém nhiều. Bất quá như vậy mới có ý tứ, mới có tính khiêu chiến, không phải sao?
mở trận. Nghĩ đến đây, trận kinh không trong tròng mắt vậy tinh mang vẻ chính là hơn nữa nhọn, cường thế một ít. Một khắc sau, liền gặp hắn tay áo bảo vung lên, giữa trời đất, từng đạo trận văn sao động lên, cuốn lên chư thiên, ma khí cuồng liệt. Sát theo liền gặp vậy trong thiên địa khổng lồ trận pháp trực tiếp là đổi được sáng chói đứng lên, lóe lên bao la chói lọi, nhìn qua tựa như đá quý làm bằng, vô địch. Địa cấp trận pháp một tầng, đá quý chói lọi trận. Một đạo nhẹ nhàng líu díu tiếng, giữa trời đất sáng chói ánh sáng nổi lên bốn phía, trận văn lóe lên, ngưng tụ ra kinh khủng lực lượng. Địa trận lục trọng, phân biệt đối ứng nguyên đan chân quân cảnh bốn cảnh giới lớn. Vậy địa trận một tầng đâu? Có thể thật lợi hại, hôm nay, sẽ để cho nó gặp cái kết quả cuối cùng đi. Đây chính là địa cấp trận pháp, địa trận một tầng sao. Bên kia, cảm nhận được cái này, đá quý chói lọi trận, nơi thả ra khủng bố chập chờn, coi như là vậy đối với mình tràn đầy tự tin Đoạn Hằng Hà, lúc này đều là không nhịn được ánh mắt ngưng ngưng. Diễn cảm vô cùng kiêng kỵ. Nhắc tới, địa cấp trận pháp đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là... cái này vẫn còn là hắn lần đầu tiên đối mặt bực này truyền kỳ đẳng cấp khủng bố trận pháp. Như để cho hắn tự lựa chọn, sợ rằng hắn trong lòng cũng là 10.000 cái không muốn. Không muốn đối mặt bực này kinh khủng đồ. Nhưng là, bây giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn phải là mình trước khi mù mắt trả tiền. Địa trận một tầng mà thôi, là thứ gì? Nghĩ đến đây, Đoạn Hằng Hà mặt âm trầm hung hăng châm biếm một tiếng, rồi sau đó hai tròng mắt hung mang chớp mắt. Làm hắn đưa ngón tay ra, lăng không chung một chút. Xuy xuy. Nhất thời, sau lưng hắn vậy gần trăm mét vây cánh trực tiếp là kích động ra làm mắt người đau nhói màu sắc rực rỡ ánh sáng, còn bạo phát ra vô số gió lốc lớn vậy điểm sáng. Vậy mỗi một đạo điểm sáng, đều là vô cùng là kinh khủng lực lượng biến thành, ẩn chứa lực lượng, ác liệt được đủ để xuyên thủng hư không. Cuồng ngông từ vật lớn, muốn giết ta Đoạn Hằng Hà, bằng ngươi, vậy có bản lãnh đó. Chết đi cho ta. Một tiếng quát chói tai, vậy lực lượng kinh khủng hóa thành điểm sáng giống như là bão táp vậy khơi thông ra, bầy khắp thiên địa, vô cùng rung động, khí thế thẳng xông lên đấu nghiêu. Vậy chờ tình cảnh, trực tiếp là đáng sợ đến làm người ta sắp bị sợ ngẩn ra. Cái này, chính là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại lực lượng sao? Quá, quá đáng sợ đi. Hừ, thấy tình cảnh này, trận kinh không hơi hừ lạnh một tiếng, hai tay giao hợp, nhất thời. Vậy giữa trời đất kinh khủng trận pháp trực tiếp là bính làm bắn ra cường hãn chập chờn. Xì một tiếng, một mặt tràn đầy vô tận tia sáng chói mắt trận pháp lực lượng trực tiếp là ngưng tụ thành một mặt trăm mét to lớn vách tường. Bình bịch bịch, lực lượng kinh khủng hóa thành điểm sáng điên cuồng đụng, nhưng mà, vách tường kia nhưng dáng sừng sững không nhúc nhích. Loại phòng ngự hình địa cấp trận pháp, thấy tình cảnh này Đoạn Hằng Hà sắc mặt không nhịn được đổi một cái. Địa trận một tầng trận pháp. Nếu thật là như vậy, vậy cho dù hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua, nhưng bây giờ hắn cũng biết, sự việc phiền toái. Đất này trận một tầng trận pháp phòng ngự, nếu như mình hám không nhúc nhích được kinh khủng kia phòng ngự, nên làm cái gì? Quang bánh xe cao xoay tròn, giống như tấm thuẫn vậy, đem những cái kia màu vàng mưa như thác đổ toàn bộ chống đỡ xuống. Vỏ rùa đen mà thôi, bất quá là cần nhiều đánh mấy cái, đắc ý cái gì? Nghĩ đến đây. Đoạn Hằng Hà sắc mặt trầm xuống, châm biếm một tiếng, lại lần nữa ra tay. Cho ta diệt. Chỉ gặp hắn cả người lực lượng kinh khủng tách thả ra phụt vô tinh mang, giống như là một tôn lập lòe diệu nhân ba màu tiên thần vậy. Sau lưng hắn cặp kia gần trăm mét vây cánh cũng là chợt đông lại một cái, vô số hư vô điểm sáng tụ lại, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là biến thành một chuôi giống như là gió bão vậy màu xanh gió lốc lớn khủng bố trường đao. Được, lợi hại. Thấy tình cảnh này cho dù là Trần Phi, cũng là không nhịn được con người hung hăng rụt một cái. Tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả, lại như người thú đến loại trình độ này sao? Đây thật là, có chút đáng sợ à? Oanh! Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vậy giữa trời đất, ùng gió lốc lớn che mất hết thảy. Kinh khủng kia trường đao cũng là hung hãn rơi xuống, ngô ngân cường hãn, xuyên thủng hư không. Kinh khủng kia trường đao hung hăng đụng vào trăm mét to lớn trên vách tường, mà lần này, vậy lực phòng ngự kinh người trận pháp màn sáng mạnh lại có thể điên cuồng run rẩy. Cùng vậy trường đao điên cuồng xâm lược rằng co ở nơi đó, hình thành kinh khủng run rẩy chập chờn. Một lát sau, oanh một tiếng vang thật lớn, đó là do vô số trận pháp đường vân ngưng tụ thành khủng bố lực phòng ngự vách tường lại là nổ tung mở.
không có thể chống đỡ Đoạn Hằng Hà gió lốc lớn trường đao công kích. Được, thật là khủng khiếp, mọi người không nhịn được run sợ đứng lên, bực này kinh khủng lực lượng, kinh khủng công phạt, không hổ là Đoạn Hằng Hà thành chủ đại nhân, không hổ là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, cái này quả thực, chân thực quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Ha ha, ta còn lấy là ngươi lại bao lớn năng lực, bây giờ nhìn lại, bất quá như vậy mà thôi. Thấy tình cảnh này, Đoạn Hằng Hà cũng là tâm thần đại định cười lạnh, một mặt ngạo nghễ. Phải không, Trần Kinh Không con ngươi chính giữa, lau một cái nhàn nhạt châm chọc xuất hiện, sát theo, trên bầu trời lại là quỷ dị toát ra năm màu sặc sỡ hào quang, vậy hào quang, liên tiếp trước trong thiên địa khổng lồ trận pháp. Trong nháy mắt, vậy hào quang lại là ngưng tụ thành bảo tháp vậy tồn tại, cao cao tại thượng, trôi lơ lửng ở trên trời, rồi sau đó là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cường hãn giết hạ, tung động khởi thiên địa sóng. Cái gì? Đoạn Hằng Hà sắc mặt không khỏi đổi một cái, trên mặt hiện ra một chút hoảng hốt. Bất quá rồi sau đó, vậy hốt hoảng vẫn bị hắn rất miễn cưỡng, ấn, liền đi xuống. Chỉ gặp mắt thần ngưng nhiên, hít sâu một hơi, đột nhiên há mồm, một cổ giống như là gió bão vậy màu xanh năng lượng trực tiếp là mảng lớn cuộn sạch ra. Vậy gió bão vậy lực lượng cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện, thiên địa đều giống như là bị vậy đao gió xé một cái, hư không xuất hiện nhàn nhạt không gian vặn vẹo. Giống như là bị đao cắt ra cái loại đó. Trình độ này, liền không gian đều có chút hơi vặn vẹo, thật là cường hãn đến làm người ta tức lộn ruột. Thậm chí coi như là tầm thường mới vào tiểu thiên vị nguyên đan cảnh người tới, có thể hay không đỡ được, cũng nói không nhất định. Như vậy xem ra, cái này Đoạn Hằng Hà nào có cái gì dáng vẻ bị thương. Như vậy, thật là so hắn bị thương trước còn càng lợi hại hơn mấy phần. Mà sự thật, cũng đích xác là như vậy. Hắn trước khi xác thực là bị tổn thương, bất quá, bây giờ nhưng thật giống như nhân họa đắc phúc, có lĩnh ngộ, đột phá, từ đó đổi được lợi hại hơn, mạnh hơn. Hống, ầm ầm ầm, trên bầu trời bộc phát ra kinh khủng tê hào thanh. Trận pháp lực cùng vậy gió lốc lớn đụng nhau, nhất thời có kinh khủng trận pháp bảo quang cùng với ba màu gió lốc lớn sóng trùng kích nổ lên tới. Bên trong phương viên 10 dặm kiến trúc, ở nơi này ngay tức thì tất cả đều bị rời bằng nhau, thậm chí vậy mặt đất, đều là rất miễn cưỡng sụp đổ mấy chục mét. Thật là mạnh, vô số người rung động, vô số người hoảng hốt chạy trốn. Không thể không nói, tình cảnh như vậy thật đích thực quá đáng sợ. Rất nhiều người đều là sinh ra ảo giác, cảm giác tự mình tới đến ngày tận thế vậy. Hừ, cuồn cuộn sóng trùng kích chính giữa, Đoạn Hằng Hà hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hơi tràn ra một ít vết máu. Hiển nhiên, Trận Kinh Không trước một chiêu kia hắn mặc dù đỡ được, nhưng vẫn là chậm chút, cho nên vội vàng hạ, còn là bị chút tổn thương. Ngược lại coi như là còn có thể bản lãnh. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Một khắc sau, liền gặp Đoạn Hằng Hà trong mắt hiện ra hung ác ánh sáng, âm trầm, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cả người ba màu quang bạo tránh, khí xông lên đấu nghiêu, thân hình hóa là vô số đạo tàn lao ra, ánh sáng lên cái, mang khủng bố, kinh hãi màu xanh gió lốc lớn. Hừ, Trận Kinh Không thấy vậy cười lạnh cười, một khắc sau, trận văn kích động, hắn cả người bóng người lại có thể bắt đầu tiêu tán đứng lên, bắt đầu đổi được hư vô. Hắn là trận pháp sư, cận chiến là yếu hạng, tự nhiên sẽ không đi trứng gà đụng đá. Vậy quá ngu xuẩn, không phải sao? Phịch, phốc suy, hống. Bất quá liền một khắc sau, vậy ùn ùn kéo đến trong đại trận, một đoàn quang sương mù đột nhiên trào hiện ra, một tôn hàm chứa bảo quang bảo người đá khổng lồ gầm thét cả người, từ vậy trong đứng lên, xông về phía trước, cùng Đoạn Hằng Hà đụng vào nhau. Cốc cốc cốc, trong đại trận. Vậy bảo người đá khổng lồ cùng Đoạn Hằng Hà bóng người trực tiếp là giao chiến đứng lên, tung động khởi kinh khủng hỗn loạn. Quyền trường va chạm ở giữa, tuôn ra kinh khủng sóng trùng kích, tràn đầy hủy diệt, đem cái này phế tích vậy sân, đổi được hỏng bét hơn. Thấy tình cảnh này, Bùi gia ba vị lão tổ cấp nhân vật khóe miệng tràn đầy đắng chát, nhưng mà, bọn họ có thể có biện pháp gì? Còn không phải là chỉ có thể phá răng đi trong bụng nuốt, đàng hoàng bị. Cái này. Mà ở thấy kinh khủng như vậy giao chiến, rất nhiều người, đều là sắc mặt trắng bệch, còn người run rẩy lại hướng trước xa hơn chỗ bước lui ra một chút khoảng cách. Như vậy chiến đấu, bọn họ trọn đời không gặp, mà cảm thụ, cũng chỉ có ba chữ. Quá khủng bố, hoặc là, quá đáng sợ à. Thần bí này đại trận sư cường giả lực lượng thật là khủng khiếp. Chẳng qua là,
Đoạn Hằng Hà đại nhân chắc cũng là không kém tại hắn mới đúng. Nhìn vậy chiến trường, Chiến Hồn Cung lão tổ thật sâu nhìn hồi lâu, không nhịn được nói. Ở hắn xem ra, cái này trận kinh không tuy mạnh, nhưng mà, Đoạn Hằng Hà đại nhân vậy đồng dạng là vô cùng lợi hại. Đổi câu mà nói, cái này hai người, thật giống như người này cũng không làm gì được người kia. Đúng vậy, vậy Tuyết Vân Lâu lão tổ cấp nhân vật Nhàn Vân gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy tinh mang, cùng với sợ hãi. Như vậy lực lượng, không phải là hắn cả đời theo đuổi. Oanh! Nhưng vào lúc này, xa xa kinh khủng kia chiến trường chính giữa, lại là có lệnh người màng nhĩ tan biến tiếng vang lên. Minh mông linh khí tàn phá mở, vậy bảo người đá khổng lồ giữa eo ầm ầm bị đánh mặc, thân hình khổng lồ chấn động một chút, bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ. Cùng lúc đó, Đoạn Hằng Hà cũng là cả người đẫm máu bay ngược ra mấy ngàn gạo. Mà lúc này, hắn hơi thở hỗn loạn dị thường, sắc mặt rất khó xem. Phốc suy! Trận kinh không trên mặt hàm chứa đỏ lên vẻ ngưng tụ hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có nhịn được, búng máu tươi lớn, há miệng chính là phun ra. Vậy miệng máu ói sau khi đi ra, hắn cả người hơi thở vậy bắt đầu đổi được suy yếu. Lưỡng bại câu thương, thấy tình cảnh này, mọi người trong lòng không khỏi nổi lên cái này bốn chữ. Không tệ, trận kinh không, Đoạn Hằng Hà hai người, bây giờ hình như là lưỡng bại câu thương, ai cũng không làm gì được ai. Chợt. Tất cả mọi người đều là lâm vào yên tĩnh giống như chết chính giữa. Yên tĩnh đáng sợ. Đến lúc này, nói thật, ở bọn họ xem ra, hai bên lúc này dừng tay tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Nếu không, đánh ra chân hỏa, sống chết mặt đối mặt, bọn họ thành u lang, không thì xong rồi. Hiển nhiên, Đoạn Hằng Hà trong lòng cũng là có như vậy dự định. Hắn cặp kia lưu chuyển âm độc cùng lạnh nhạt ánh mắt, đầu tiên là gắt gao nhìn một cái Trần Phi. Sau mới rơi xuống trận kinh không trên mặt, thanh âm âm hàn nói, như bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục đánh. Cái này lời nói còn có thanh âm mặc dù lạnh mạc, có thể nói thật, hắn Đoạn Hằng Hà bây giờ còn có thể nói ra những lời này, đã cũng coi là cúi đầu, muốn cho trận kinh không theo sườn núi mà xuống. Nếu không, đánh tiếp nữa, chẳng lẽ người này thật đúng là muốn cùng hắn Đoạn Hằng Hà liều mạng? Dĩ nhiên phải tiếp tục đánh, ta muốn giết ngươi, mà bây giờ... Ngươi không phải còn chưa có chết sao? Có thể trận kinh không câu trả lời lại xa xa ra hắn dự liệu. Trận kinh không lạnh nhạt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi nói gì? Đoạn Hằng Hà ánh mắt co rúm một cái, phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm trận kinh không, nói, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hai ta thực lực xấp xỉ, giết ta. Ngươi lấy cái gì giết ta? Thực lực xấp xỉ, trận kinh không chân mày gạt gạt, sau cười lên, nói, cũng là đi. Bây giờ nhìn lại, chúng ta đúng là thực lực xấp xỉ, bất quá, ngươi có phải hay không quên chút gì? Quên chút gì, cái gì? Đoạn Hằng Hà tim mãnh giật mình, cảm nhận được bất an, lạnh lùng chất vấn. Trận kinh không cười không đáp, xoay người, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình. Sát theo, một đạo làm Đoạn Hằng Hà thốt nhiên biến sắc lời nói, trực tiếp là ở giữa đất trời này vang lên. Ta cần chút trợ giúp. Đem cách thật lò còn có bát cung huyền tháp cho ta đi. Cái gì? Đoạn Hằng Hà sắc mặt biến, con người sợ hãi, cho đến lúc này hắn mới ở trong mộng mới tỉnh, hồi tưởng lại Trần Phi trong tay còn có vậy hai kiện kinh khủng dị thường mạnh đại pháp bảo. Tự nhiên, Trần Phi cười một tiếng, không chút do dự đem vậy cách thật lò còn có bát cung huyền tháp lấy ra, hướng trận kinh không chỗ ở phương hướng ném tới. Vèo một tiếng, một đạo muôn màu muôn vẻ cầu vòng cuốn lên. Vậy cách thật lò còn muốn bát cung huyền tháp, cách hơn 200 năm, rốt cục thì lại trở về trận kinh không trong tay. Các bạn già, đã lâu à, cảm nhận được vậy dị thường quen thuộc cường hãn chập chờn, trận kinh không híp mắt cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Ông, vô luận là vậy cách thật lò còn có bát cung huyền tháp, đều là vào lúc này ông Minh đứng lên. Giống như vô cùng là hưng phấn. Pháp bảo có linh. Cái này cách thật lò còn có bát cung huyền tháp đối với trận kinh không cảm tình, dĩ nhiên là muốn so với Trần Phi cái này sau đó người phải sâu dày rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Huống chi, hiện nay trận kinh không, còn đã là phá rồi sau đó lập, trở thành đại trận sư tồn tại. Bây giờ, chúng ta tiếp tục chứ? Tay cầm bát cung huyền tháp còn có cách thật lò, lúc này trận kinh không, cho người cảm giác giống như là ma thần vậy. Quá mạnh mẽ, vậy chờ khí thế, thật là làm người ta tuyệt vọng. Hơn nữa sát theo, thậm chí không đến khi Đoạn Hằng Hà lên tiếng,
trận kinh không trong tay cách thật lò cũng đã là bay ra ngoài, rơi xuống đá quý chói lọi trận trung ương nhất. Lò miệng run rẩy, phụt ra phụt vô tử cực chân hỏa, rồi sau đó vậy ngọn lửa kinh khủng trực tiếp là biến thành ùn ùn kéo đến đợt sóng, bao phủ lại vô ngần không gian. T, trong nháy mắt, cảm nhận được vậy đá quý chói lọi trận biến hóa, Đoạn Hằng Hà trực tiếp là cả người đều đần độn, còn người có rúc lại, thần sắc kinh hoàng, toát ra sâu đậm run sợ cùng sợ hãi. Trước cái này cách thật lò ở Trần Phi trong tay, nơi bộc phát ra năng lượng kinh khủng, hắn tự nhận là, đã là cho ra không so thiên đánh giá cao. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, hắn trước, vẫn là mắt mù. Bực này kinh khủng đồ, đâu chỉ 20 tầng cấm chế đơn giản như vậy. Một lát sau, làm hắn thật sâu cảm nhận được cách thật lò khủng bố, vậy kinh biến sắc mặt, còn có thanh âm hoảng sợ, chính là cũng không nhịn được nữa nhọn vang tới. 21 nặng cao cấp hoàng kim pháp bảo. Cái gì, đám người nghe vậy, trực tiếp là điên rồi, da đầu tê dại, còn người kích động ra kinh khủng rung động vẻ. Có thể phối hợp đến bọn họ đất này bước, coi như là rốt nát đi nữa, vậy chắc chắn biết, 21 nặng cao cấp hoàng kim pháp bảo, đó là cái gì khái niệm? Ý vị như thế nào? Coi như là nguyên đan cảnh tồn tại, đối mặt loại vật kinh khủng này, vậy tất nhiên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đổi câu mà nói, cũng chính là thần bí này đại trận sư cường giả, là thật có, chém chết bọn họ thành U Lang thành chủ, Đoạn Hằng Hà đại nhân thực lực. Rất nhiều người đều đần độn, lại lần nữa vọng hướng bầu trời trong vậy bị vô ngần trận văn bao phủ bóng người, ngay trong ánh mắt, là nhiều hơn xa so với trước đó hơn nữa sợ hãi, hơn nữa kính sợ hèn mọn sắc thái. Cái này toàn bộ ngoại vực, có thể chém rất một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại nhân vật. Mới có thể có mấy người. Những người đó, ai không là danh chấn toàn bộ ngoại vực bá chủ. Suy ngã độc tôn. Ta, mà ở giữa đất trời này tất cả mọi người đều là cảm nhận được cực độ rung động, Đoạn Hằng Hà cũng là hoàn toàn không ngoại lệ. Chỉ gặp trên mặt kinh hãi kéo dài hồi lâu, chính là bị hắn đột nhiên thu hồi, ánh mắt kinh dị nhìn trận kinh không, chợt quyết định thật nhanh đánh văng ra hai cánh, xoay người chạy. Mặc dù đến hắn tầng thứ này, bực này thân phận, chạy mất dạng, tuyệt đối là rất mất mặt một chuyện. Nhưng là, mặc dù một điểm này, hắn không muốn thừa nhận, nhưng bỏ mặc muốn không muốn thừa nhận, hắn đều biết, như tiếp tục đánh, sợ rằng hắn sau kết quả hoặc kết cục, chính là thay đổi vô cùng là gay gâu. Bởi vì một vị đại trận sư cộng thêm 21 tầng cấm chế cao cấp hoàng kim pháp bảo như vậy tổ hợp, tuyệt đối có tư cách muốn hắn Đoạn Hằng Hà mạng nhỏ. Một điểm này, hắn thật rất rõ ràng rất rõ ràng. Trận kinh không nhìn chạy mất dạng Đoạn Hằng Hà, bình tĩnh trong mắt chính giữa, nhịn không được bật cười, nói ta phát hiện ngươi đầu óc thật sự có chút vấn đề. Muốn chạy, chẳng lẽ ngươi lại quên, ta thân phận chân chính là cái gì? Ừ, nghe vậy, Đoạn Hằng Hà không khỏi trong lòng hoảng hốt. Một khắc sau, liền gặp hắn phá không đi quỹ tích, phía trước bốn phía không gian đột nhiên giống như là đọng lại vậy. Hắn thân thể, giống như là mãnh liệt đụng phải rất là cứng rắn vật thể. Một tiếng hét thảm, lại là rất miễn cưỡng bị bắn trở về. Đây là, đáng chết. Trận pháp, Đoạn Hằng Hà chợt hoảng sợ ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy, vậy thiên địa bốn phương tám hướng, lúc này, lại là lóng lánh muôn màu muôn vẻ trận văn. Vậy chặn lại hắn tất cả đường đi. Không chạy, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ phía sau truyền tới, trận kinh không bóng người, ngưng tụ minh mông trận văn, rậm rạp chằng chịt, vô cùng cường hãn. Từ trên trời hạ xuống. Bằng hữu, người ta vốn không có thâm cừu đại hận, cần gì phải khổ khổ tương bức, tại ta không buông. Đoạn Hằng Hà lúc này cuối cùng là sợ, run rẩy nhìn về Đoạn Hằng Hà, cầu xin tha thứ, ngươi nếu là có thể tha ta, ta nguyện lấy ta toàn bộ tài sản, mua ta cái mạng này. Cái này, thấy tình cảnh này, nghe được Đoạn Hằng Hà tiếng cầu xin tha thứ, tất cả mọi người đều là ánh mắt run rẩy trước ra đầu lẫm nhiên nhìn một màn này, khó tin. Thiên địa này, đều là duy trì hoàn toàn yên tĩnh. Vậy trước kia ngươi muốn mạnh cướp ta Bát Cung Huyền Tháp cùng với cách thật lò thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút, ngươi tham lam, sẽ là ngươi mang đến như thế nào giá phải trả. Trận kinh không trên mặt hiện lên nụ cười châm chọc, không có động tĩnh, nhàn nhạt nói. Thật lấy là cũng chỉ là Trần Phi muốn giết ngươi sao? Sai rồi, thật ra thì ta cũng muốn à. Ta trận kinh không đồ, cũng dám nhớ. Ta. Nghe vậy Đoạn Hằng Hà trực tiếp là á khẩu,
theo bản năng đờ đẫn nói, cái này hai kiện bảo vật, là ngươi. Nếu không thì sao, Trận Kinh không lạnh lùng cười một tiếng, nói ta bây giờ cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, mình tự sát, như vậy có thể chết thống khoái chút. Hai, ta tới ra tay, bất quá nói như vậy, ta có thể bảo đảm, ngươi hẳn sẽ chết rất thống khổ. Tự sát, ta nói cho ngươi, ngươi chớ quá mức, ngươi thật lấy là ta Đoạn Hằng Hà chỉ sợ ngươi. Đoạn Hằng Hà ánh mắt dữ tợn, cắt đứt Trận Kinh không mà nói, uy nghiêm nói. Để cho hắn tự sát, đùa gì thế? Phải không, Trận Kinh không con ngươi lạnh lùng nhanh tránh, cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp là động tới tay. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy cách thật lò hóa là liệt diễm tử long từ trên trời hạ xuống, mang khí tức hủy diệt, dễ như bớn, cả tòa không gian cũng giống như là bị thiêu hủy hết. Cùng lúc đó, Đoạn Hằng Hà trực tiếp là bị kinh khủng này hơi thở hoàn toàn bao phủ. So với Trần Phi đối với cái này cách thật lò nắm trong tay, rõ ràng, Trận Kinh không thành thạo trình độ ít nhất là hắn 10 lần, 100 lần. Bá! Bất quá, nhưng vào lúc này, Trận Kinh không ánh mắt lại đột nhiên ngưng ngưng, bởi vì chỉ gặp kinh khủng kia từ cực chân hỏa dưới, lau một cái huyết quang, đột nhiên là từ vậy hừng hực ngọn lửa chính giữa bạo bắn ra. Bành một tiếng rên, huyết quang kia tốc độ thật sự là quá nhanh, hung hăng đụng vào đá quý chói lọi trận lên, đụng ra lỗ lớn, phá không mà ra, nhanh chóng thoát đi phương xa. Cái này các thủ đoạn, vẫn là khinh thường à. Thấy tình cảnh này Trận Kinh không không khỏi thật sâu nhíu mày một cái, không nghĩ tới, đối phương lại còn có bực này hậu thủ, có thể chạy trốn. Cùng lúc đó, xa xa ngày đó tế giữa huyết quang, nhanh như chớp như tia chớp, thoáng qua ở giữa, liền biến mất ở trên bầu trời. Tan biến huyết độn thuật, nhìn ngày đó tế ở giữa, Trần Phi con ngươi khẽ híp một cái, chợt vẫn là không nhịn được cười khanh khách cười. Không hổ là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, cũng đến loại này, lại còn có thể chạy. Lợi hại. Bất quá, cái này tan biến huyết độn thuật một khi dùng đến, giá phải trả cũng là rất nặng. Tuy nói cái này Đoạn Hằng Hà chính là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, nhưng hơn phân nửa cũng là sẽ phế chứ. Có thể nói, cái này Đoạn Hằng Hà muốn trở lại trạng thái tột cùng, ít nhất cũng phải hơn 100 năm công. Mà đến khi 100 năm sau đó, bực này người, coi như là một hậu hoạn. Nhưng đối với 100 năm sau hắn mà nói, chỉ sợ cũng là không quan trọng, không sao chứ. Xin lỗi, khinh thường, Trận Kinh không xuất hiện ở hắn bên người, hơi có chút nói xin lỗi. Tiền bối không cần để ý, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, người nọ lấy như vậy tự tàn phương thức chạy, vậy tương đương với phế. Có quản hay không hắn đều đã không có vấn đề. Ừ, điều này cũng đúng, Trận Kinh không gật đầu một cái, con mắt lóe lên. Cầm ra bát cung huyền tháp còn có cách thật lò, nói, hai món đồ này, ngươi lấy về đi. Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn vậy cách thật lò còn có bát cung huyền tháp, chợt lắc đầu một cái, cười nói, được rồi, ta không muốn. Ngươi không muốn, lần này đến phiên Trận Kinh không giật mình, nhìn Trần Phi, ánh mắt kinh nghi nói, vậy ngươi sau này. Ừ, không muốn, trước mượn chúng lâu như vậy, bây giờ cũng nên là vật quy nguyên chủ. Trần Phi gật đầu cười. Rồi sau đó, hắn ánh mắt lại hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, tràn đầy lạnh lùng. Xoay người, nhìn về Nhan Chân phái xa lão yêu, Thiên Long môn huyễn quân lão tổ các người, cười lạnh nói. Tiền bối, cái này còn có mấy cái lọt lưới cá nhỏ tôm nhỏ, vậy cùng nhau xử lý chứ? Lời vừa nói ra, Nhan Chân phái xa lão yêu các người trực tiếp là sắc mặt trắng bệch. Cột xương sống lê lết cọ đi bên ngoài toát ra bao la khí lạnh. Kinh hoàng thất thố. Sợ hãi tới cực điểm. Tha mạng, thả qua ta, tiền bối, đại nhân, mời, xin bỏ qua cho ta. Nhan Chân phái lão tổ cấp nhân vật xa lão yêu thê thảm cầu xin tha thứ. Phịch, có thể tiếp theo, hắn thân thể lại giống như là tức cầu vậy nổ bể ra, xương máu phiêu sái. Tê, cái này, mọi người không nhịn được sợ hãi, ngược lại hút khí lạnh sợ hãi nhìn Trận Kinh không. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Ở thành U Lang có thể xếp được vào trước năm xa lão yêu, lại có thể ở trong tay hắn, không chống nổi một chiêu. Còn có ai? Trận Kinh không hướng Trần Phi hỏi. Hắn. Trần Phi đưa tay ra, mỗi chỉ đến một người, mọi người liền phảng phất là không chịu thua kém vậy nuốt nước miếng một cái. Mà vậy người bị chỉ đến, chính là không nhịn được tuyệt vọng run rẩy. Ánh mắt tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Nếu không là bởi vì bọn họ tham lam, thì đâu đến nổi rơi đến như bây giờ vậy đến nước.
bị người giống như là gia súc như nhau chỉ, tùy ý giết. Mà đây, chính là báo ứng à? Đợi một chút, đừng. Một lát sau, làm Trần Phi ngón tay đến bùi ra vậy ba vị lão tổ cấp nhân vật trên mình, có thể nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ trần trở lung linh mềm mại tiếng, nhưng là vang lên truyền tới. Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn sang. Chỉ gặp Bùi Huyền Tình thần sắc phức tạp cùng quấn quýt nhìn hắn, nói có thể hay không, có thể không thể bỏ qua bọn họ. Nàng dù sao cũng là Bùi gia người, Trần Phi bây giờ đuổi tận giết tuyệt, nàng có chút trong lòng không đành lòng. Mặt mũi của người khác có thể không suy nghĩ, có thể Bùi Huyền Tình như thế vừa mở miệng. Trần Phi hơi híp mắt sờ cằm một cái, nói, muốn ta thả qua bọn họ cũng không phải không được, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Bùi Huyền Tình mắt đẹp lóe lên. Thành tựu điều kiện, ngươi theo ta đi, như thế nào? Trần Phi ánh mắt mang theo xâm lược tính nhìn Bùi Huyền Tình, giọng có chút bá đạo mở miệng nói. Ừ, rất nhiều người ánh mắt ngẩn ra, sắc mặt sát theo đều là hiện ra hâm mộ, ghen tị sắc thái. Bùi Huyền Tình chính là bọn họ thành U Lang người đẹp nhất, mà có thể đem như vậy tuyệt sắc diêm dúa lòe loẹt chiếm là đã có, ai không hâm mộ. Mà Bùi Huyền Tình nghe vậy, mặt đẹp cũng là lập tức đỏ, mắt đẹp len lén nhìn lướt qua ánh mắt bá đạo Trần Phi, trần chờ hồi lâu, cuối cùng, xinh đẹp kia tiếu trong mũi là vang lên một tiếng giọng mũi. Ừ, thanh âm này quá nhỏ, rất nhiều người đều nghe không gặp. Ngươi nói gì, ta không có nghe rõ. Trần Phi trên mặt hiện ra nhàn nhạt nhạo báng vẻ, trêu ghẹo nói. Ta nói ừ, ta đi với ngươi. Bùi Huyền Tình nói lầm bầm trước liếc Trần Phi một cái, mở miệng nói. Ha ha, Trần Phi cất giọng cười to, thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Bùi Huyền Tình bên người, bàn tay bao quát, liền trực tiếp là đem mềm non, tràn đầy mùi hương thân thể bá đạo lầu vào trong ngực. Cảm nhận được vậy xù xì, mềm non da thịt giữa trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất xúc cảm. Trần Phi tim hơi tăng tốc độ nhảy lên, ánh mắt dừng lại ở trong ngực trên mặt giai nhân, ánh mắt mang tà dị, cười nói, nếu nghĩ xong, vậy từ bây giờ về sau ngươi chính là ta Trần Phi người. Nói cho ngươi, đời này, đời sau, thậm chí đời sau nữa, ngươi cũng không trốn thoát ta ma chảo, biết không? Bùi Huyền Tình mặt đẹp hiện lên ánh nắng đỏ rực, tim đập rộn lên, cảm nhận được trước mặt Trần Phi bá đạo, một cổ chưa bao giờ có thẹn thùng khiếp ý trực tiếp là lấp đầy nàng lồng ngực. Làm nàng ngại quá nói sau xảy ra cái gì tốt tới. Người tu chân, suốt ngày đều là tu luyện một chút, hơn nữa nàng cho tới nay đều là băng thanh ngọc khiết, khoảng cách người đàn ông rất xa, kia nghe qua như vậy khó chịu, bá đạo lời tỏ tình. Trên bầu trời, tất cả mọi người thấy Trần Phi bá đạo ôm người đẹp nhập trong lòng, trừ hâm mộ, cũng chỉ có thể là hâm mộ. Dẫu sao mới vừa rồi bọn họ đã mắt thấy hết thảy, như vậy yêu nghiệt quái vật, bực này kinh khủng bối cảnh theo năng lượng. Xứng đôi bọn họ thành U Lang người đẹp nhất, đây tuyệt đối là dư sức có thừa. Không người sẽ nghi ngờ, vậy không ai dám nghi ngờ. Mà vậy nguyên bản đầu đầy mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt ba vị Bùi gia lão tổ cấp nhân vật, bây giờ cuối cùng mới là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cái mạng nhỏ này, cuối cùng là vận khí tốt, giữ được à. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó khăn tha. Như vậy đi, hắn. Trần Phi ngón tay rơi xuống trước nhất tham dự vây công mình Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ trên mình, thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nói, nhân sâm này cùng qua vây công ta, không thể bỏ qua. Liền lấy hắn tỏ vẻ trừng phạt chứ. Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ sắc mặt ngay tức thì kinh biến đứng lên, tràn đầy vô cùng sợ hãi. Ừ, trận kinh không khẽ gật đầu, vung tay lên, trận văn xé trời. Không, một tiếng hét thảm. Bùi Sùng Vũ liền ở một tôn bảo người đá khổng lồ một cái tát hạ, cho tát bay ra ngoài, ở trên trời nghiền. Hóa là huyết vũ. Trần Phi cần xem ở Bùi Huyền Tình mặt mũi hạ thoáng nhân từ một chút, nhưng nếu đổi lại là trận kinh không, liền hoàn toàn mất hết phương diện này cố kỵ. Muốn hắn nói, ngày hôm nay chuyện này, chỉ cần là tham dự vào người, đều đáng chết. Thậm chí liên lụy cửu tộc, cũng không quá phận. Bất quá nếu bây giờ Trần Phi đều đã lên tiếng, hắn vậy không ý kiến. Một giây kế tiếp, vậy đá quý chói lọi trận người khổng lồ, lại một bàn tay bánh xe động một cái tới, lần này là đem vậy Bích Thanh cung cùng với Băng Ma cung lão tổ cấp cường giả nghiền thành thịt nát. Bọn họ không phải là không muốn chạy, nhưng vấn đề là, hiện vào lúc này trận kinh không đá quý chói lọi trận đứng ở cái này, bọn họ như thế nào chạy? Cái này căn bản là hoàn toàn không thể nào chạy mất à? Là tuyệt cảnh. Lão,
Lão Tổ, Đại trưởng Lão, xa xa, Băng Ma Cung cùng với Bích Thanh Cung căn cơ đều là truyền tới run rẩy sợ hãi kêu. Bọn họ hai thế lực lớn, một nhà đều tự chỉ có hai vị như vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, mà bây giờ song song tử trận một cái, nói là thương cân động cốt, vậy đều là nhẹ. Nửa tàn phế, vậy còn không sai biệt lắm. Nhưng mà có biện pháp gì? Không có biện pháp. Đúng vậy, không có biện pháp. Sát. Trên bầu trời, bể nát tiếng vang phát ra. Cái tay che trời. Nơi có tham dự liền vây công Trần Phi chuyện này các thế lực lớn cường giả, như Nhan Chân Phái Xa Lão Yêu, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung Lão Tổ, Thiên Long Môn Huyễn Quân Lão Tổ. Bọn họ bây giờ cũng là trở thành thi thể lạnh như băng, máu nhuộm bầu trời, hài cốt không còn. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp các phái cao thủ vậy không chạy mất. Như Hoa Quỷ Bà, Liễu Thiên Địa các loại, tất cả đều chết hết, máu chảy thành sông. Chết, đều chết hết. Giữa trời đất, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều là tim hung hãn co quắp, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, sắc mặt cực độ tái nhợt, hiển nhiên là cảm thấy nồng nặc sợ hãi. Nhiều như vậy các phái lão tổ cấp nhân vật, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp cao thủ chết, đối với ngày thường bọn họ quán tính suy nghĩ mà nói, vậy căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, một vị đại trận sư cấp bậc truyền kỳ tồn tại, chỉ một người, liền để cho vậy khó tin, hoang đường sự việc trở thành thực tế. Quả nhiên à, đây chính là nguyên đan chân quân cảnh cùng trúc cơ chân nhân cảnh giữa chênh lệch sao? Đây quả thực quá khủng bố, quá đáng sợ, trên trời dưới đất. Mà làm xong liền hết thảy các thứ này, Trận Kinh không ánh mắt bình thản nhìn về chân trời, nhàn nhạt nói, nhìn lâu như vậy, còn không tất cả đi ra. Ừ, nghe vậy, rất nhiều người đều là ánh mắt bất ngờ đứng lên. Đi ra, là ai, còn có người nào lá gan tránh trong bóng tối dòm ngó. Vèo, vèo, vèo. Rồi sau đó, từng đạo cả người mang theo khí tức kinh khủng bóng người già nua xuất hiện. Khi mọi người ánh mắt chú ý tới bọn họ dung mạo, theo bản năng chấn động, kinh hô thành tiếng, rối loạn rối loạn. Đó không phải là Thiên Long Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão sao? Còn có Tuyết Vân Lâu Phá Thiên Lão Tổ cũng ở đây. Những người khác là ai? Thiên Long Môn còn sót lại Lão Tổ cấp tồn tại, còn có Phù Tiên các nhân vật quyền thế cũng ở đây. T, khí thế của người nọ lại không kém gì Thiên Long Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hắn là ai, như thế lợi hại? Ám Ma Các các chủ. Ám Ma Các hắc kính, gặp qua tiền bối. Chỉ gặp vậy cả người khủng bố yêu khí bất ngờ không kém tại Thiên Long Môn Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại. Hơi khom người, hướng Trận Kinh không cung kính hành lễ. Tuyết Vân Lâu Phá Thiên, gặp qua tiền bối. Xinh đẹp trắng như tuyết Tuyết Vân Lâu mạnh nhất lão tổ cấp nhân vật cũng là cung cung kính kính hướng Trận Kinh không thi lễ. Vãn bối Phù Tiên các Lý Đông Quyền, gặp qua tiền bối. Vậy Phù Tiên các nhân vật quyền thế Lý Đông Quyền lại là cung kính hành lễ nói. Được rồi, không cần đa lễ. Trận Kinh không cười một tiếng, tùy ý phất tay một cái nói. Những thứ này đều là trước đứng ở Trần Phi nơi này, người mình, cho nên hắn vậy không cần phải bày dáng vẻ. Mà dứt lời sau đó, hắn ánh mắt, lại là rơi xuống bên kia, Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung cùng Trận Doanh lão tổ cấp nhân vật trên mình, ánh mắt, mang làm run sợ lòng người lạnh lùng ý. Nhất thời, những người đó cả người run lên, mắt mang nồng nặc sợ hãi nhìn Trận Kinh không, lúc này khoảng cách. Đã đủ để cho bọn họ cảm nhận được người sau trên mình vậy phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng. Mà ở nơi này cùng tuyệt đối thực lực dưới áp chế, bọn họ diễn cảm, đều là không nhịn được đổi được đắng chát đứng lên. Coi như bọn họ trong lòng còn nữa không cam lòng, có thể bây giờ nhìn lại, thua. Thua một cách thảm hại. Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung coi như là xong rồi. Giữa trời đất, rất nhiều người vây xem thấy một màn này. Đều là âm thầm xúc động. Lần này, không cần phải nói cũng biết, Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung bọn họ ai hoàn toàn tài. Mà Nhan Chân Phái, lại là như vậy, muốn bọn họ nói, cho dù là bị diệt môn, đều không hiếm lạ. Bất quá ban đầu ai có thể đủ nghĩ đến, cái này Trần Phi chính là một cái trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ, lại làm sao có thể hiện ra và có đáng sợ như vậy bối cảnh, theo năng lượng. Đây là ông trời, rơi nhân bánh. Không đúng, là ông trời muốn mất bọn họ, mới đúng. Tiền bối, chuyện hôm nay, đều là bọn ta lỗi do tự mình gánh,
tiền bối ngài muốn xử trí như thế nào, tùy ý phân phó. Một lát sau, liền gặp Thiên Long môn thái thượng đại trưởng lão mặt đầy khổ sở đứng dậy, nói. Hắn có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp thực lực, ở nơi này thành U Lang, trừ ám ma các hắc kính, vậy thì tuyệt đối là Đoạn Hằng Hà dưới người thứ nhất, nhưng vấn đề là, vậy thì thế nào? Ở đối phương vậy chờ kinh khủng nhân vật trước mặt, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, và người bình thường, có khác biệt sao? Không khác biệt đi, nhiều lắm là cũng chính là quý danh một chút con kiến, chỉ như vậy mà thôi. Trận kinh không nghe vậy ánh mắt lóe lên, lúc này lắc đầu, nói chuyện này các người hay là hỏi hắn đi. Hắn xoay người, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, hỏi, những người này, như thế nào xử lý? Toàn bằng tiểu huynh đệ ngài xử trí. Thiên Long môn thái thượng trưởng lão cũng vẫn là một người thông minh, rõ ràng bây giờ là bọn họ có mắt không tròng, chọc phải người không nên chọc, tự nhiên vậy liền phải trả giá thật lớn. Nếu không cách nào chống lại, vậy thì biểu hiện được thuận theo một ít. Ngươi ngược lại là một người thông minh, Trần Phi cười một tiếng, làm Thiên Long môn thái thượng đại trưởng lão trong lòng nới lỏng liền mấy phần. Nhưng mà, Trần Phi tiếp theo nhưng lại là lắc đầu bình tĩnh nói, bất quá, ngươi lấy là ta sẽ không biết. Người mới là mưu đồ, tham đồ ta bảo vật đầu sỏ. Nghe vậy, Thiên Long môn thái thượng trưởng lão sắc mặt biến, già nua gương mặt hiện ra nhàn nhạt tái nhợt. Nhưng cuối cùng, vẫn là gặp hắn ảm đạm xuống, diễn cảm khổ sở lắc đầu một cái, nói, toàn bằng tiểu hữu ngươi xử trí. Bất quá, ta Thiên Long môn từ trên xuống dưới là vô tội, chuyện này và bọn họ không quan hệ, xin tiểu hữu mở một mặt lưới, thả qua bọn họ. Lời này vừa nói ra, giữa trời đất cũng là mơ hồ có chút xôn xao tiếng. Thiên Long môn thái thượng đại trưởng lão đó là nhân vật nào? Bây giờ lại lạc được như vậy kết quả, để cho người chấn động, để cho người thổn thức. Một ít thế lực thủ lãnh trên mặt thần sắc cũng hoàn toàn đổi được run rẩy, cùng kính sợ đứng lên. Bởi vì bọn họ rõ ràng, sau ngày hôm nay, cái này thành U Lang cách cục, đem thay trời đổi đất. Người tự sát đi, như vậy sẽ nhẹ nhõm một chút. Mình làm ra hết thảy, dù sao phải tự mình tới trả tiền à. Trần Phi bình tĩnh nói. Còn như các người, Trần Phi ánh mắt lại rơi xuống còn sót lại những người đó trên mặt, hơi trầm ngâm, lại mở miệng nói, mang người các ngươi từ nơi này thành U Lang rời đi. Rời đi sau đó, dĩ vãng sự việc, xóa bỏ. Rào rào. Từ nơi này thành U Lang rời đi. Mọi người ánh mắt xôn xao nhìn Trần Phi, lại nhìn Thiên Long Môn, Băng Ma Cung. Bích Thanh Cung lão tổ, ánh mắt, dần dần là có vậy càng sâu tầng thứ dung chuyển, cùng kính sợ. Bởi vì thẳng đến lúc này, bọn họ cuối cùng là lại lần nữa có mới thực chất cảm. Bốn đại đứng đầu cấp trong thế lực Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung bị đuổi, đây không phải là thay trời đổi đất, là cái gì? Thiên Long Môn thái thượng đại trưởng lão nghe vậy, hơi do dự, cắn răng gật đầu, được, ta tự sát. Chúng ta Thiên Long môn cũng biết từ nơi này thành U Lang rời đi ra ngoài. Đại trưởng lão, Thiên Long môn còn sót lại vậy ba vị lão tổ cấp cường giả không nhịn được biến sắc, nói. Được rồi, không cần nói nữa. Thiên Long môn thái thượng đại trưởng lão lắc đầu một cái, hình bóng bắt đầu có chút tang thương, ánh mắt đắng chát, ảm đạm. Chuyện này xác thực trách ta, phải được có một người đứng ra gánh nổi trách nhiệm, nhớ, rời đi thành U Lang sau đó, hết thảy bắt đầu lại. Đừng nghĩ trả thù. Phốc suy. Một hớp lòng nhọn máu nổ bể ra, Thiên Long môn thái thượng đại trưởng lão thân thể rơi xuống bầu trời, mất đi sức sống. Toàn trường im lặng, yên lặng đáng sợ. Các người đâu? Trần Phi ánh mắt bình tĩnh xem xong hết thảy các thứ này, rồi sau đó ánh mắt lại là rơi xuống Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung lão tổ cấp nhân vật trên mặt, nhàn nhạt nói. Đây chính là tu chân giới, quả đấm vi tôn, thực lực xưng vương. Hắn không thể mềm lòng, bởi vì một khi mềm lòng, có lẽ, hắn cũng chỉ cách cái chết không xa. Mà đây, cũng chính là tàn nhẫn thực tế. Bọn ta nguyện ý rời ra thành U Lang, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung lão tổ cấp nhân vật hai mắt nhìn nhau một cái, đều là khổ sở gật đầu một cái. Bực này dưới tình huống, bọn họ có cái gì tư cách phản đối? Hiển nhiên, là không có. Đã như vậy, chuyện hôm nay lúc này bỏ qua. Ngoài ra, trước khi đi ta lại giao cho các người một cái nhiệm vụ. Trần Phi lại nói. Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung lão tổ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là giơ tay lên cung kính nói, đợi nghe phân phó. Từ bây giờ về sau, ta
ta không muốn lại thấy được Nhan Chân phái tồn tại. Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Ừ, mọi người con người có giúp một cái, ngay tức thì ra đầu lẫm liền lẫm, cả người cảm nhận được thật sâu lạnh lẽo. Trần Phi ý của lời này là sẽ đối Nhan Chân phái đuổi tận giết tuyệt à. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng có thể hiểu, nếu không phải cái này Nhan Chân phái chủ động gây chuyện mà, thì đâu đến nổi, nháo đến như bây giờ vậy đến nước. Nói thẳng ra, đó chính là đáng đời à. Hơn nữa, sợ rằng Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung người cũng là căm ghét bọn họ chứ. Xa xa, nghe gặp Trần Phi mà nói, Nhan Chân phái đệ tử trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta biết, quả nhiên, nghe vậy, Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung nhiều người lão tổ trên mặt cũng là hiện ra thật sâu vẻ cừu hận, tràn đầy sát ý, vô cùng lạnh như băng. Nếu không phải cái này Nhan Chân phái ở trong bọn họ ở giữa lên nhảy xuống vọt, rượt dây cách ở giữa, có lẽ, bọn họ còn không biết luân lạc tới thảm như vậy đâu. Cái này Nhan Chân phái, đích xác là nên diệt. Bất quá tốt nhất vẫn là đừng lạm sát kẻ vô tội đi. Nếu là nguyện ý thối lui ra Nhan Chân phái, phủi sạch liên quan, vậy cũng có thể làm cùng hắn không liên quan. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi, Trần Phi lại mở miệng nói. Rõ ràng, cáo từ. Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung nhiều người lão tổ hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, chính là không dừng lại nữa, cùng ngoài ra bọn họ tất cả thế lực môn hạ đệ tử áo não rời đi. Các vị, chúng ta vậy đi thôi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt nhìn về Chiến Hồn Cung Duẫn Liệt, Tuyết Vân Lâu, Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân các người, cười nói, hôm nay giúp đỡ ân, tiểu tử Trần Phi suốt đời không quên. Bây giờ cũng là ta thực hiện cam kết lúc, từ bây giờ về sau, cái này thành U Lang đứng đầu cấp thế lực, cũng chỉ có hai nhà. Một, Chiến Hồn Cung, hai Tuyết Vân Lâu, chư vị tiền bối có thể hay không hài lòng. Đa tạ, Duẫn Liệt cười lên, thiên đại đánh bạc, cuối cùng là ông trời đứng ở hắn bên này. Là đánh cuộc đúng à? Dĩ nhiên hài lòng, đa tạ tiểu hữu ngươi kim khẩu ngọc ngôn. Vậy Tuyết Triều Dương cũng là thần sắc kích động đứng lên, lộ ra ngang bướng vẻ, nhìn Trần Phi, giơ tay lên nói. Bọn họ trước làm nhiều như vậy, đặt tiền cuộc lớn như vậy, không phải là vì bây giờ khắc này sao? Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp một trong những thế lực, và hai đại đứng đầu cấp một trong những thế lực, đây hoàn toàn là hai cái khái niệm, được không? Nghĩ đến đây hắn ánh mắt không nhìn được hướng Bùi Gia hai vị lão tổ cấp nhân vật bỏ đi. Ha ha, cái này Bùi Gia, ánh mắt tăng ở heo trên mình, bây giờ hối hận sao? Mà Bùi Gia hai vị lão tổ cấp nhân vật nghe vậy, quả nhiên, trên mặt đều là lộ ra đắng chát cùng cực độ hối hận vẻ. Nếu không là bởi vì bọn họ tham lam, nếu không là bởi vì bọn họ lựa chọn sai lầm, bây giờ, thì đâu đến nổi liền đứng đầu cấp thế lực hạng cũng rơi xuống. Hiển nhiên, đối với Trần Phi mà nói, bọn họ chỉ có thể lựa chọn dựa theo đi làm. Trần Phi nói bọn họ Bùi Gia không phải đứng đầu cấp một trong những thế lực, như vậy, từ bây giờ về sau, bọn họ Bùi Gia, chính là muốn thấp Chiến Hồn Cung, Tuyết Vân Lâu một đầu. Ai? Còn như tiền bối các người ám ma các? Trần Phi ánh mắt lại rơi xuống ám ma các chủ hắc kính trên mình, cười nói tiền bối các người nếu là nguyện ý vào ở thành U Lang, tùy thời đều có thể, dĩ nhiên nếu là muốn ở những địa phương khác, chỉ cần là ở nơi này thành U Lang hạt hạ bên trong khu vực, ánh mắt trời có thể chiếu sáng đến địa phương, đều được. Ha ha, hắc kính to lớn yêu mắt chính giữa hiện ra vẻ vui sướng, lắc đầu một cái, nói thành U Lang chúng ta ám ma các không tới, chỉ cần sau này không phải là người người kêu đánh. Có thể có một danh chánh ngôn thuận thân phận, vậy liền có thể. Trước, bọn họ ám ma các bởi vì là đắc tội Đoạn Hằng Hà, cho nên chỉ có thể không giấu ở trong bóng tối, quá con chuột vậy sinh hoạt, mà bây giờ, chỉ cần ánh mặt trời có thể chiếu rọi xuống tới, như vậy là đủ rồi. Vậy tuyệt đối không thành vấn đề, Trần Phi cười gật đầu một cái. Lại có thể như vậy, tiểu hữu, tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Hắc kính hài lòng cười một tiếng. Hướng Trần Phi, Trận Kinh không phân biệt hơi khom người, rồi sau đó, xoay người rời đi. Ha ha, Uyển Tình, tiền bối, chúng ta đi thôi. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, và Bùi Uyển Tình cùng với Trận Kinh không vậy chuẩn bị rời đi. Ừ, bất quá lúc rời đi, Trận Kinh không ánh mắt lại đột nhiên nhìn về chân trời xa, khẽ nhíu mày. Tiền bối, thế nào? Trần Phi nghi ngờ nói. Thôi, không việc gì, đi thôi. Yên lặng chốc lát.
Trận Kinh Không lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Phương xa, một tôn núp ở trong mây mù một sừng yêu ma bóng người ánh mắt run lên, sau lưng lạnh cả người đều cảm giác giống như là xâm nhập nước đá bên trong. Thật may trước không xung động, nếu không. Rồi sau đó liền gặp hắn run rẩy tự lẩm bẩm, nói. Nguyên bản, hắn là tới tìm Trần Phi báo thù, mối thù giết con, nhưng bây giờ, đừng nói là báo thù, có thể bảo vệ tánh mạng coi như là rất khá. Người này không phải người khác, chính là vậy thiên hạc yêu tộc hiện đảm nhiệm vương. Là vậy trước bị Trần Phi giết chết Lý Uyên phụ thân. Bất quá bây giờ, hắn đã là buông tha trả thù. Ai, không nghĩ tới cái này thành U Lang lại sẽ đưa tới như thế một vị kinh khủng nhân vật, xem ra phải trở về xin phép một chút hai vị, lão vương. Người nọ có thể giết Đoạn Hằng Hà huyết độn chạy trốn, hơn nữa còn là một vị đại trận sư, hạng nhân vật này, chỉ sợ cũng coi như là chúng ta thiên hạc yêu tộc, vậy không chọc nổi à. Vậy thiên hạc yêu tộc hiện đảm nhiệm vương, trong con người hiện ra thật sâu kiêng kỵ, cùng với sợ hãi, lắc đầu một cái, kính sợ, lẩm bẩm nói. Phải biết bọn họ thiên hạc yêu tộc hai vị, lão vương, và Đoạn Hằng Hà cũng đấu nhiều năm như vậy, cũng là ai cũng không có thể làm gì được ai, mà bây giờ, Trận Kinh không có thể giết Đoạn Hằng Hà huyết độn mà chạy, thiếu chút nữa chết, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Trọng yếu hơn chính là, cái này còn là một vị sở trường quần công đại trận sư nhân vật. Nếu là thật đem đắc tội, một tòa địa cấp trận pháp ở bọn họ thiên hạc yêu tộc ổ một để, bọn họ kia bị được à? Nghĩ đến đây, thiên hạc yêu tộc hiện đảm nhiệm vương trên mặt thần sắc lại là buồn bực và đắng chát. Lắc đầu một cái, liền gặp hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Cái này thành U Lang, sợ rằng sau này bọn họ thiên hạc yêu tộc là tới không được. Thành U Lang chuyện, lúc này như vậy ngoài dự liệu, kinh thế hãi tục hạ màn, mà làm Nhan Chân phái một ở giữa đêm sụp đổ làm tan rã, Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung lần lượt chán nản rời đi thành U Lang sau đó. Chuyện này, cũng là không ra ngoài dự liệu ở đó chu vi mấy trăm ngàn dặm trong phạm vi nhấc lên xôn xao lượng lớn, làm người ta kinh hãi. Một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại gần như sắp chết huyết độn chạy trốn, một tòa ngoại vực thành trì cấp bậc khu vực thay trời đổi đất, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là đủ để làm bọn họ cầm kinh điệu, khó tin sự việc. Dẫu sao ai có thể nghĩ tới, liền bởi vì chuyện như vậy mà, một cái ở chỗ này trước hoàn toàn danh tiếng không hiện người tuổi trẻ. Cái này thành U Lang, lại là đã đổi chủ. Đoạn Hằng Hà huyết độn chạy trốn sau đó, vậy thành U Lang phủ thành chủ rất dứt khoát, cũng là rất thông minh lựa chọn giải tán. Từ sau đó, leo lên thành U Lang chí cao nhất ngai vàng, là Minh Thần Phủ, là tên kia là Trần Phi người tuổi trẻ. Bất quá ở chỗ này trước, sợ rằng phạm vi này mấy trăm ngàn dặm đất đai bên trong, Minh Thần Phủ, có lẽ tuyệt đại đa số đều là chưa từng nghe qua vừa nói như vậy đi. Mà đây loại bay vọt, liền bởi vì là một cái người, Trần Phi, là hắn đưa tới đại trận sư vậy chờ kinh khủng tồn tại. Vậy vì vậy, cho dù là Trần Phi từ đầu đến cuối căn bản cũng chưa có xưng hùng ý nghĩa, có thể ở những người khác trong lòng, hắn Minh Thần Phủ, ở nơi này thành U Lang địa vị, đã là không thể dao động. Phải biết một vị có thể bị thương nặng cùng cảnh giới nguyên đan chân quân cảnh cường giả đại trận sư tồn tại, bực này bối cảnh, bực này năng lượng. Đừng nói là một tòa thành U Lang, cho dù là hai tòa, có ai dám đưa ra nghi vấn, dám không phục sao? Hiển nhiên, đây tuyệt đối là không có. Vậy vì vậy, ở trải qua cái này thay đổi hoàn toàn biến cố sau đó, thành U Lang quyền bính, mưa gió trung tâm, vậy bắt đầu lặng lẽ có chút dịch chuyển. Minh Thần Phủ dưới đất có linh phẩm địa cấp linh mạch, cho nên không thể nào biết rời đô đến thành U Lang. Mà đây cùng dưới tình huống, một ít thông minh. Nhanh trí thế lực, lại là lập tức phái ra đại biểu, đi Minh Thần Phủ chỗ ở khu vực, đưa tuần lễ phóng, để ở nơi này thành U Lang bên trong khu vực mới duy nhất bá chủ trước mặt, đòi một cái ấn tượng tốt. Thành U Lang, núi Phù Tiên các trụ sở chính. Hôm nay ở nơi này thành U Lang chính giữa, bọn họ Minh Thần Phủ cũng không có chi nhánh hoặc là chỗ ở vừa nói như vậy, mà Trần Phi vậy bởi vì có một ít đặc thù nhu cầu, cần phải tìm được đối phương. Liền dứt khoát cần phải mời, ở nơi này Phù Tiên các tốt nhất bên trong biệt viện, ở lại. Phù Tiên các trụ sở chính, cấp bậc tốt nhất, cũng là tốt nhất bên trong đình viện. Trần Phi né người nằm ở Bùi Huyền Tình trắng nõn, mềm non thơm thân thể lên, cảm nhận được vậy mềm non xúc cảm, cùng với trong lòng dần dần trào hiện ra chuyện cũ,
khóe miệng cũng là có một nụ cười nổi lên. Từ hắn mang loại áp lực nào đó đi tới nơi này tu chân giới bắt đầu, hắn cả người, vẫn luôn là giống như căng thẳng dây cung vậy, không ngừng chèn ép mình, khai thác tiềm năng, khiến cho mình tiến về trước. Bởi vì thời điểm đó hắn, biết mình quá nhỏ bé, hơn nữa khi đó trận kinh không vậy thật ra thì chỉ sợ là đối với hắn vãi láo. Có người muốn đánh trái đất tiểu thế giới chú ý, bây giờ nhìn lại, tựa hồ như vậy phỏng đoán, cũng không có trở thành sự thật. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trận kinh không sẽ làm như vậy, vậy là có thể hiểu. Làm một người ngoại lai, hắn đối với trái đất quyến luyến khẳng định xa không có Trần Phi tới được sâu sắc. Mà khi đó hắn nếu là không mượn cớ lừa gạt mình, có lẽ bây giờ mình cũng còn biết dừng lại ở vậy trên trái đất, mà xa không đạt tới hiện giờ kinh người như vậy cao độ chứ. Mà như vậy phát triển lúc tốt lúc xấu xa, hắn bây giờ không biết nên nói như thế nào, bất quá, ít nhất hắn bây giờ trong lòng vậy không việc gì oán trách trận kinh không ý nghĩa đi. Bất quá, thời gian đảo mắt, đây là ở giữa thật đúng là qua thật nhanh à. Ta đến cái này tu chân giới tới, sợ là đã vượt qua 3 năm chứ. Nhìn xanh thẳm chân trời, Trần Phi ánh mắt mờ mịt, lóe lên, trong lòng đột nhiên là có một loại hết sức nhớ nhà cảm giác. Cổ ngữ mây, kẻ lãng tử tâm, giờ khắc này là ở hắn trong lòng lấy được tốt nhất thể hiện. Đối với cố hương nhớ nhung, Trần Phi ánh mắt, lại là có chút ửng đỏ. Cái gì 3 năm, ngươi làm sao, tại sao khóc? Bùi Uyển Tình trước hết nghe đến Trần Phi lẩm bẩm tiếng vẫn là có chút nghi ngờ, kế tiếp làm nàng thấy Trần Phi ửng đỏ cặp mắt, tâm hồn thiếu nữ run lên, trực tiếp là tiếu nhan có chút ngây ngẩn không biết làm sao đứng lên, hốt hoảng nói. Phải biết, đối với các nàng tu sĩ mà nói, khóc cái chữ này, thật là đã là cách xa bọn họ rất lâu rất lâu. Một người tu sĩ nếu như sẽ khóc, sẽ chảy nước mắt, trừ phi là tâm trạng long trời lỡ đất chập chờn, nếu không, đây cơ hồ là không thể nào. Vậy chính vì vậy, Bùi Uyển Tình mới có hơi tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Cái này Trần Phi, khóc cái gì à? Không việc gì, chỉ là có chút nhớ nhà, không kềm hãm được. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, linh khí chớp động, cặp mắt ửng đỏ biến mất, nói. Nhớ nhà, Bùi Uyển Tình nghe vậy ngẩn ra. Đột nhiên mặt đẹp có lập tức đỏ lên, nhìn Trần Phi, nói, nhớ nhà đi trở về xem à. Ta và ngươi cùng nhau trở về. Ừ, Trần Phi nghe vậy ánh mắt run lên, đột nhiên tâm trạng kích động trực tiếp là đứng lên, đúng vậy, ta làm sao quên. Ta nếu là muốn trở về, đi thẳng về xem không được sao. Nguyên trước khi tới hắn suy nghĩ vẫn là theo bản năng quanh quẩn ở sai lầm chính giữa. Tu chân giới, trái đất. Ở hắn trong suy nghĩ theo bản năng bị chia nhỏ thành hai cái hoàn toàn bất đồng thiên địa, sông kính rõ ràng, vậy cách nhau khá xa. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế, tu chân giới cùng trái đất khoảng cách, bất quá chỉ là vậy ưng giản hạp nơi nào đó khu vực một cửa vào mà thôi. Hắn nếu như nhớ nhà, muốn trở về, đi thẳng về không phải tốt. Hì hì, nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là ngay tức thì, hăng hái mà, đứng lên. Ánh mắt dừng lại ở Bùi Uyển Tình trên mặt, hiệp xúc nụ cười, vậy đã như vậy, Uyển Tình ngươi có thể được suy nghĩ nên như thế nào biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện cái gì, Bùi Uyển Tình hơi sững sờ. Ngươi nói sao, Trần Phi hiệp xúc ánh mắt rơi vào Bùi Uyển Tình trên gương mặt tươi cười, trêu ghẹo nói, trái đất, cũng chính là quê nhà ta mẫu thân ở đây, sư phụ ta cũng ở đây, ngươi chẳng lẽ không cần phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Không phải có đôi lời nói hay. Vợ xấu xí vậy được gặp cha mẹ chồng à? Ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không, vợ xấu xí? À, Bùi Uyển Tình mặt đẹp lại hơi hiện lên đỏ lên, có chút kinh hoàng nói, phải đi gặp mẫu thân ngươi và sư phụ. Làm sao, tiểu tỷ tỷ ngươi còn muốn đổi ý? Bót! Trần Phi đưa tay một cái tát rơi vào Bùi Uyển Tình hai vú, cả người bá đạo hướng nàng đè đi, ánh mắt mang 10 phần xâm lược tính, nói, bây giờ ngươi muốn chạy ra khỏi ta ma chảo. Đây chính là đã muộn, biết không? Cảm nhận được hương đồn xuân tới kích thích, còn có vậy bá đạo, cường thế vô cùng hà ơ lửa gạt hơi thở xâm nhập tới, Bùi Uyển Tình tâm hồn thiếu nữ trực tiếp là không ngừng nhảy, mặt đẹp hiện đầy ánh nắng đỏ rực. Ta không phải ý đó, chẳng qua là, ta. Ta sợ mẫu thân ngươi sẽ không thích ta, vậy phải làm thế nào? Bùi Uyển Tình câu nệ bất an, tâm hồn thiếu nữ thất thố, nói. Nàng mặc dù là một vô cùng lợi hại tu chân giới, nhưng đối với mình nam nhân bà kính sợ,
nhưng là từ phái nữ thiên tính tự nhiên nảy sanh. Lúc này, cái gì tu tại sao thiên phú vậy cũng là hoàn toàn không hữu hiệu rồi. Sợ cái gì, yên tâm đi, ta cảm giác mụ vẫn đủ tốt ứng phó, chính là vậy ông già chết bầm, nóng nảy có chút cổ quái. Hồi tưởng lại ban đầu khi còn bé thê thảm chuyện cũ, Trần Phi không khỏi, cắn răng nghiến lợi, đứng lên, nói. Vậy ta, nghe Trần Phi như thế nói, Bùi Huyền Tình lại là có chút luống cuống. Vèo. Nhưng vào lúc này, một bóng người lóe ra hiện. Là Trận Kinh không? Tiền bối, Trần Phi hơi ngẩn ra, chào hỏi. Tiền bối, Bùi Huyền Tình khôn khéo nói. Và Trần Phi bất đồng, Trận Kinh không nhưng mà đại trận sư cường giả, nàng sao dám cản rỡ. Ừ, Trận Kinh không gật đầu một cái, tùy ý ngồi xuống, nói ta mới từ Phù Tiên Các trở về. Trước để cho bọn họ giúp ta hỏi dò một ít tin tức, bây giờ, đều đã nghe ngóng. Tiền bối kia ngươi, Trần Phi con ngươi hơi đông lại một cái, nói. Ta chuẩn bị đi bên trong vực, Trận Kinh không nói. Trần Phi dừng một chút, vẫn cười trước gật đầu nói, vậy rất tốt à. Rời đi hơn 200 năm, là hẳn hồi đi xem một chút. Ta là đi báo thù, Trận Kinh không chậm rãi nói. Trả thù, Trần Phi ngẩn người. Nhớ lại trước kia rất sớm Trận Kinh không từng nói qua nói. Còn có vậy bát cung huyền tháp bên trong, vậy tấm và hắn lớn lên rất giống bức họa. Có nắm chắc không? Trần chờ hồi lâu, Trần Phi hỏi. Không có, Trận Kinh không lắc đầu một cái, nói căn cứ Phù Tiên Các cho ta tin tức, tên kia, hẳn là thành hơi lớn thiên vị nguyên đan cảnh cường giả. T, đại thiên vị nguyên đan, Bùi Huyền Tình ngược lại hút khí lạnh, mềm môi khẽ nhếch. Trong con ngươi tràn đầy chấn động vẻ. Trần Phi nghe vậy cũng là sắc mặt thay đổi, không nhịn được nói, đã như vậy, ngươi bây giờ đi tìm hắn trả thù, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ta sẽ không như vậy xung động. Trần Kinh không lắc đầu một cái, cười nói, ta bây giờ dáng vẻ, hắn đã không thể nào lại nhận ra ta. Đến lúc đó ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, nếu như có thể tìm được cơ hội, ta mới sẽ xuất thủ, nếu không... Cũng chỉ có cùng ta lĩnh ngộ địa trận tầng 3 trận pháp sau đó, mới có nắm chắc tất thắng. Nói nhiều như vậy, người đâu? Người sau này dự định, là cái gì? Trận Kinh không lại hỏi. Ta, Trần Phi hơi ngẩn ra, nói ta chuẩn bị về nhà đi xem. Về nhà, ngươi nói là, trái đất, Trận Kinh không ngây ngẩn. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, nói trước và mụ ta nói đúng một năm, mà bây giờ ngươi, ba cái một năm cũng đã qua. Lại không đi trở về xem chân thực có chút không nói được. Hơn nữa, ta cũng đích xác là có chút nhớ nhung nhà. Trận Kinh không nghe vậy trầm mặc xuống. Nói thật, ta vẫn luôn cho rằng, lấy ngươi thiên phú, tiếp tục lưu lại ở cái loại đó linh khí cằn cỗi mạt pháp trong hoàn cảnh, tuyệt đối là đối với ngươi thiên phú lãng phí, cùng với mai một. Một lát sau, hắn mới không nhịn được nói. Ta biết, bất quá đó dù sao cũng là quê nhà ta, hơn nữa. Ta cũng chỉ là muốn trở về xem, cũng không phải là vĩnh viễn liền cũng đợi ở đó. Trần Phi cười nói. Được rồi, Trận Kinh không bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói, nếu ngươi đã làm ra quyết định, ta vậy không khuyên ngươi nữa. Hai món đồ này, ngươi cầm đi. Trận Kinh không vung tay lên một cái, bát cung huyền tháp, còn có một quyển hiện đầy phong vũ lôi điện bảo đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Đây không phải là, Bùi Huyền Tình hơi giật mình. Thế nào? Trần Phi hỏi. Cái này, Bùi Huyền Tình chỉ vậy hiện đầy phong vũ lôi điện bảo đồ, không xác định Trần chờ nói, cái này thật giống như là chúng ta Bùi ra phong vũ lôi điện đồ. Ừ, đích xác là, Trần Kinh không gật đầu một cái, bình tĩnh nói, trước có hai cái tự xưng là họ Bùi người, nói phải thường tội, đem cái này bảo đồ cho ta. Ta xem pháp bảo này chính là 14 tầng cấm chế, hơn nữa còn là công thủ kiêm bị, hết sức không tệ, sẽ phải xuống. Còn có cái này bát cung huyền tháp, ta có đá quý trói lọi trận ở đây, sau này, chỉ sợ cũng là không có cơ hội lại dùng được cho nó. Đã như vậy, còn không bằng ngươi cầm đi đón dùng. Như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, vậy không khách khí, đem vậy bát cung huyền tháp cùng với phong vũ lôi điện đồ lần nữa nhận. Tiền bối, vậy ngươi lúc nào thì, nhận lấy đồ sau đó, Trần Phi lại hỏi. Ngay bây giờ đi, ta vốn chính là chuẩn bị tới và ngươi từ biệt. Trận Kinh không nói. Bây giờ, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó vẫn lắc đầu cười lên, nói, đã như vậy, chú ý an toàn. Ừ,
Trần Kinh không gật đầu một cái, lại nói ta ở bên trong vực chờ ngươi. Cũng đừng làm cho bọn ta quá lâu. Vừa nói, Trần Kinh không thân hình chớp mắt, trực tiếp là rời đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu cười lên. Cái này trên đời, không bữa tiệc nào không tàn, hơn nữa Trần Kinh không chẳng qua là đi bên trong vực. Nơi đó, đích xác là hắn nhất cần phải nên đi địa phương. Vật này ngươi lấy về, trong lòng thương cảm biến mất sau đó, Trần Phi đem vậy phong vũ lôi điện đồ đưa cho Bùi Uyển Tình, hỏi. Không muốn, Bùi Uyển Tình không chút do dự lắc đầu một cái đầu, nói, hai vị lão tổ nếu tặng nó cho ngươi, vậy nó bây giờ chính là của ngươi, ta không muốn. Đứa ngốc, Trần Phi đưa tay ở Bùi Uyển Tình trên lỗ mũi bóp nặn, cười nói ta chính là ngươi. Phân rõ như vậy sở làm gì? Ta, Bùi Uyển Tình mặt đẹp lại đỏ lên, vô cùng cảm động, Tô Tô nói ta bỏ mặc. Dù sao ta không muốn, ngươi cầm là tốt. Vậy cũng tốt, Trần Phi gặp Bùi Uyển Tình không muốn, cũng sẽ không đẩy nữa cởi, đem vậy bát cung huyền tháp cùng với phong vũ lôi điện đồ cũng thu vào. Không thể không nói. Hắn bây giờ mặc dù không có cách thật lò, nhưng cái này công thủ kiêm bị phong vũ lôi điện đồ sẽ thích hợp hơn, cũng nói không nhất định. Chúng ta khi nào thì đi? Bùi Uyển Tình hỏi. Đợi thêm chút, ta còn có chuyện cần tìm Phù Tiên Các hỏi thăm một chút. Trần Phi nói. Gần nửa ngày sau đó, Phù Tiên Các nội bộ một tòa nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện. Thiên Ất Long Trúc, làm vậy Phù Tiên Các thành U Lang phân biệt ba đại nhân vật quyền thế một trong. Lý Đông Quyền nghe được Trần Phi hỏi sau đó, lập tức chân mày hung hãn gạt gạt, kinh nghi vạn phần nói. Bọn họ Phù Tiên Các là làm ăn, dĩ nhiên không thể nào xa lạ, Thiên Ất Long Trúc, bực này đại danh đỉnh đỉnh cái thế kỳ chân. Tuyệt thế bảo dược, thậm chí nếu như dùng hắn giá trị để cân nhắc nói, một kiện 19, 20 tầng cấm chế hoàng kim cấp pháp bảo, cũng không nhất định mới có thể có vậy Thiên Ất Long Trúc tới chân quý. Chính vì vậy, hắn bây giờ nghe Trần Phi mà nói. Mới có thể giật mình như vậy thất thố. Trần Đạo Hữu, ngươi nếu là muốn tìm cái này Thiên Ất Long Trúc, cái này sợ rằng thì phiền toái. Rồi sau đó liền gặp hắn nói như vậy nói. Ừ, Trần Phi nghe vậy khẽ cau mày, nói thế nào? Thiên Ất Long Trúc, chúng ta ngoại vực quả thật có, nhưng mà, nó lần gần đây nhất xuất hiện, chân thực hơn 100 năm trước võ thành, thịnh võ hội đấu giá, lên. Đó là chúng ta ngoại vực mỗi trăm năm một lần. Thịnh nhất lớn, nhất quy mô khổng lồ phòng đấu giá, trừ cái này ra, ta liền lại chưa nghe nói qua cây thứ hai Thiên Ất Long Trúc tin tức. Lý Đông Quyền giải thích, không nhịn được lắc đầu một cái, chúng ta Kiềm Nam cổ quốc mặc dù mạnh mẽ, còn là hấp dẫn không tới những cái kia chân chính cường đại máu rồng chủng tộc. Là thế này phải không? Trần Phi chân mày nhíu, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Cái này Thiên Ất Long Mộc không tốt làm, hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng là như thế chăng tốt làm. Vậy hay là để cho người có chút nhức đầu à? Xem ra, cũng chỉ có thể là đến khi hắn trở về một lần trái đất sau đó, tới nữa từ từ hỏi dò tin tức. Thiên Ất Long Trúc, ta biết địa phương nào có vậy Thiên Ất Long Trúc tồn tại. Một đạo khí lực đầy đủ thanh âm đột nhiên là từ vậy cung điện truyền ra ngoài tới. Cái gì? Phó hội trưởng đại nhân? Ngài, ngươi làm sao tới? Lý Đông Quyền nhướng mày một cái, đang muốn giày. Có thể làm hắn thấy rõ ràng người tới dung mạo, lập tức là không nhịn được cả người lông tơ dựng, giật mình nói. Bởi vì cái này người vừa tới không phải là người khác, lại chính là bọn họ Phù Tiên Các võ thành trụ sở chính, năm vị phó hội trưởng lớn một người trong Mục Quân Hòa đại nhân. Mà đây Mục Quân Hòa còn có một cái thân phận, đó chính là hắn vẫn là Mục Lôi Vân Gia Gia. Trần Huynh, thật lâu không gặp, ở đó Mục Quân Hòa sau lưng, Mục Lôi Vân ánh mắt phức tạp hướng Trần Phi chào hỏi. Trước kia, hắn còn nghi ngờ Trần Phi không đem bọn họ võ thành coi ra gì, mà bây giờ, chân tướng rõ ràng, sau lưng đối phương, lại là có vậy chờ kinh khủng tồn tại. Đại trận sư cường giả. Nói như vậy đứng lên, Trần Phi có thể coi thường võ thành, đó cũng là nói xuôi được à. Đúng vậy, thật lâu không gặp, thấy được, người quen, Trần Phi cười hắc hắc một tiếng, ánh mắt lại rơi xuống vậy Mục Quân Hòa trên mình, ánh mắt rét một cái, tim giật mình. Không khỏi ngưng nhiên đứng lên, nói, vị này là. Ta tới giới thiệu. Lý Đông Quyền lập tức đứng dậy, nói Trần Đạo Hữu, đây là chúng ta Phù Tiên Các trụ sở chính Mục Quân Hòa Phó Hội trưởng Đại Nhân. Phó Hội trưởng, vị này là Trần Phi Trần Đạo Hữu. Hắn còn có một vị trưởng bối,
là đại trận sư tồn tại. Xem ra cái này Lý Đông Quyền là rất sợ Mục Quân Hòa không biết Trần Phi bối cảnh, gây ra tai vạ, vội vàng nhắc nhở. Liền bọn họ trên dưới giữa thân phận cũng không để ý, như vậy có thể gặp một ban. Ta biết, Mục Quân Hòa thân thiện cười một tiếng, nhìn Trần Phi nói, tiểu huynh đệ nếu là không để ý lão hủ khinh thường mà nói, liền kêu ta một tiếng Mục Quân Hòa đi. Ta Phù Tiên Các, giống như vị đại nhân kia. Mục tiền bối nói đùa, lấy người tu vi, ta cũng không dám không ngừng kêu kỳ danh. Trần Phi cười lắc đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt đông lại một cái, nói, bất quá, người mới vừa nói, người biết nào có Thiên Ất Long Trúc tin tức. Đúng vậy, Mục Quân Hòa gật đầu một cái, nói. Ở đâu? Trần Phi ánh mắt nóng lên, liền vội vàng hỏi. Cái này Thiên Ất Long Trúc nhưng mà hắn tử tiêu thân phận thật sự mấu chốt, phải đạt được, không cho sơ thất. Cái này Thiên Ất Long Trúc ở đâu? Xin cho lão hủ trước bán cái thắt hút. Vậy Mục Quân Hòa thần bí cười một tiếng, hỏi tiểu huynh đệ, dám hỏi, người có biết Giang Vạn Lý danh tự này? Giang Vạn Lý, Trần Phi hơi ngẩn ra, lắc đầu một cái, nói, không biết. Không biết, lần này nếu đổi lại là Mục Quân Hòa ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi sau lưng có một hồi đại trận sư tồn tại, nhưng lại có thể không nhận biết Giang Vạn Lý, Giang Đan Vương. Cái này quả thực có chút để cho người kỳ quái. Giang Vạn Lý đại nhân, người ta gọi là Giang Vạn Lý Đan Vương. Lão nhân gia ông ta chính là một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đồng thời, hắn còn là một vị vương cấp luyện đan sư. Trần huynh ngươi một ngón kia thuật luyện đan vậy gọi là xuất thần nhập hóa, ngươi không nhận biết Giang Vạn Lý Đan Vương. Mục Lôi Vân giải thích một chút, kinh ngạc nói. Cái này ngoại vực, luyện đan sư không nhận biết Giang Vạn Lý Đan Vương, giống như là thành U Lang tu sĩ, nói không nhận biết Đoạn Hằng Hà. Cái này thì thật rất làm người ta kỳ quái, đúng không? Vương cấp luyện đan sư, Trần Phi kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó bình tĩnh lại, nói, ừ, không nhận biết, thế nào? Người này có cái gì sao? Phải biết đối với thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa hắn mà nói, đừng nói là vương cấp luyện đan sư, coi như là càng ở trên luyện đan sư cấp bậc, hắn cũng cảm thấy được bình thường thôi, không có vấn đề. Cho nên hắn bây giờ là có chút không nhịn được. Hắn cảm thấy hứng thú là Thiên Ất Long Trúc, mà không phải là cái gì vương cấp luyện đan sư. Là như vậy, tiểu huynh đệ lại nghe ta nói một chút. Mục Quân Hòa ánh mắt hiện ra vẻ kinh dị, chợt cũng sẽ không nói nhảm, đem vậy Giang Vạn Lý Đan Vương liên hiệp võ thành các thế lực lớn cử hành, đan vũ đại hội, một chuyện cặn kẽ nói ra. Ta chuyến này mà đến mục đích, là muốn mời tiểu huynh đệ ngươi, đại biểu chúng ta Phù Tiên Các, đi tham gia đan vũ đại hội. Cuối cùng. Mục Quân Hòa cuối cùng là nói ra hắn mục đích. Không đi, Trần Phi không chút do dự lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, không có hứng thú. Muốn chẳng qua là cái này chuyện, các người hay là đi tìm người khác đi, ta không có hứng thú gì. Vậy Mục Quân Hòa mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt. Lúc này lo lắng nói, tiểu hữu ngươi yên tâm, nếu như ngươi nguyện ý đại biểu chúng ta Phù Tiên Các tham gia đan vũ đại hội. Phương diện thù lao, nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Không phải thù lao vấn đề, ta đối với loại này đùa bỡn trò khỉ đồ là một chút hứng thú không có, các người vẫn là khác tìm cao minh đi. Trần Phi cắt đứt hắn mà nói. Đùa bỡn trò khỉ. Vậy Mục Quân Hòa ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, như vậy trọng thể sự việc, Giang Vạn Lý Đan Vương còn có bọn họ võ thành các thế lực lớn liên hiệp. Mà cử hành đi ra ngoài đan vũ đại hội, ở Trần Phi trong mắt, lại có thể lại sẽ rơi được cái, đùa bỡn trò khỉ, định nghĩa. Xem ra cái này Thiên Ất Long Trúc trong thời gian ngắn là không tìm được. Thôi, đã như vậy, vậy thì sau này hãy nói đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi từ vậy bên trong cung điện chỗ ngồi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, hơi giơ tay lên, nói các vị, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Tạm biệt. Không có Thiên Ất Long Trúc tin tức. Hắn vậy lười phải tiếp tục đợi tiếp nữa. Trước hay là về trái đất rồi hãy nói. Đợi một chút, vậy Mục Quân Hòa cái này mới phản ứng được, ngăn lại Trần Phi. Mục tiền bối, người đây là, có ý gì, nhìn ngăn ở trước mặt mình Mục Quân Hòa, Trần Phi nhíu mày một cái, nói. Ngươi không phải là muốn Thiên Ất Long Trúc sao? Ta biết Thiên Ất Long Trúc ở đâu? Vậy Mục Quân Hòa nói. Ở đâu? Trần Phi con ngươi chớp mắt, chậm rãi nói. Sẽ ở đó Giang Vạn Lý đại nhân phát hiện thần bí mộ huyệt chính giữa.
Mục Quân Hòa nói. Ừ, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, chân mày cau lại, nhìn đối phương, yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng, ngươi không lừa gạt ta. Không có, vậy Mục Quân Hòa lắc đầu một cái, thần sắc nghiêm túc đứng lên, nói, trên thực tế, ngươi và Giang Vạn Lý Đan Vương muốn tìm là cùng một món đồ. Hắn cũng là cần Thiên Ất Long Trúc, hơn nữa tìm rất nhiều năm, nhưng trước kia, hắn ở mộ huyệt kia chính giữa chính là phát hiện Thiên Ất Long Trúc tung tích. Cái gì? Nghe vậy, Mục Lôi Vân cùng với Lý Đông Quyền đều là sắc mặt đổi một cái. Cái này hai người mục tiêu chạy tới một khối mà, đây chẳng phải là. Trần Phi cũng là trầm mặc. Nếu như hắn theo cái gì đó Giang Vạn Lý Đan Vương mục tiêu thật là giống nhau, cái này, liền đích xác là có chút phiền toái à. Trận kinh không mới vừa đi, mà bây giờ hắn, cũng đích xác là không tranh hơn một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Trần Phi bây giờ việc cần kíp, một là về trái đất, hai chính là mau sớm tìm được vậy Thiên Ất Long Trúc. Dẫu sao bây giờ trận kinh không đã không có ở đây hắn bên người, Xích Tiêu Quân lại còn đang khôi phục chính giữa, mà thủ hạ hắn lại còn có lớn như vậy của cải, nếu như thực lực bản thân không theo kịp, bị người nhớ, như vậy sao được. Nghĩ đến đây, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói, vậy Đan Vũ Đại Hội, là khi nào thì bắt đầu. 3 tháng sau, Mục Quân Hòa diễn cảm trang nghiêm mở miệng nói, bởi vì Giang Vạn Lý Đại Nhân rất gấp, cho nên Đan Vũ Đại Hội đã định ở 3 tháng sau. Chúng ta nếu là hiện tại xuất phát mà nói, vừa vặn tới kịp. 3 tháng sau, Trần Phi bĩu môi, lắc đầu nói, vậy không được. Hắn vốn cũng không phải là rất muốn tham gia bực này đùa bỡn trò khỉ tỉ thí. Hơn nữa bây giờ thời gian còn như vậy đuổi, hắn tự nhiên càng không có hứng thú gì. Đã như vậy mà nói, xem ra phải nghĩ muốn cái gì khác lộ số. Vậy nếu không như vậy, ta lấy chúng ta Phù Tiên Các danh nghĩa, hướng Giang Vạn Lý Đan Vương tiến cử ngươi, như vậy liền có thể miễn đi tham gia đại hội tỷ thí rườm rà, hơn nữa, thời gian cũng có thể điều chỉnh đến nửa năm sau. Tiểu Hữu, như vậy ngươi coi có được không? Gặp Trần Phi không đáp ứng. Mục Quân Hòa nóng nảy, mở miệng nói. Nửa năm sau đó, miễn đi ta tham gia đại hội tỷ thí trình tự. Đây cũng là còn có thể. Nghe được cái này Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lẩm bẩm đứng lên, yên lặng hồi lâu, nói cứ quyết định như vậy đi. Nửa năm sau đó, chỉ cần không phải phát sinh sức người không thể ngăn trở nhân tố, ta sẽ gặp đi võ thành và tiền bối các người sẽ cùng. Vậy thì tốt, đã như vậy thì nửa năm sau tạm biệt đi. Mục Quân Hòa nghe được Trần Phi cái này câu trả lời, cũng là thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Chỉ cần Trần Phi nguyện ý đi, hơn nữa Giang Vạn Lý Đan Vương bên kia cũng hài lòng, như vậy nhiệm vụ của hắn vậy coi như là hoàn thành. Đến lúc đó Giang Vạn Lý Đan Vương sẽ cho bọn họ Phù Tiên Các thù lao, tự nhiên cũng là sẽ tương ứng, để cho người hài lòng. Phải, đã như vậy, tiền bối, các vị, cáo từ. Trần Phi cười một tiếng, rời đi. Một ngày sau đó, một nam một nữ cũng là rời đi thành U Lang. 10 ngày sau, Minh Thần Phủ, một ngôi đại điện bên trong. Trần Phi cùng với Bùi Uyển Tình bóng người xuất hiện ở vậy trung ương trên ghế. Mà ở đó ngai vàng hạ, bên tay trái là Thương Khôn, Lam Kình hai người, bên tay phải chính là 8 đại thiết vệ. Đều là cung kính đứng ở đó. Cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt, còn tràn đầy sùng kính, kích động, kính sợ. Vô cùng rung động nhìn Trần Phi, ánh mắt không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, là bởi vì trước kia thành U Lang bên kia sự tình phát sinh, đã là truyền đến bọn họ tới nơi này. Chủ nhân của bọn họ phủ chủ đại nhân, Trần Phi, sau lưng lại là có một vị đại trận sư cấp bậc truyền kỳ tồn tại là hắn chỗ dựa. Còn nghĩ Đoạn Hằng Hà đại nhân cũng giết chạy. Loại chuyện này thực, như thế nào làm bọn họ không rung động, không kích động. Bây giờ chỉ cần bọn họ không ngốc. Liền nhất định là có thể ý thức được, từ bây giờ về sau, mảnh đất này lên sợ là phải do bọn họ Minh Thần Phủ gọi tôn. Đây là ta song tu đạo lữ, Bùi Uyển Tình, bọn họ đều là ta thuộc hạ. Trần Phi ngồi ở trên ghế, giới thiệu. Chủ mẫu tốt, vậy Thương Khôn, Lam Kình, 8 đại thiết vệ lập tức lưng thẳng tắp, tiếng như hồng trung chôn đầu nói. Kỳ vọng có thể cho bọn hắn bà chủ, một cái ấn tượng tốt. Đừng như thế khách khí, các người tốt. Ta kêu Bùi Uyển Tình. Bùi Uyển Tình mặc dù có chút nghi ngờ Thương Khôn đám người tu vi, tại sao phải yếu như vậy, có thể thông minh nàng, nhưng hoàn toàn không đem cái này nghi ngờ biểu hiện ra. Dù sao mọi người cũng nước người mình, hơn nữa, hắn vẫn là,
vừa mới đến, hòa hòa khí khí không phải tốt hơn sao? Được rồi, nói tránh sự đi, ta có chuyện muốn tìm các người làm. Trần Phi phất phất tay, nói. Chủ nhân mời nói, Thương Khôn các người hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự nói. Chúng ta Minh Thần Phủ bây giờ đối với Tại Ưng Giản Hạp trưởng khống lực, tình huống thế nào? Trần Phi hỏi. Chủ nhân, chúng ta Minh Thần Phủ bây giờ chính là Ưng Giản Hạp Vương, nói một không hai. Ưng Giản Hạp lớn nhỏ mấy chục nhà tông phái, thế lực, toàn ở ta phủ phụ thuộc dưới. Thiết vừa đứng ra nói. Liên quan tới Minh Thần Phủ quản lý, Thương Khôn, Lam Kình nhúng tay không nhiều, hơn nữa, mới thật sự là từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài hôn lực hôn vì người. Cho nên hắn ở Minh Thần Phủ nhân vật xác định vị trí, càng giống như là một cái trí đem, nội vụ chi thần, tổng quản nội vụ. Cho nên bất kỳ liên quan tới Minh Thần Phủ nội vụ sự việc, hỏi hắn là đủ rồi. Vậy thì tốt, bây giờ ta cho các người một cái nhiệm vụ. Trần Phi gật đầu một cái, nói, ở chúng ta Ưng Giản Hạp nơi nào đó, chắc có một cái thế giới nhỏ, tên là trái đất. Ta bây giờ muốn các người đem hắn cửa vào tìm ra, càng nhanh càng tốt, biết chưa? Thế giới nhỏ, Thương Khôn các người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ cái này Ưng Giản Hạp lại còn sẽ có thế giới nhỏ vậy các nơi. Một tòa thế giới nhỏ, nếu là có thể đem nắm trong tay ở trong tay, đó chẳng khác nào là nhiều hơn một khối địa bàn. Không sai, thế giới nhỏ, chỗ đó là quê nhà ta. Ra tới lâu như vậy, muốn trở về xem. Nhưng vào lúc này, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Chủ nhân quê nhà, Thương Khôn các người hai mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng liền chuyện tầm quan trọng, liền vội vàng gật đầu, nói, rõ ràng. Chủ nhân ngài yên tâm, trái đất cửa vào, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất điều tra ra được. Ừ, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, trầm ngâm một hồi, lại mở miệng nói, tới, theo ta đi. Ta mang các người đi một chỗ. Vừa nói, hắn liền đứng dậy rời đi cung điện, Bùi Uyển Tình đi theo hắn bên người. Thương Khôn các người cũng là lập tức đi theo lên. Vèo, vèo, vèo. Rất nhanh, mấy người bọn họ bóng người, liền ở Trần Phi dưới sự hướng dẫn đi tới sâu trong lòng đất. T, cái này, đây là địa phương nào? Khi bọn hắn cảm nhận được vậy trong không khí càng ngày càng nồng đậm linh khí, cùng với vậy sâu trong lòng đất phía trước, dần dần đổi được rõ ràng to lớn linh khí nước lũ, ánh mắt, trực tiếp là rụt, kinh hãi nói. Cho dù là Bùi Uyển Tình cái này từ thành U Lang, đại địa phương, tới thiên chi kiêu nữ, lúc này cũng giống như vậy. Khi bọn hắn đi tới cái này sâu trong lòng đất, gặp được vậy sâu trong lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch sau đó, Bùi Uyển Tình cả người trực tiếp là nán lại, mặt đẹp ngây dại ra. Cái này, đây chẳng lẽ là linh mạch, nàng trợn mắt hốc mồm nói. Trên thực tế, nàng nguyên vốn còn có chút nghi ngờ, Trần Phi tại sao không đem Minh Thần Phủ rời đến thành U Lang đi. Dẫu sao, bọn họ thành U Lang nhưng mà có điều này thiên phẩm nhân cấp linh mạch. Mà đây đối với một phương tông môn, một phương tông phái mà nói, tuyệt đối là vô cùng chuyện trọng yếu. Hết lần này tới lần khác Trần Phi nhưng thật giống như là hoàn toàn không thèm để ý. Mà bây giờ, câu trả lời cuối cùng công bố. Nguyên lai, cái này Minh Thần Phủ sâu trong lòng đất, lại là cất giấu một cái linh mạch. Không tệ, đây là một cái linh mạch, một cái linh phẩm địa cấp linh mạch. Trần Phi gật đầu một cái, nói. T, cái gì, linh phẩm địa cấp linh mạch. Nghe vậy, Thương Khôn các người trực tiếp là rung động đến la hoảng lên. Trợn mắt hốc mồm, mặt đầy đờ đẫn. Trong bọn họ người bất kỳ, bây giờ mà nói, đều không phải là cái loại đó không có kiến thức. Có thể càng kiến thức rộng, hiểu nhiều, bọn họ bây giờ thì càng rung động, càng đờ đẫn, càng bị sợ choáng váng. Bởi vì linh phẩm địa cấp linh mạch, đó là cái gì khái niệm à? Theo bọn họ biết, thật giống như toàn bộ ngoại vực, đều là không có đất cấp trở lên linh mạch tồn tại chứ. Có thể, nhưng bây giờ, cái này. Một đám người linh khí cạo động trong gió xốc xếch, chìm tới đáy lâm vào đờ đẫn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vung tay lên, trong không khí lơ lửng rất nhiều cái màu sắc bất đồng chai nhỏ. Bên trong bình hiện ra đan thơm, để cho người say mê. Những đan dược này các người cầm, sau này thì ở cái này bế quan tu luyện đi. Bất quá trừ mấy người các ngươi ra, những người khác, tạm thời trước không muốn bỏ vào tới. Cùng sau này hãy nói. Trần Phi nói. Là chủ nhân. Chúng ta biết, thiết một,
Thương Khôn các người lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, kích động, cuống quýt gật đầu trả lời. Không sai, chỗ này nhất định không thể để cho người bên ngoài biết, nếu không, chỉ sợ toàn bộ ngoại vực đều phải loạn. Sẽ long trời lỡ đất, Bùi Huyền Tình cũng là mặt đẹp ngưng nhiên gật đầu một cái, khẩn trương nói. Bọn họ thành U Lang mặc dù có thể xây thành, chính là bởi vì vậy cái tiên phẩm nhân cấp linh mạch. Mà thiên hạc yêu tộc tại sao phải theo bọn họ thành U Lang thành là tử đối đầu? Cũng là bởi vì là tham lam, muốn đuổi bọn hắn đi, rồi sau đó độc bá vậy cái tiên phẩm nhân cấp linh mạch. Mà bây giờ, một cái linh phẩm địa cấp linh mạch giá trị, ít nhất là tiên phẩm nhân cấp linh mạch trăm lần không dứt. Đây nếu là bộc lộ ra đi, không được long trời lỡ đất mới là lạ. Là chủ mẫu, vậy Thương Khôn các người nghe vậy diễn cảm hơn nữa ngưng nhiên đứng lên. Rồi sau đó, lại gặp bọn họ diễn cảm trang nghiêm nói, chủ nhân ngài yên tâm, liên quan tới cái này linh phẩm địa cấp chuyện của linh mạch tình, chúng ta cho dù chết. Vậy tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài chút nào. Ừ, thật ra thì cũng không cần như vậy khẩn trương, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, người bên ngoài thì như thế nào có thể biết đâu. Trần Phi gật đầu một cái, lại nói, các người đi ra ngoài trước đi. Nghe vậy vậy Thương Khôn các người hơi ngẩn ra. Rồi sau đó không chút do dự cáo từ rời đi. Thấy tình cảnh này, Bùi Huyền Tình do dự một chút, nói, nếu không ta cũng đi trước bên ngoài chờ ngươi chứ. Vừa nói, nàng liền hướng linh mạch bên ngoài xoay người. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi một cái đưa tay đem nàng thơm thân thể ôm, thật chặt gộp lại vào trong ngực, nói, ngươi là phụ nữ của ta, ta cũng không việc gì gặp không được ngươi. Không cần đi. Bùi Huyền Tình mặt đẹp lại lập tức đỏ bừng. Hiện đầy ánh nắng đỏ rực. Như cũ Trần Phi bá đạo ôm, có chút mắc cỡ không lên tiếng. Cơ tinh thống lĩnh, Trần Phi cười đưa tay ở nàng trên đầu dịu hiền mái tóc lên xoa xoa, ngẩng đầu lên, cất giọng nói. Có thể linh phẩm địa cấp linh mạch chính giữa vẫn còn là yên tĩnh không tiếng động, không có bất kỳ tiếng vang truyền tới. Còn không có khôi phục sao? Trần Phi khẽ cau mày, lại cất giọng nói. Cơ tinh thống lĩnh. Vẫn là không có bất kỳ tiếng trả lời truyền tới. Xem ra là thật, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau này Xích Tiêu Quân còn không có tỉnh lại. Vương, chúng ta Xích Tiêu Quân đã là hồi phục thời khắc mấu chốt, cho nên, xin thứ cho ta không thể phân tâm hay dùng. Bất quá, nhiều nhất còn nửa năm thời gian, chúng ta Xích Tiêu Quân là có thể hoàn toàn hồi phục. Một đạo thâm thúy thanh âm truyền tới. Nửa năm, Trần Phi trong mắt tinh mang chớp mắt, nói như vậy. Ngược lại là sửa lại. Đã như vậy, vậy thì không quấy rầy. Xích Tiêu Quân huynh đệ, nửa năm sau tạm biệt đi. Vừa nói, Trần Phi mang Bùi Huyền Tình rời đi linh mạch. Linh mạch ra, lối ra, Trần Phi cùng Bùi Huyền Tình bóng người lóe ra. Bùi Huyền Tình ánh mắt kinh dị nhìn Trần Phi, trần chờ nói, mới vừa rồi. Đó chính là ngươi ở đó địa cung chính giữa lấy được truyền thừa. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Nói ta để cho bọn họ ở linh mạch chính giữa nghỉ ngơi lấy sức, đến khi hồi phục ngày, sẽ gặp mới có thể tương đương với một vị phổ thông tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả chứ. Đến lúc đó, nếu là thật muốn cùng vậy Giang Vạn Lý tranh, cũng biết còn có sức một ít. Ngươi thật muốn cùng Giang Vạn Lý đan vương tranh đoạt bảo vật. Bùi Huyền Tình lấy làm kinh hãi, có chút khẩn trương nói, Giang Vạn Lý đan vương nhưng mà nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, hơn nữa còn là một vị vương cấp luyện đan sư. Cho dù là có Xích Tiêu Quân ở đây, tranh được qua sao? Ai, thử một chút xem sao. Trần Phi than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, vậy Thiên Ất Long Trúc đối với ta lại nói, rất trọng yếu, thế ở tất được. Cho nên nếu như bỏ lỡ lần này, tổng không thể để cho ta rời đi Kiềm Nam Cổ Quốc đi tìm chứ. Chúng ta Kiềm Nam Cổ Quốc cũng không có ủng có long tộc huyết mạch máu rồng trùng tộc đậu. Cho nên coi như là đi bên trong vực, phỏng đoán kết cục cũng giống như vậy. Sẽ rất khó tìm. Vừa nói, Trần Phi cũng là đầu có chút đau đứng lên. Nói thật, liền trước mắt mà nói, hắn vậy đúng là không muốn cùng một vị vương cấp luyện đan sư, tiểu thiên vị nguyên đan cảnh cường giả dạy cái gì mâu thuẫn. Có thể vì vậy Thiên Ất Long Trúc, hắn cũng là không có biện pháp à. Bùi Huyền Tình nhìn có chút biến sắc Trần Phi, mặt đẹp bất đắc dĩ cười một tiếng, an ủi, tốt lắm, đừng lo lắng, nói không chừng sự việc vậy không như vậy gay gâu. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng ngươi à. Nếu như cái này Xích Tiêu Quân tiền bối, thật có thể có được có thể so với tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại thực lực, đến lúc đó, đây cũng là có phải là không có cơ hội.
Trần Phi, ánh mắt nhanh tránh, Xích Tiêu Quân thời kỳ toàn thịnh có thể đem ma khu chém chết, mà theo trận kinh không theo như lời, ma khu khi còn sống, sợ rằng tối thiểu cũng là lớn thiên vị nhất lưu tồn tại. Bây giờ cho dù là vậy Xích Tiêu Quân có chút không lành lặn, chưa đủ thời kỳ toàn thịnh nhân số một nửa, có thể tìm ra thường tiểu thiên vị cảnh giới thực lực, vậy vẫn sẽ chắc có chứ. Hơn nữa đến lúc đó nếu là thật tranh đoạt bất quá, có lẽ, ngươi còn có thể thử một chút xin nhờ trận kinh không đại nhân ra mặt, để cho hắn cùng vậy Giang Vạn Lý Đan Vương làm một đổi trác. Có lẽ, Giang Vạn Lý Đan Vương cũng không phải cần mộ huyệt kia chính giữa tất cả thiên ất long mộc chứ. Bùi Huyền Tình lại mở miệng nữa nói. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Trần Phi con ngươi sáng lên, miệng to trực tiếp là ở Bùi Huyền Tình xinh xắn trên dung nhan in đi xuống. Vẻ mặt đổi được vẻ mặt tươi cười đứng lên, Trần Phi cười nói, xem ra thật đúng là chính đương sự si à. Ngươi vừa nói như vậy, ta có biện pháp. Thật, Bùi Huyền Tình mắc cỡ đỏ mặt, trên gương mặt tươi cười phảng phất là còn lưu lại phái nam hà ơ nói bởi nhiệt độ. Sắc mặt hồng hồng, kinh ngạc nói. Nàng trước bất quá là không biết nên làm thế nào cho phải, tùy tiện an ủi, không nghĩ tới bây giờ Trần Phi vừa nghe, lại có biện pháp. Cái này chẳng lẽ còn có giả? Trần Phi mặt tươi cười, trong lòng có dự tính đứng lên. Hắn trước chỉ muốn cướp đoạt, nhưng quên, còn có đổi trác như thế một cái tốt hơn đường tắt tồn tại à. Hắn cũng không tin đối phương, chính là, một cái vương cấp luyện đan sư, mình chẳng lẽ còn có thể có cái gì không cho được hắn đổ. Hơn nữa đến lúc đó chỉ cần có Xích Tiêu Quân ở đây, hắn thật ra thì cũng không cần sợ, đối phương sẽ nổi lên cái gì nghiêng đầu ý nghĩ xấu. Mà hết thảy các thứ này, liền bởi vì hắn có đầy đủ sức mạnh. Hắn trong đầu hàng tích chữ, có thể là người ngoài khó có thể tưởng tượng, mơ tưởng cầu mong à. Nhưng những thứ đó đối với hắn mà nói nhưng là lơ là bình thường. Muốn bấy nhiêu, liền có nhiều ít. Đúng rồi, Trần Phi đi theo hoặc như là nhớ tới cái gì, hướng Bùi Huyền Tình hỏi, người hiện ở tu luyện công pháp là cái gì? À, Bùi Huyền Tình ngẩn người, lập tức chần chờ. Thế nào sao? Trần Phi nổi lên nghi ngờ. Bùi gia về điểm kia gia sản, cho dù là cái gọi là trấn tộc công pháp, đối với hắn mà nói, cũng cùng sạp ven đường mặt hàng không việc gì khác biệt. Hơn nữa theo lý thuyết, Bùi Huyền Tình hẳn biết đạo lý này chứ. Ai không phải, thôi, người cầm đi xem đi. Bùi Huyền Tình do dự một chút, lấy ra một quyển chiếu lấp lánh màu bạc khăn tay, đưa cho Trần Phi. Trần Phi nhận lấy, thần thức thấm vào tay kia quyển chính giữa. Một lát sau, nàng hơi ngẩn ra. Đây là các người Bùi gia pháp quyết tu luyện. Hắn nghi ngờ hỏi, không đúng à, Bùi gia bực này ngoại vực nhị lưu thế lực, sẽ có thứ đồ tốt này. Đúng vậy, cái này màu bạc khăn tay lên ghi lại công pháp ở hắn xem ra mặc dù chỉ có thể coi như là vậy, nhưng đặt ở cái này kiềm nam cổ quốc ngoại vực, thậm chí bên trong vực chính giữa, sợ rằng cũng coi là tinh phẩm mặt hàng. Cái này Bùi gia nếu là có thể có như vậy công pháp, không nói khác. Ít nhất chưa đến nỗi chỗ ở nhỏ hẹp ở nơi này thành u lang chính giữa chứ. Không phải, thật ra thì, Bùi Huyền Tình muốn nói lại thôi, nói thật ra thì ta đang đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh trước, từng gặp phải qua một vị rất lợi hại lão bà. Nàng cho ta tay này quyên, sau đó để cho ta đang đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 sau đó, đi bên trong vực hoa thần tông tìm nàng. Như vậy, Trần Phi ngây ngẩn, diễn cảm có chút cổ quái. Đây không phải là trong tiểu thuyết điển hình nhân vật chính kịch bản sao? Không nghĩ tới hắn người phụ nữ lại có thể vậy gặp được, cái này chẳng lẽ chính là cụ già trong miệng không là người một nhà không vào một nhà cửa? Chuyện này các người Bùi gia biết không? Sững sờ sau này, Trần Phi lại hỏi. Không biết, vậy bà không để cho ta nói. Ta bây giờ liền chỉ nói cho liền một mình ngươi. Bùi Huyền Tình ôn thuận nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó có chút ấm lòng cười lên. Bất quá rồi sau đó lại gặp biểu tình có chút quấn quýt, lẩm bẩm nói, vậy cái này cũng có chút phiền toái à. Thế nào sao? Bùi Huyền Tình mắt đẹp lóe lên, tựa hồ có chút nhớ nhung xóa, hỏi. Ta vốn là còn muốn cho ngươi một bản lợi hại hơn tu luyện công pháp, có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ. Trần Phi sờ cằm một cái, nói. Như vậy à, không cần, ta hiện ở tu luyện công pháp rất lợi hại. Bùi Huyền Tình giống như là có cái gì vui vẻ sự việc, nhoẻn miệng cười, nói. Trần Phi biểu tình cổ quái nhìn nàng một cái, rõ ràng cái này nha đầu là có chút hiểu lầm. Lấy là hắn có thể lấy ra công pháp sẽ không có hoa kia thần tông lợi hại,
sợ hắn lúng túng, mới nói như vậy. Ta ý nghĩa là, nếu là ta có thể lấy ra lợi hại hơn công pháp đâu. Trần Phi ngẩng đầu lên, đen nhánh trong ánh mắt hiện ra nụ cười. Cái gì? Bùi Uyển Tình thơm thân thể ngay tức thì run rẩy, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Hoa này thần tông truyền thừa, cho tới nay đều là của nàng bí mật lớn nhất, cũng là nàng đắc ý nhất và kiêu ngạo địa phương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi lại còn nói hắn có thể cầm ra so hoa thần tông truyền thừa, còn tốt hơn tu luyện công pháp, nàng làm sao có thể không kinh ngạc? Làm sao không tin? Trần Phi đưa tay nắm chặt, hư không trực tiếp là xuất hiện giấy và bút, ngón tay múa, chốc lát ở giữa, từng viên chấp động cổ xưa trói lọi cùng khí chất chữ viết chính là chậm rãi xuất hiện. Ở trên trang giấy đó lấp lánh rực rỡ. Ngươi xem, cái này hai môn công pháp và ngươi hoa kia thần tông truyền thừa công pháp so với, ai tốt hơn một chút. Trần Phi viết xong, đem tờ giấy kia đưa cho Bùi Uyển Tình. Người sau ngây ngẩn nhận lấy tờ giấy kia, nhìn một hồi. Vậy trong mắt đẹp trực tiếp là hiện ra vẻ kinh hãi. Cái này hai môn công phu, ngươi ở đâu tới? Bùi Uyển Tình mặt đẹp chấn động, ngơ ngác nói. Như thế nào? Trần Phi cười hỏi. Ta xem không hiểu, Bùi Uyển Tình trên gương mặt tươi cười mặt đầy rung động vẻ, rồi sau đó, lại gặp giọng nói hết sức kiên định nói. Nhưng cái này hai môn công phu, bất kỳ một môn nếu so với ta tu luyện hoa thần tông công pháp lợi hại hơn. Đúng vậy. Cho nên đây mới là phiền toái địa phương. Trần Phi tự lẩm bẩm, nói, lão bà kia có thể đem hoa này thần tông tu luyện công pháp truyền cho ngươi, tất nhiên là coi trọng ngươi thiên phú, còn muốn dành cho ngươi khảo nghiệm, cho nên mới để cho ngươi đang đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 sau đó, lại đi tìm nàng. Có thể ngươi nếu là buông tha nàng cho công pháp của ngươi, truyền tu ta cho ngươi, không tương đương với tự nguyện buông tha vậy truyền thừa sao? Hắn tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn hôm nay hoàn toàn có thể mình dành cho Bùi Uyển Tình từ nay về sau toàn bộ tài nguyên tu luyện, nhưng có một món đồ, hắn bây giờ, hay là cho không được. Đó chính là bối cảnh. Đó chính là dựa vào. Thế giới vô biên trong, thiên tài giống như vì sao dày đặc vậy, nhưng chân chính có thể lớn hơn tỷ lệ có cơ hội vượt hẳn mọi người, vẫn là những đại thế lực kia nhân trung long phượng sẽ cao hơn chút. Chính là không biết hoa này thần tông, là bên trong vực bực nào tầng thứ tông môn thế lực. Dù sao chỉ là từ nơi này màu bạc khăn tay lên tu luyện công pháp mà nói, hẳn sẽ không đơn giản mới đúng. Người trước đã gặp vị kia lão bà, người cảm thấy hắn và trận kinh không tiền bối so với, ai càng lợi hại hơn. Trần Phi trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi. Hẳn, hoặc giả là một tầng thứ tồn tại chứ? Bùi Uyển Tình không xác định nói, khi đó ta liền mới chỉ có luyện khí tầng 9 cảnh giới, phân biệt không quá đi ra. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Phi lại hỏi. Nếu không, ta hay là tu luyện lão bà kia cho ta hoa thần tông công pháp chứ? Bùi Uyển Tình trần chờ một chút, nói. Nàng ý tưởng thật ra thì cũng cùng Trần Phi đến một khối mà đi. Càng xuất thân ở tương tự với Bùi gia loại này người tu chân gia tộc, nàng liền càng rõ ràng bối cảnh tầm quan trọng. Hoa kia thần tông nếu như thật lợi hại, mà nàng lại có thể tiến vào trong đó mà nói, tương lai. Nói không chừng cũng có thể dành cho Trần Phi một ít trợ giúp đâu. Nàng mặc dù tính tình mềm mại, nhưng vậy vẫn không muốn làm một cái bình hoa. Đối với mình người đàn ông, nàng vẫn là muốn có một ít trợ giúp. Đã như vậy, vậy thì theo ý ngươi đi làm đi. Chẳng qua cùng chúng ta đi bên trong vực, tra rõ rồi chứ hoa kia thần tông lai lịch, nói sau. Trần Phi gật đầu một cái, cũng là cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn một chút. Ừ, Bùi Uyển Tình gật đầu một cái, rồi sau đó bọn họ liền cùng nhau rời đi nơi này. Mấy ngày sau đó, Trần Phi đang minh thần phủ nội tu luyện, Thiết Một lại đột nhiên từ vậy đình viện bên ngoài đi vào. Mọi người, người phương muốn tìm, người chúng ta đã tìm được. Hắn đem Trần Phi mong muốn tin tức tốt mang theo trở về. Phải không, ở địa phương nào, Trần Phi thoát khỏi trạng thái tu luyện, ánh mắt hơi có vẻ mừng rỡ nâng lên đôi mắt, hỏi. Ngay tại Tây Bắc 7.000 bên trong ngoài một tòa núi hoang bên trong. Nơi đó rất hiếm vết người, hơn nữa người này miệng còn biết theo trong núi mây mù tùy thời trôi giạt, cho nên người chúng ta xài chút thời gian mới đưa chỗ đó tìm được. Còn xin chủ nhân chớ trách. Thiết vừa giải thích nói. Tìm được là được. Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời xanh thẳm, không khỏi híp cười lên. Đều đã hơn 3 năm à, cũng không biết, hôm nay trái đất sẽ biến thành là dạng gì liền đâu.
thật đúng là làm người ta mong đợi a, không phải sao? Hi hi. Trái đất, Hoa Hạ, Kinh Đô. Thành tựu trên dưới 5.000 tuổi Tác Hạ dân tộc hiện giờ Vương Triều Quốc Chi Vương Đô, Kinh Đô đối với khắp cả Hoa Hạ điểm chính là, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Trên dưới đệ nhất thành, quyền bính quốc tế thành phố lớn. Đây tuyệt đối là Kinh Đô đối với Hoa Hạ hoàn mỹ viết theo. Mà ở nơi này Kinh Đô chính giữa, trừ vậy hiện giờ ngồi cao thần đàn cao cấp nhất chánh quyền đại lão, những thứ khác, ba gia tộc lớn, Trần, Tôn, Lưu, lại thêm một cái Hứa gia, liền tuyệt đối là vậy Hoa Hạ màu đỏ trong vòng cao cấp nhất, chí cao vô thượng tồn tại. Thậm chí coi như là vậy tại vị mấy vị cao cấp nhất chánh quyền đại lão, đối với có cái này bốn cái dòng họ gia tộc, cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Tổng thể hắn nguyên do, dĩ nhiên là bởi vì cái này tứ đại gia tộc chính giữa, ban đầu qua Nam Sơn, hành trưởng xuất trinh vậy cao cấp nhất một con khai quốc nguyên soái cụ già vật, cũng còn là còn sống. Mà đây cùng tồn tại, thì có ai dám không cho mặt mũi. Người đi trà lạnh những lời này, ở bọn họ trên mình, hoàn toàn dùng không thích hợp. Bất quá, Trần Phi đi cái này hơn 3 năm chính giữa, cái này tứ đại gia tộc, vậy vẫn là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trần gia, Trần lão gia tử sớm ở 3 năm trước thì đã không chống nổi, đi. Mà ở mất đi cái này định hải thần châm sau đó, Trần gia tuy vẫn là quyền khuynh thiên hạ, nhưng cùng thời kỳ cường thịnh so sánh, vậy vẫn là sức ảnh hưởng cùng với năng lượng đều xuống hàng quá nhiều quá nhiều. Nếu như nói 3 năm trước Trần gia, ở nơi này Kinh Đô còn đảm nhiệm gọi là cao cấp, có thể cái này 3 năm sau đó, Trần gia ở nơi này Kinh Đô trong vòng địa vị, chỉ sợ là liền nhất lưu liền cũng có chút miễn cưỡng. Không có biện pháp, không có bất hủ vương triều, càng không có một mực thịnh vượng gia tộc. Nhất là ở trái đất này, mọi người cũng chỉ có thể sống cái chừng trăm tuổi, người tâm phúc, kình thiên trụ đi, có thể có biện pháp gì. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Trần lão gia tử đi được quá đột nhiên, quá nhanh, cho tới Trần gia thứ đệ tam có hy vọng, có năng lực thay thế đi lên nhân vật cũng còn không có đạt tới một bước kia. Duy nhất một, hơi có thể xem, người chính là vậy Trần gia thứ đệ tam. Song hùng một trong Trần Chấn Quân, bây giờ là ở nào đó bộ chính bộ di vị trí. Có thể nói thật, chỉ một cái chính bộ di, như thế nào đam đương nổi Trần gia đã từng lớn như vậy cao địa vị, theo lớn như vậy cục diện rối rắm. Mà Trần gia những người khác đâu, dễ thấy nhất cũng chính là vậy Trần Chấn Quốc, có thể cho dù là nổi bật, nhưng hắn bây giờ vậy bất quá chỉ là cái phó bộ di. Trần gia hiện nay suy bại, chính bộ di cũng kéo không đứng lên. Phó bộ gì dĩ nhiên là càng không có ích gì rồi. Mà Trần gia những cái kia thứ thế hệ hai đã lui xuống cụ già, bọn họ muốn đem thứ đệ tam người kéo lên, nói thật, lấy mặt của bọn họ tử còn chưa đủ. Tường đổ mọi người đẩy, lời này không phải là không có đạo lý. Dẫu sao ở nơi này Kinh Đô, lại có mấy người hy vọng Trần gia đứng lên lại. Hiển nhiên, một cái cũng không có đi. Có lẽ, đây chính là người thường trong miệng không phải là không báo giờ hậu chưa tới. Có lẽ, hẳn là đi. Mà và Trần gia so với, Tôn, Lưu hai nhà tình huống liền tốt hơn rất nhiều. Bởi vì hai nhà này lão gia tử một cái so Trần lão gia tử nhiều chống giữ một năm, một cái lại là so Trần lão gia tử nhiều chống giữ hai năm. Có thể đừng xem cái này một năm hai năm thời gian. Đây tuyệt đối đủ Tôn, Lưu hai nhà lão gia tử, đem bọn họ hai nhà môn hạ thứ đệ tam lãnh thụ, đại biểu, kéo đến một cái rất cao vị trí. Tỷ như vậy Lưu gia, bọn họ bây giờ thứ đệ tam tại vị người, cao nhất nhưng mà đạt tới phó khu cấp. Mà vậy chính bộ gì, vậy vẫn là có hai cái, đây là khái niệm gì? Tương đối, Tôn gia mặc dù hơi kém hơn một chút, nhưng là, Tôn gia thứ đệ tam tại vị, chính bộ gì có hai cái, phó bộ gì có năm. Tóm lại và đã từng là bạn cũ so với, Trần gia đã bị hất ra quá xa. Không cách nào lại đặt chung một chỗ tương đối. Trừ cái này ra, càng đáng nói một cái, đó chính là Hứa gia. Bởi vì và cái này Trần, Tôn, Lưu ba nhà so với, Hứa gia hôm nay địa vị, giống nhau là cao hơn nữa ra một nước. Tại sao? Đó là bởi vì, ba năm sau ngày hôm nay, Hứa lão gia tử Hứa Đông Điền, hắn lại còn không có chết. Nếu như Trần Phi biết được liền tin tức này, sợ rằng được không nhịn được dọa cho giật mình đi. Bởi vì hơn ba năm trước, hắn cũng đã là Hứa lão gia tử xuống, cuối cùng chẩn đoán. Nhiều nhất nửa năm, hắn lúc đi, Hứa lão gia tử tối đa chỉ có thể đủ sống thêm nửa năm. Nhưng bây giờ cái này, vậy làm sao, lại có thể.
kinh đô một vòng bên trong, có một chỗ kêu núi Long Hổ. Mà đây núi Long Hổ từ dưới núi bắt đầu, liền là chân chánh 5 bước một chạm gác, 10 bước một chạm gác. Chạm gác bên trong, chỗ tối ở giữa, đại đạo trước, mỗi một người đều mặc trước quân phục, mang súng, ánh mắt lạnh lùng, không phân chia ngày đêm luân phiên đổi thủ tuần tra. Thậm chí nếu là có không có mắt người dám tới nơi này đi lang thang, bọn họ có lẽ đều có thể không hỏi nguyên do, trước đậu phộng giang phục vụ nói sau. Nói tóm lại, cái này núi Long Hổ chính là một cái cảnh khu. Bởi vì ở nơi này trên núi Long Hổ, có một tòa trong nước hành chánh cấp bậc cao nhất viện dưỡng bệnh núi Long Hổ viện dưỡng bệnh. Có thể có tư cách tiến vào người nơi này, vậy mà nói, chỉ có 3 loại. 1. Chính bộ di sau khi về hưu, thân thể khó chịu lão cán bộ. 2. Kinh đô Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia thành viên. Cùng với y thánh đường quốc thủ. 3. Lão cán bộ thân nhân. Trừ trở lên cái này 3 loại, người bất kỳ không cho phép đi lại. Tự tiện đến gần người, không hề hỏi nguyên do, ưu tiên bắn chết quyền lợi. Như vậy có thể gặp, chỗ này tại kinh đô địa vị là thật lợi hại. Nhưng chính là như vậy một cái theo lý mà nói hẳn người thật rất ít địa phương, trong đoạn thời gian này, nhưng lại thỉnh thoảng sẽ ra vào rất nhiều người. Đây đối với núi Long Hổ viện dưỡng bệnh loại địa phương này mà nói, thật không phù hợp lẽ thường. Mà đang ở hôm nay, lại là như vậy, từng chiếc một treo chính phủ. Quân đội dọa người bảng số xe Audi từ dưới núi chạy đi lên. Qua cửa chỗ những cái kia cảnh vệ chẳng qua là ngăn lại xe, hướng bên trong xe liếc mấy lần, liền thần sắc cảm thấy kính nể đứng lên. Thủ trưởng tốt, cảnh vệ thủ lãnh thần sắc lẫm nhiên chào theo kiểu nhà binh, rồi sau đó hướng sau lưng cảnh vệ tỏ ý, nói, là Hứa Uông Dương tư lệnh. Cho đi. Lấy được gật đầu đồng ý, núi Long Hổ cảnh vệ một đường bật đèn xanh. Từng chiếc một xe Audi chạy nhanh lên núi, tiến vào núi Long Hổ viện dưỡng bệnh. Hứa Uông Dương, Hứa lão gia tử đại nhi tử, cũng là Hứa gia bây giờ trừ Hứa lão gia tử bên ngoài nhất có thể phê bình lên trên người. 2 năm trước, hắn liền tấn thăng là nào đó tập đoàn quân quân dài, thụ huấn thiếu tướng. Trước đoạn thời gian, hắn lại dẫn chỗ tập đoàn quân hoàn thành một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Thăng chức thụ huấn, thành làm trung tướng, mà bây giờ Hứa Uông Dương bất quá là vừa mới 50 tuổi mà thôi. Người như vậy, hôm nay cũng đã là trung tướng. Trọng yếu nhất chính là Hứa lão gia tử còn chưa có chết, tương lai có thể đi tới một bước kia, có thể đi tới bao xa bao cao, khó có thể tưởng tượng. Bất quá một đoạn thời gian gần đây, Hứa gia lại có phiền toái, hơn nữa còn là nghiêm trọng cái loại đó. Hứa lão gia tử thân thể rốt cục thì không được, ở nơi này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh nằm rất lâu, là có hơn 1 tháng liền chứ. Tưởng tượng một chút, năm đó thế hệ trước, khai quốc người, bây giờ cũng chỉ là còn lại Hứa lão gia tử một người. Mà hắn nếu là xương cốt thân thể xảy ra vấn đề gì, cho dù là thiên đạo luân thường, luôn có như vậy một ngày. Có thể tung lên biết bao nguy nga tình cảnh, đây cũng là có thể tưởng tượng. Hứa lão gia tử nhập núi Long Hổ viện dưỡng bệnh tuần thứ nhất, thần đàn lên vậy số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Cũng đều đã tới. Bọn họ ước chừng ở nơi này viện dưỡng bệnh bên trong phân biệt thường Hứa lão gia tử 3 ngày. Hứa lão gia tử nhập núi Long Hổ viện dưỡng bệnh thứ 2 tuần, Lưu gia, Tôn gia, Trần gia thế hệ trước, thứ thế hệ 2 nhân vật cũng là tất cả đều tới. Ai cũng không dám coi thường chuyện này. Cho dù là mặt mũi công phu, bọn họ vậy phải hoàn thành. Như vậy, cho đến hôm nay, cái này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh mới hơi lạnh tanh xuống. Bất quá hiện đảm nhiệm nào đó tập đoàn quân quân giáng dấp Hứa Uông Dương, cùng với nào đó bộ phó bộ trưởng Hứa Bội Nghi, cùng với lão gia tử hiểu rõ nhất cháu trai Hứa Tế, bọn họ 3 người nếu không phải nặng sự kiện lớn, cho dù là mỗi ngày tất đến. Trừ cái này ra, Hứa lão gia tử thân vệ, y thánh đường đường chủ tuần luôn tuần lão, lại là trực tiếp ở nơi này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh ở. Thời khắc bảo vệ lão gia tử. Hơn nữa trên thực tế, và cái gọi là kinh đô Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ so với bọn họ y thánh đường trừ người thiếu, những thứ khác, vô luận là tầng thứ địa vị, hoặc giả là năng lực, y thuật, nếu so với cái trước cao hơn nửa xoay sở. Bực này dưới tình huống, tuần lão thành tựu y thánh đường đường chủ, lại là không có lý do rời đi. Xuống xe, một mặt mệt mỏi Hứa Uông Dương mệt mỏi lấy tay xoa xoa mặt, khiến cho mình thanh tỉnh một ít, nhấc chân thì phải hướng vậy viện dưỡng bệnh chỗ sâu nhất kim cương cao cấp gian phòng đi. Đại ca, đợi ta một chút. Sau một chiếc xe,
Hứa Bội Nghi từ phía trên kia xuống, trực tiếp là một bên kéo Hứa Uông Dương, một bên khẩn trương, quan tâm nói, đại ca, người cũng hai ngày hai đêm không ngủ, còn như vậy. Đi nghỉ ngơi một chút chứ. Hứa Uông Dương gần đây chỗ ở tập đoàn quân có một kiện chuyện rất trọng yếu, Hứa Uông Dương phải hôn lực hôn là, mà bây giờ, Hứa lão gia tử lại thân thể không tốt, tình huống không ổn, vì thế, Hứa Uông Dương đã là hai ngày hai đêm nhiều không ngủ. Hứa Uông Dương bực này tuổi tác, hơn 50 tuổi, Hứa Bội Nghi cũng sợ, đây nếu là lão gia tử chuyện không xong, đại ca hắn vừa mệt sụp đổ, nên làm thế nào cho phải. Nghỉ ngơi cái gì, không có sao, yên tâm đi, ta không thành vấn đề. Nhưng mà Hứa Uông Dương không chút do dự lắc đầu một cái, mặt mũi kiên nghị, thân thể thẳng tắp khẽ run, hướng viện dưỡng bệnh đi tới. Cổ ngữ mây, dưỡng lão đưa chung. Hứa Đông Điền mặc dù không phải là hắn ruột thịt phụ thân, nhưng lại dành cho hắn cả đời này, hôm nay hết thảy, cho nên vô luận như thế nào, bực này thời khắc, hắn không thể ngã xuống, cho dù là cứng rắn chống cũng phải chống được cuối cùng. Vô luận kết quả sau cùng là cái gì? Đại ca, ai, gặp Hứa Uông Dương như vậy, cố chấp, Hứa Bội Nghi kêu hai tiếng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái chỉ có thể là buông tha khuyên Hứa Uông Dương ngủ ý định. Nàng biết mình người đại ca này cố chấp đứng lên, đó chính là con bò, ai cũng kéo không trở lại. Hơn nữa bây giờ nàng thật ra thì vậy lo lắng, cũng không biết làm sao. Người chung có vừa chết. Ba hắn, lần này là thật không chống nổi sao. Hứa Bội Nghi rất lâu không khóc, nhưng bây giờ, nàng nhưng ánh mắt có chút xa đứng lên. Hoảng hốt ở giữa, trong óc nàng đột nhiên nhảy vọt ra 3 năm trước, vậy một cái đối với bọn họ Hứa gia có đại ân. Rất trọng yếu người tuổi trẻ bóng người. Nếu là Trần tiên sinh ở là tốt, chẳng qua là, ai? Một tiếng thở dài, Hứa Bội Nghi rõ ràng Trần Phi đều đã biến mất hơn 3 năm, làm sao có thể giống như Chúa cứu thế vậy, còn biết xuất hiện lại đâu. Đây là số mệnh vận chứ. Bất quá ba hắn đã hơn 110, sống lâu như vậy, cũng coi là thật đủ rồi. Hứa Bội Nghi lắc đầu một cái, như vậy an ủi mình, cũng là tiến vào viện dưỡng bệnh chính giữa. Viện dưỡng bệnh chính giữa, một tòa cao cấp nhất trông chừng phòng chính giữa. Trên giường bệnh, Hứa lão gia tử tóc xám trắng, cốt gầy như que củi, hơi híp mở mắt ra, khóe miệng thỉnh thoảng có chút đang co quắp. Không biết là bởi vì đau đớn, vẫn là theo bản năng cơ năng thân thể mất khống chế. Nhưng dù vậy, thành tựu đã từng rung chuyển trời đất, khai quốc lập triều chân chính thế hệ trước nhân vật lớn. Hứa lão gia tử Hứa Đông Điền. Cho dù là giống như bây giờ thê thảm nằm ở trên giường bệnh, trong cặp mắt kia trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế, vậy vẫn có thể để cho người lẫm nhiên, để cho người kính sợ, để cho lòng người run. Tục thoại trong, cặp mắt là người sâu trong nội tâm cửa sổ. Chân chính nhân vật lớn, chân chính anh hùng, cho dù là chỉ còn lại cái này một cánh cửa sổ, cũng là làm người ta tôn kính. Không người dám can đảm khinh thường. Mà ở bên trong phòng này, Tuần lão cả người chế thanh thời kỳ cổ trang, cõng tiểu cái hòm thuốc, đứng ở nơi đó, đang nhìn mình lão thủ trưởng, đồng thời cũng coi là mình lão huynh đệ hôm nay trạng huống như vậy, trong lòng dùng mọi cách mùi vị, im lặng không nói. Mà trừ hắn ra, trung ương cảnh vệ cục người khai sáng, hôm nay cái này kinh đô thạc quả còn sót cảnh vệ thủy tổ, hoàng lão, hắn bây giờ cũng là ở bên trong phòng này. Hắn ở nơi này thường Hứa lão gia tử đã hơn 10 ngày. Két, cửa phòng bị người đẩy ra, cặp mắt hiện đầy tia máu. Nhưng cưỡng bách mình xem thanh tỉnh Hứa Uông Dương đi vào. Thấy được Hứa Uông Dương bộ dáng như vậy, Tuần lão chân mày hơi ngẩn ra, nói, Uông Dương, hai ngày không ngủ. Đi nghỉ ngơi đi. Tuần thúc ta không mệt, không có chuyện gì. Hứa Uông Dương lắc đầu một cái, hướng trên giường bệnh Hứa lão gia tử hỏi, ba, cảm giác khá hơn chút nào không? Hụ hụ hụ, hụ hụ hụ. Lão Tuần nói ngươi hai ngày không ngủ. Là thật, hụ hụ hụ. Được rồi, đi ngủ đi. Hứa lão gia tử một bên yếu ớt ho khan, một bên ánh mắt phức tạp nói. Ba, ta không mệt, ta muốn ở nơi này bồi bồi ngươi. Hứa Uông Dương kiên định nói. Ba, Tuần thúc, Hoàng thúc, nhưng vào lúc này, Hứa Bội Nghi cũng là đi vào. Hắn nghe được Hứa Uông Dương mà nói, bất đắc dĩ nói, ta khuyên đại ca hắn, nhưng mà hắn không đáp ứng. Được rồi, chớ nói. Hụ hụ hụ. Hứa Uông Dương nhướng mày một cái, đem lời của em gái cắt đứt. Đột nhiên cổ họng một ngứa, lại là ho khan. Thấy tình cảnh này, bên trong căn phòng tất cả mọi người là nhíu mày một cái.
Hứa lão gia tử ánh mắt sắc bén, yếu ớt nói, được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ta cái này không có gì đẹp mắt. Vì mình con trai thân thể, hứa lão gia tử bắt đầu đuổi người. Hạ lệnh trục khách. Nhưng mà ba, hứa Uông Dương phức tạp nói. Không nhưng gì cả, hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Hứa lão gia tử dùng một chút lực, cả người trực tiếp là khó chịu ho khan, diễn cảm đỏ bừng. Tuần lão hơi biến sắc mặt, thân hình chớp mắt xuất hiện ở hứa lão gia tử bên người, từ nhỏ cái hòm thuốc chính giữa trực tiếp là cầm ra kim, hành châm đứng lên. Tất cả đi ra ngoài, một khắc sau, liền gặp hắn lạnh lùng nói. Tuần thúc, ta. Hứa Uông Dương mặt liền biến sắc, hiện ra tự trách vẻ. Nếu không phải hắn, ba hắn bây giờ hẳn sẽ không ho khan mới đúng. Tốt lắm Uông Dương, và ta cùng đi ra ngoài đi. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng không thể kháng cự đem hứa Uông Dương lộ ra gian phòng. Hoàng lão đi theo cũng là đi ra, ánh mắt lại là đau lòng, lại là quấn quýt nhìn hứa Uông Dương, yên lặng nửa khắc mới lên tiếng nói. Sanh lão bệnh tử, đây là đại tự nhiên quy luật. Uông Dương, ba người hắn sống hơn 110, là chống đỡ được lâu nhất người kia, cho nên ta cảm thấy, có một số việc, người không cần phải quá câu chấp. Ta, nghe vậy, hứa Uông Dương giống như là quả cầu da xì hơi, diễn cảm ngay tức thì co rúm, lộ ra mệt mỏi, thống khổ nói, Hoàng thúc, ta biết, nhưng mà, ta chính là bỏ không được. Nếu là không ba ta, sẽ không có ngày nay ta. Bội nghi không cũng giống như vậy sao? Hoàng lão hỏi ngược một câu, trong mắt hiện ra nhàn nhạt thương cảm, nhưng giấu rất kỹ, lắc đầu cười nói khó nghe, lão gia tử cái này đem số tuổi, phỏng đoán cũng là không sao. Hơn nữa hắn nếu không phải bỏ không được các người, có lẽ, ban đầu cũng không biết hoa lớn như vậy giá phải trả từ những người đó trong tay đổi lấy điều này có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật. Nói đến đây, hoàng lão trong mắt hiện ra nhàn nhạt ngưng trọng cùng vẻ kiêng kỵ. Những người đó... là ở Trần Phi sau khi rời đi một năm, đột nhiên thần bí không biết từ đâu ra, nhưng lại rất lợi hại rất lợi hại rất lợi hại. Kinh thành bốn bộ, có thể nói hoàn toàn không là đối phương địch thủ. Nếu không phải bởi vì bọn họ còn có quân đội, vũ khí, hỏa tiễn cùng công nghệ cao trấn nhiếp, lại thêm chi đối phương tựa hồ đối với bọn họ cầu lên cái này cằn cỗi linh khí hoàn cảnh không phải quá cảm thấy hứng thú, sợ rằng vấn đề liền lớn. Lấy hắn thân phận. Tự nhiên có thể tiếp xúc tới vậy chờ phương diện, hiểu được vậy tầng thứ tin tức. Những người đó, không hề là trên trái đất, mà tựa hồ là đến từ một cái gọi là, cự linh bí cảnh, địa phương. Sau đó, những người đó cùng cao tầng đạt thành một ít ước định. Cũng là vào lúc đó hậu, hứa lão gia tử từ đối phương nào đó người trong lấy được vậy có thể đủ kéo dài tuổi thọ bảo vật, sống lâu như thế 2 năm. Nếu không, có lẽ sẽ đúng như vậy Trần Tiểu Tử theo như lời. Hơn 2 năm liền sẽ trực tiếp là không chịu nổi chứ. Nghĩ đến đây, hoàng lão trong lòng cũng là không nhịn được có chút nhớ lại. 3 năm trước Trần Phi, không chỉ là thực lực khủng bố, còn có vậy y thuật, coi như là tuần luôn cũng cam bái hạ gió. Nếu như bây giờ thằng nhóc kia có thể ở đây, nói không chừng, có lẽ. Nhưng mà thằng nhóc kia đã đi chỗ đó hơn 3 năm. Nhắc tới, chỗ đó theo cái gì đó cự linh bí cảnh, hẳn không phải là một chỗ chứ. Hoàng lão rơi vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, hứa Bội Nghi còn có tuần luôn tuần lão đi ra. Hứa Uông Dương nhất thời thần sắc khẩn trương, nói tuần thúc, ba ta hắn thế nào? Không có sao chứ. Tuần luôn nghe vậy lắc đầu một cái, tránh không đáp, nói ta để cho hắn ngủ trước. Nghỉ ngơi một chút. Lại ngủ, hoàng lão nhướng mày một cái, nói, lão tuần, đây đều là người trong nhà, ngươi liền theo chúng ta thấu câu nói thật. Lão gia tử, còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Vừa nghe đến cái này, hứa Uông Dương cùng với hứa Bội Nghi thần sắc đều là khẩn trương. Ai, tuần lão yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ thương cảm, chậm rãi nói, 10 ngày. Có lẽ nửa tháng đi, dù sao hẳn chống đỡ không được bao lâu. Nói xong, hắn rơi vào trầm mặc. 10 ngày nửa tháng, hứa Uông Dương sắc mặt hơi chậm lại. Ánh mắt ngưng tụ, thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là quả đấm nắm chặt đứng lên. Không nói ra lời. 10 ngày nửa tháng, hoàng lão nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc, tâm tình có chút trầm trọng, không có nói về. Nếu là Trần tiên sinh ở là tốt, có lẽ, hắn có thể có biện pháp gì, vậy nói không chừng đây. Hứa Bội Nghi dù sao cũng là người phụ nữ, mềm lòng, không tiếp thụ nổi, ánh mắt lại lần nữa có chút xa đứng lên,
đỏ đỏ, lẩm bẩm nói. Trần tiên sinh, vậy ba người vừa nghe đến cái này ngủ say ở trong đầu rất lâu, đã là hơn 3 năm gọi, đều là không nhịn được đồng loạt ánh mắt run rẩy, tràn ra nhàn nhạt ánh sáng. Nhưng rồi sau đó, bọn họ ba người vậy vẫn là ai cũng không có tiếp theo đề tài. Rõ ràng, ở bọn họ xem ra, cho dù là Trần Phi bây giờ ở đây, nhưng đối với Hứa lão gia tử trạng huống này, chắc cũng là không có biện pháp chứ. Dẫu sao, Trần Phi cũng chỉ là người, không phải thần tiên à. Tỉnh Cát Lâm thành phố Thiên Trì sân bay. Một chiếc Toyota Carlo kéo đích đích kêu xe chậm rãi lái vào Thiên Trì sân bay bãi đậu xe. Xuyên qua kính chiếu hậu, trên gương mặt kia có chút nhỏ mặt dỗ chừng 30 tuổi tài xế ánh mắt tham lam lại nhìn một cái phía sau ngồi. Ở nơi đó, một vị da trắng như tuyết, minh diễm động lòng người tuyệt thế đại mỹ nữ chính là ngồi ở chỗ đó. Tự nhiên sóng vai trong mái tóc dài, trước ngực không biết nên như thế nào hình dung nóng như lửa phập phồng, còn có vậy màu xanh da trời quần sót xin hạ, hoàn toàn gọi là nhân gian cực phẩm hai chân. Vậy tiểu mặt dỗ mặt thề, mình đời này tuyệt đối chưa từng gặp qua như thế cực phẩm nàng mà. Đây tuyệt đối muốn so với cái gì đó người mẫu, minh tinh, nữ chủ trì người đều phải tỉnh quá nhiều. Nhất định chính là nhân gian tuyệt sắc. Có thể làm vậy tiểu mặt dỗ mặt tài xế ánh mắt trong lơ đãng rơi xuống vậy tuyệt đời đại mỹ nữ bên người, vậy một mặt cười trúng chím nam trên mặt người, mắt đối mắt, người sau sắc mặt trực tiếp là run lên một cái. Trước lên xe trước, có một nhóm người dựa vào nhiều người, xem cô nàng này thật sự là thái cực phẩm, không nhịn được trêu đùa, kết quả là có thê thảm giường nào, hắn nhưng mà toàn bộ hành trình từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhìn là rõ ràng à. Nghĩ đến đây, vậy tiểu mặt dỗ mặt tài xế ngượng ngùng thu hồi dò ngó ánh mắt, lúng túng cười nói, hai vị, Thiên Trì sân bay đến. Đến, Trần Phi khóe miệng nâng lên một nụ cười, thân nắm tay bên cạnh Bùi Huyền Tình, cười đi xuống xe. Sư phụ đa tạ. Trần Phi, Bùi Huyền Tình vừa xuống xe, nhất thời trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm. Qua, các người mau xem, cô đó, trời ạ, tốt, thật là đẹp à. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Thật à, trời ạ, cô gái này so cái gì đó minh tinh, người mẫu tịnh CMN quá nhiều. Cái gì, các người mau xem vậy ngực, chân kia, hơn nữa da lại có thể trắng như vậy. Đây quả thực là nhân gian cực phẩm à. Hừ, đắc ý cái gì, xem nàng vậy lỗ mũi, ngực, ánh mắt, miệng, như thế giả, nhất định là chỉnh quá dung. Ta phải nói à, cái này lẳng lơ toàn thân đều là giả, hừ, khẳng định tuyệt đối là. Từng đạo nóng như lửa, ánh mắt ghen tị rơi xuống Bùi Huyền Tình trên mình. Trận kia chiến đấu, vậy cổ tử ghen tị sức lực, chỉ sợ là so thiên thần Victoria's Secret tới cũng còn muốn càng nhiệt liệt, sâu hơn một nước. Không có biện pháp, Bùi Huyền Tình nhưng mà thành U Lang người đẹp nhất, thật nếu là có một cân nhắc cấp bậc, ít nhất là so Mộ Dung San cũng còn muốn cao hơn nửa xoay sở. Dẫu sao có câu nói tốt, trắng nhợt che 10 xấu xí. Bởi vì Hoa Thần Tông công pháp tu luyện duyên cớ, Bùi Huyền Tình bây giờ da còn rất trắng, đây cũng là thêm gấm thêm hoa liền chứ. Phu quân, bọn họ ánh mắt thật đáng ghét à. Cảm nhận được những cái kia nóng như lửa, ánh mắt ghen tị, Bùi Huyền Tình cau mày, ngửi lỗ mũi nói. Lại quên, Trần Phi đưa tay ở nàng tiếu trên mũi bóp nặn, cười nói, ở nơi này kêu ta phu quân có chút kỳ quái. Trực tiếp kêu tên ta đi, hoặc là lão công cũng được. Lão công, Bùi Huyền Tình có chút không ưỡn hẹo kêu một chút, giọng rất kiên định. Những ngày qua, Trần Phi cho nàng giới thiệu trên trái đất thông thường, thì có nói đến, lão công, trước hai chữ hàm nghĩa. Lúc ấy, nàng nhớ rất rõ ràng, bây giờ cũng vậy. Ngoan, đi thôi, những người đó, đừng để ý tới bọn họ là tốt. Trần Phi lộ ra nụ cười, mang Bùi Huyền Tình hướng sân bay khoang hãng nhất chuyên dụng kiểm nghiệm lối đi tới. Hắn thân phân chứng. Vẫn luôn trên người, còn như Bùi Huyền Tình, đây đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không chuyện, không phải sao. Hoa lao, Kim thiếu ngươi mau xem, cô đó, tấm lưng kia, còn bà nó tốt cực phẩm nàng mà. Hơn nữa bọn họ hình như là và chúng ta một phi cơ buồng vị. Khoang hãng nhất chuyên dụng kiểm nghiệm trong lối đi, Trần Phi hai người phía sau, một cái nhìn như hết sức thô bỉ mập mạp, cả người hip hop phục, mang giang tư đan bữa, đầu hình khoa trương lôi nhân. Nhìn Bùi Huyền Tình hình bóng, đáy quần vậy trực tiếp là lồi lên. Ở hắn bên người,
là một nhìn như hơi coi như là thân chó mặt người đầu trải ngược đầu hình vóc dáng lùn. Một mặt bóng loáng, hốc mắt hiện lên hắc, cả người danh bài, trên cổ tay còn mang cái kim quang lòe lòe Rolex đồng hồ vàng. Vậy mang kim lập lòe Rolex đầu trải ngược vóc dáng lùn mang trên mặt kiêu căng thần sắc, giống như là rất cao ngạo dáng vẻ, ánh mắt đều là cái loại đó tà tà xem người phương thức. Một bộ mình rất trâu dáng vẻ. Mà hắn nghe được bên người mình theo đuôi mà nói, cũng là ánh mắt liếc hướng vậy thô bỉ mập mạp phương hướng chỉ nhìn một cái, sát theo nhất thời, hắn cặp kia hiệp dài, thật nhỏ xấu xí mắt ti hí trực tiếp là lửa nóng. Dâm giang vô cùng. Con bà nó, nàng kia chân này, cái mông này, còn có vậy eo, trời ạ CMN thằng nhóc kia diễm phúc không cạn à. Đi theo Trần Phi hai thân người sau hơn 10 gạo xa, vậy mang lập lòe Rolex vóc dáng lùn kim thiếu kim lợi hại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Huyền Tình vậy quần jean tà áo hạ căng thẳng đầy đặn mông đẹp, cùng với vậy trắng noãn như ngọc, thon dài vô cùng đùi đẹp, cặp mắt lập tức sáng lên. Khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái, cắn răng, một mặt ghen tị trò hề mắng nhỏ một tiếng, nói. Thậm chí bởi vì ghen tị, hắn cặp kia hẹp dài mắt ti hí, còn có miễn cưỡng coi như là xem được đi qua mỏ nhọn tai khỉ mặt, bây giờ đều là cho người xem giác có chút vặn vẹo. CMN hắn kim lợi hải như vậy như bức thân phận, ra ra là phó thị trưởng, ba mụ đều là một nhà hơn 100 triệu công ty ông chủ sau màn, có thể nói hắn kim lợi hải là ngậm chìa khóa vàng xuất thân, muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, cũng là thấy quen người đẹp. Thấy quen các loại hàng cực phẩm sắc. Nhưng bây giờ, bực này có thể nói, nhân gian cực phẩm, siêu cấp hàng cực phẩm sắc, lại để cho hắn cảm giác mình từ trước gặp qua những cái kia cái gọi là hàng cực phẩm sắc, có phải hay không đều là mắt mù. CMN cái này mới kêu người đẹp à, thật là quá cực phẩm. Có thể chính là như vậy một người vô cùng phẩm nàng mà, nhưng lại có thể đi theo một cái cả người đều là quần áo hàng vỉa hè chân đất sau lưng. Trần Phi sau khi về đến địa cầu, mình theo Bùi Huyền Tình trên người quần áo đều là tùy tiện mua, cho nên vào lúc này cái này kim lợi hải trong mắt, không đáng tiền. Mà Trần Phi mặc trên người trước cái này cả người rác dưới giá rẻ hàng vỉa hè hàng. Nhưng lại có thể mang theo cái như vậy cực phẩm nàng mà, cái này làm cho gần đây từ dự là, tình trường thánh thủ, người phụ nữ trong mắt Trương Quốc Vinh kim lợi hải, làm sao không ghen tị muốn chết. Nếu là đến trước kia, chỉ cần những phụ nữ kia cũng hiểu được hắn thân phận, cơ hồ tuyệt đại đa số thời điểm cũng chỉ cần hắn kim lợi hải ngoắc ngoắc đầu ngón tay, những phụ nữ kia thì biết ngoan ngoãn nhớ nhung trong lòng. Nghĩ đến đây, kim lợi hải ánh mắt ghen tị, khinh miệt, khinh thường. Diễu cợt nhìn một cái Trần Phi, lắc đầu hình, làm ra một bộ tiêu sái tư thế, sải bước về phía trước. À, thân ái người đẹp, người thật là quá đẹp. Tha thứ ta từng ở đẹp lợi kiên New York sinh hoạt qua mấy năm, cho nên từ trước đến giờ đều là trực tiếp như vậy. Thân ái người đẹp, không biết có thể nói cho ta phương thức liên lạc với ngươi. Vậy kim lợi hải cản lại Trần Phi, Bùi Huyền Tình, vậy trực tiếp là đem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không thấy. Hắn dơ dơ lên đầu, tận lực cho thấy mình một thân danh bài, vậy giá trị hơn 100.000 Rolex. Tự nhận là tiêu vẩy, tràn đầy khí độ mở miệng nói. Ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Bùi Huyền Tình. Trần Phi hơi ngẩn ra. Bùi Huyền Tình cũng là hơi ngẩn ra. Rồi sau đó nam y mâu chính giữa, hơi hiện ra vẻ lạnh lùng. Trên thực tế, lấy nàng giá trị nhan sắc cao độ, đã từng, ở thành U Lang thời điểm, thường gặp loại này tương tự quấy dày. Nhưng lúc đó hậu xử lý của nàng phương thức là cái gì chứ? Giết, những cái kia đã từng dám can đảm trêu đùa hắn Bùi Huyền Tình người, 10 có 8 9 cũng đã là, không có ở liền. Bất quá bây giờ đi tới trái đất, Trần Phi tận lực dặn dò qua nàng, không thể tùy tiện bại lộ mình thực lực, càng không thể tùy tiện tiện giết người. Cho nên, nghĩ đến đây, Bùi Huyền Tình không để ý vậy kim lợi hải, trực tiếp là đem hắn không thấy. Lão công chúng ta đi thôi. Bùi Huyền Tình ôm Trần Phi cánh tay, nói. Lão công, vậy kim lợi hải vừa nghe nói như vậy, ánh mắt kia trực tiếp là ghen tị vạn phần xanh biếc. Cắn răng nghiến lợi. Hắn, CMN, như thế cực phẩm nàng mà thì đã lập gia đình. Hơn nữa còn là gả cho loại này quá nghèo, thứ quỷ nghèo này. Nhưng cho dù là trong lòng tràn đầy như vậy vô cùng tận siêu cấp ghen tị, kim lợi hải lại còn là ngoài mặt bình tĩnh trước, không chút nào hốt hoảng hoặc là cho sắc mặt xem. Chỉ gặp hắn ánh mắt ngạo mạn, châm chọc, khinh thường, khinh miệt nhìn Trần Phi một cái, ánh mắt kia hoàn toàn là ở xem và mình không phải là một tầng thứ lên quá nghèo, chê phất phất tay, nhàn nhạt nói, người anh em,
Diễm Phúc không cản sao? Được rồi, nói con số đi, bao nhiêu tiền lão bà ngươi số điện thoại có thể cho ta một cái? Trần Phi cười, như vậy một màn quen thuộc thật là quen thuộc mà vừa xa lạ à? Chỉ gặp hắn nhìn đối phương vậy ngạo mạn vô cùng mỏ nhọn tai khỉ mặt cười mỉa, nhàn nhạt nói, thật xin lỗi, lão bà ta phương thức liên lạc chỉ cho bằng hữu. Vừa nói, Trần Phi ôm Bùi Uyển Tình eo tay hơi hạ di chuyển, ở đó làm người ta huyết mạch phún trương hương đồn vỗ lên một cái, đón Kim Lợi Hải ngay tức thì ghen tị đến xám ngắt ánh mắt, cười hướng Bùi Uyển Tình nói, lão bà chúng ta đi thôi. Ừ, Bùi Uyển Tình cười ngọt ngào một tiếng, tựa hồ có chút rõ ràng liền Trần Phi ý tưởng. Hai người cười xoay người chuẩn bị đi. Nói thật, lấy bọn họ hai người thực lực, Kim Lợi Hải bực này người bình thường ở bọn họ trước mặt chỉ sợ là so con kiến cũng còn muốn yếu ớt. Tưởng tượng một chút, lão hổ sẽ cùng miệng ba hoa con kiến tức giận sao? Nhiều nhất cũng chính là cười một tiếng mà qua, xem một chuyện thiếu lâm đi. Đứng lại, vậy Kim Lợi Hải nổi giận, cản lại Trần Phi hai người. Một bên vặn vẹo cực độ. Oán độc vạn phần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi vậy chỉ vẫn còn ở Bùi Uyển Tình hai vú tác quái tay, một bên ánh mắt gắt gao chừng mắt một cái Trần Phi, mang ý cảnh cáo, nói, huynh đệ. Tốt lắm, ta vậy không nói nhảm với ngươi, 100.000. 100.000, 100.000 chờ lát nữa xuống máy bay, lão bà ngươi và ta đi, ngươi yên tâm, liền một đêm. 100.000 một đêm, coi như là kim, cũng đủ rồi chứ. Trần Phi dừng bước lại. Ánh mắt hơi đổi được lạnh mấy phần, nhìn người nọ, thản nhiên nói, huynh đệ. Vẫn là được rồi, người rõ ràng cái gì gọi là huynh đệ sao? Còn nữa, xin khuyên ngươi một câu, miệng thu liếm chút, đừng như vậy tiện, nếu không. Ha ha, nghe đã nói gì gọi là họa từ ở miệng mà ra không? Con bà nó, người đang uy hiếp ta, có phải là thật hay không lấy là người cái này quá nghèo là thứ gì? Được rồi, 200.000, 200.000 hẳn đủ. Kim Lợi Hải ngay tức thì nổi giận, hắn như vậy thân phận, ra ra là phó thị trưởng, từ trước đến giờ chỉ có hắn để cho người im miệng, uy hiếp người khác phần, giống như ngày hôm nay như vậy bị người uy hiếp, giễu cợt vẫn là đầu một lần, dĩ nhiên là không nhịn được thốt nhiên giận dữ. 200.000 CMN cái đại đầu quỷ, thứ gì, nhắm lại ngươi miệng chim đi. Bất quá Kim Lợi Hải lời còn chưa nói hết, một cái tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo khách quý khoang hạng nhất bên trong lối đi phòng vệ sinh đi ra một vị chàng trai. Vừa đi ra khỏi tới, liền gặp hắn chỉ Kim Lợi Hải lỗ mũi mắng. CMN, thứ gì, 100.000, 200.000, loại người này nhất định chính là thứ bại hoại, nhất định chính là người cặn bã. Liên quan gì ngươi, ngươi thứ gì, dám đến quản ta Kim Lợi Hải việc vớ vẩn. Vậy Kim Lợi Hải lại bị người chỉ lỗ mũi mắng, cảm giác mặt mũi không nén giận được. Giận dữ nói. Thảo CMN, thứ gì, dám mắng chúng ta Kim Thiếu. Chúng ta giết chết ngươi. Nhanh lên nói xin lỗi. Vậy thô bỉ mập mạp vừa gặp sự việc không đúng, cũng là lập tức vào tới, trung thành cảnh cảnh, hoàn toàn dùng hết thân là một cái, hợp cách tay sai, như vậy thân phận nghĩa vụ. Một đống thịt tựa như được thân hình khổng lồ ngăn ở thằng nhóc này trước mặt, mặt đầy phách lối, dùng tay chỉ thằng nhóc này trước ngực, lớn tiếng nói. Còn có người giúp, Kim Thiếu, ta hừ. Thằng nhóc này bị cái này thô bỉ mập mạp cả người lui, không nhịn được giễu cợt nói, xem ra các người lấy là thân phận mình rất trâu à. Phải, muốn không nói ra nghe một chút, muốn thật như vậy nghiêu bức, ta Lý Nguyên lập tức hướng các người nói xin lỗi, nếu là không có, ha ha. Nguyên lai cái này tràn đầy tinh thần trọng nghĩa chàng trai gọi là Lý Nguyên. Mà nàng nói, cũng vậy. Có thể lựa chọn ngồi cái máy bay này hạng nhất khách quý buồng vị người, lại có ai là không có mấy phần tận lực đâu. Còn bà nó, muốn cùng chúng ta Kim Thiếu so bối cảnh đúng không? Vậy thô bỉ mập mạp vừa nghe gặp Lý Nguyên như vậy, không biết tự lượng sức mình, nói, ngay tức thì nổi giận, mặt đầy giễu cợt. Ánh mắt lại là hướng Kim Lợi Hải hỏi thăm qua đi Kim Thiếu. Nói, hắn Kim Lợi Hải một hồi ngạo nghễ, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và oán độc ý. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, còn có vậy tránh nghĩa cảm bạo bằng Lý Nguyên. Hắn thật đúng là cũng không tin, hắn Kim Lợi Hải thân phận gì tầng thứ gì, hôm nay chàng diện này, chẳng lẽ còn sẽ không trấn áp được. Tốt lắm, Kim Thiếu ta cái này thì cho bọn họ những thứ này tên nhà quê quá nghèo, thật tốt giới thiệu một chút ngươi tôn quý thân phận. Vậy thô bỉ mập mạp một mặt chân chó tựa như được tiêu chuẩn nụ cười, tràn đầy lấy lòng.
rồi sau đó liền gặp ánh mắt hắn khinh miệt nhìn về Trần Phi, Lý Nguyên các người, ngón tay chỉ hướng Kim Lợi Hải, một mặt ngạo nghễ, thật giống như mình thân phận cũng là như vậy như bức vậy nói. Mấy người các ngươi tên nhà quê quá nghèo nghe cho kỹ. Chúng ta Kim Thiếu, họ Kim, các người hẳn biết thành phố Bắc Sơn có một vị ngươi họ Kim phó thị trưởng chứ. Vậy thô bỉ mập mạp một mặt nghiêu bức, một mặt ngạo nghễ, tựa hồ đã là nhận định Trần Phi các người bây giờ khẳng định đã là bị sợ choáng váng. Cuối cùng vậy thô bỉ mập mạp rốt cuộc chỉ đến Kim Lợi Hải trên mình, nghiêu bức hò hét nói, chúng ta Kim Thiếu, chính là vị kia cháu trai. Còn nữa, thành phố Bắc Sơn tập đoàn Kim Nghiệp biết chưa? Đó cũng là chúng ta Kim Thiếu nhà sản nghiệp, hiểu không? Cái gì, Kim, Kim Phó Thị trưởng, ngươi là Kim Phó Thị trưởng cháu trai, tập đoàn Kim Nghiệp, vậy Lý Nguyên ban đầu mặc dù vậy rõ ràng cái này Kim Lợi Hải có thể như vậy phách lối, nhất định là bối cảnh bất phàm, nhưng hôm nay nghe vậy thô bỉ mập mạp như thế thuộc như lòng bàn tay như thế vừa báo, cũng là bị sợ hết hồn. Ngây ngẩn, thành phố Bắc Sơn Kim Phó Thị trưởng, nguyên danh Kim Bình Hạo, đây chính là nhậm chức thường vụ Phó Thị trưởng một chức. Là chánh phủ thành phố thần đàn chính giữa trước năm trước nhân vật số 3. Mà bây giờ, Bắc Sơn đi qua mấy năm này phát triển, vậy sớm đã là ngồi ngay ngắn tỉnh Chiết Giang thành phố lớn thứ 2 danh tiếng. Như vậy một cái một tỉnh chính giữa thành phố lớn thứ 2 phó thị trưởng, vị trí tại tầng thứ, có năng lượng, tuyệt đối là vô cùng kinh người. Toàn bộ tỉnh Chiết Giang trong vòng sợ rằng đều là xếp được cho hàng đầu. Còn có vậy tập đoàn Kim Nghiệp. Cũng là Bắc Sơn thậm chí còn toàn bộ tỉnh Chiết Giang mấy năm gần đây mưa gió xí nghiệp. Từ leo lên tỉnh Chiết Giang thứ nhất đầu dòng tập đoàn Thương Hải bắp đùi, cái này tập đoàn Kim Nghiệp, gần đây cũng là càng dễ chịu. Trọng yếu hơn chính là, hắn Lý Nguyên trong nhà cũng là làm ăn, mở ra một nhà máy bia. Mà nhà bọn họ làm ăn vừa vặn cần dựa vào tập đoàn Kim Nghiệp hơi thở. Nghĩ đến đây, cho dù Lý Nguyên là một chánh nghĩa cảm người rất tốt, vừa nghĩ tới đối phương thân phận. Cùng với nhà bọn họ làm ăn, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là kinh sợ. Ánh mắt né tránh, không dám nói nữa. Bây giờ không ngạo mạn, gặp vậy Lý Nguyên kinh sợ, Kim Lợi Hải lại là nghiêu bước đứng lên, một mặt phách lối, một mặt được thời đắc ý. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt, hắn ánh mắt là tràn đầy ngạo nghễ, khinh miệt, khinh thường. Ta bây giờ ta có thể biết lão bà ngươi phương thức liên lạc. Vậy Kim Lợi Hải nhón chân lên. Tựa hồ cố gắng muốn tạo nên một loại, trên cao nhìn xuống, khí thế. Nhìn Trần Phi, cười lạnh nói. Bây giờ, có vậy tràn đầy tinh thần trọng nghĩa Lý Nguyên kinh sợ ở phía trước, hắn tự nhiên cũng là lòng tự tin nổ tung đứng lên. Hắn trâu bò như vậy thân phận, đối phương dám không cho mặt mũi. Có lẽ, sẽ không để lấy lòng hắn sao. Loại người này, loại đàn bà này, nói thật hắn Kim Lợi Hải trước kia gặp nhiều. Đầu năm nay cái gì phụ nữ xinh đẹp không tinh linh, không hiểu thân phận, tầng thứ, quyền lợi, tài phú tầm quan trọng. Cho nên rất lâu, hắn Kim Lợi Hải coi trọng người phụ nữ, cho dù là trước cao ngạo giống như là băng xương nữ thần như nhau, ở biết hắn thân phận sau đó, còn không phải là ngoan ngoãn chủ động nhớ nhung trong lòng. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi cố làm ra vẻ tự nhiên cười trúng chím nhìn Bùi Huyền Tình. Kỳ vọng có thể thấy được đối phương biết được đến hắn như bức thân phận sau đó, lửa nóng ánh mắt. Có thể kết quả, hắn nhưng một mặt oán độc thất vọng. Nghe được hắn như vậy như bức thân phận, Bùi Huyền Tình, lại còn là liền xem đều không xem hắn một cái, không thấy. Như vậy thực tế, trực tiếp là làm hắn cảm giác được làm nhục. Cảm giác được trên mặt nóng hừng hực. Đi qua ngắn ngủi đờ đẫn sau đó, hắn không nhịn được bộ mặt tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Chút giận nói, CMN có phải điếc hay không, lão tử hỏi ngươi nói đâu. Vừa nói, hắn còn không nhịn được vừa dùng tay hung hăng đâm Trần Phi ngực. Có thể nhưng vào lúc này, một cái tay, trực tiếp là đem vậy tay hắn chỉ đè xuống. À, đau, đau quá chết ta. Con bà nó CMN mau buông tay à. Rồi sau đó, mới vừa còn kiêu căng vô cùng phách lối vậy Kim Lợi Hải trực tiếp là liền như giết heo vậy kêu thảm lên. Huynh đệ. Xem ra ngươi là gắng gượng phách lối à? Thật lấy là ta mới vừa rồi đối với ngươi xin khuyên, là nói nhảm. Trần Phi một cái tay nắm vậy Kim Lợi Hải tay, một cái tay ở đó Kim Lợi Hải vặn vẹo mỏ nhọn tai khỉ mặt vỗ lên một cái, đột nhiên một cái tát là trực tiếp là quạt đi xuống. Bót! Tất cả mọi người tim đều ác tàn nhẫn run rẩy. Vậy Kim Lợi Hải bị một tát này phiến trên đất, mặt đầy nóng hừng hực, trực tiếp là mơ hồ.
ta, ngươi, cái này. Vậy Lý Nguyên thấy tình cảnh này cũng là như vậy, ngây ngẩn nhìn Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi lại dám đánh người. Phải biết, cái này Kim Lợi Hải nhưng mà Kim Phó Thị trưởng cháu trai, vẫn là tập đoàn Kim Nghiệp đại thiếu, đánh loại người này, không phải tự tìm thiên phiền toái lớn sao? Ngươi, ngươi dám đánh người. Vậy Thô Bỉ Mập Mạp cũng ngây dại, không dám tin tưởng nói. Đánh người, ngươi con mắt kia thấy được ta đánh người, chớ nói bậy bạ. Ta là đánh chó, con chó này cũng có thể coi là người. Hắn không là thích miệng thúi sao? Phải, ta tác thành ngươi. Trần Phi cười lạnh một tiếng, đem vậy sững sờ trên đất mơ hồ Kim Lợi Hải xách lên. Ta sát, vậy Lý Nguyên ngay tức thì ngu. Cái này Kim Lợi Hải nhìn như mặc dù gầy ngốc nghếch, có thể ít nhất hơn 50kg vẫn là có chứ. Người này quái vật gì, một cái tay liền nhắc tới. Ngươi, ngươi liền, làm gì? Buông ta ra, buông ta ra. Vậy Kim Lợi Hải cũng là hù dọa, điên cuồng vùng vẫy, sắc mặt trắng bệch nói. Huynh đệ, ngươi không phải thích gọi huynh đệ sao? Ngươi cái ngu đần có phải là thật hay không lấy là lão hổ không phát huy ngươi làm ta là mèo bệnh? Người phụ nữ của bố cũng dám trêu đùa, chán sống đúng không? Trần Phi cười lạnh một tiếng, đem vậy Kim Lợi Hải nhắc tới một bên phòng vệ sinh cạnh thả cho khói thùng rác nơi đó. Đem Kim Lợi Hải đầu đè ở vậy cho khói địa phương, Trần Phi nói, đem những thứ này cho khói liếm sạch. Ngươi, ngươi dám động ta, Kim Lợi Hải kêu to, điên rồi, liếm cho khói, hắn làm sao có thể sẽ đi liếm cho khói? Ngươi có phải hay không điếc? Bót! Trần Phi bất đồng hắn nói xong, đổ ập xuống chính là liên tiếp chuỗi bạt tai liên tục quất tới. Quất Kim Lợi Hải mặt đầy bầm đen, loại cảm giác đó, tựa hồ lại là để cho hắn tìm được ban đầu các loại sửa chữa cậu ấm nhị đại năm tháng huy hoàng đời người. Ai, vốn là không muốn gây chuyện, có thể CMN luôn là có không có mắt ngu đần dựa vào tới, quả nhiên, cái này chính là ý trời à. Ông trời cũng là như thế tràn đầy chánh nghĩa cảm sao. Bót, bót, bót. Vậy liên tục không ngừng tát bạt tai tiếng vang lên, Trần Phi là vừa rút ra vừa cảm giác vừa thoải mái. Tu chân giới đều là chém chém giết giết, một lời không hợp liền sống chết, kia giống như bây giờ, Trần Trụi Trần khi dễ người như thế thoải mái. Hoàn toàn không có nổi lo về sau mà. Mà lấy hắn bây giờ tu vi, bạt tai đó là một cái lại chính xác lại điêu. Vậy Kim Lợi Hải đừng nói là né, cho dù là muốn cho mình ai đứng lên không đau như vậy, cũng là chuyện không thể nào. Trần Phi cái này không một cái tát đi xuống, vậy đơn giản là đau đến không muốn sống, để cho hắn cũng sắp khóc. Vậy cảm giác nóng hừng hực để cho hắn rõ ràng mình nhất định là biến thành đầu heo. Tê, đừng đừng, đừng đánh, ta liếm, ta liếm. Kim Lợi Hải kêu thảm thiết nói. Hắn rốt cuộc khuất phục. Nghĩ thông suốt, bây giờ không ngạo mạn, ai, sớm nói cho ngươi bao ở miệng, đừng họa là từ ở miệng mà ra, ngươi không phải không tin, bây giờ, chặc chặc. Nhớ liếm sạch một ít, nếu không ngươi mặt mũi này, ta xem còn phải tiếp tục rút ra. Trần Phi một mặt tiện hề hề xúc động hình dáng, trên tay dùng một chút lực, trực tiếp là đem vậy Kim Lợi Hải miệng cho ấn vào cho khói trong đống. Hụ hụ hụ, ói, đây là cái gì, đàm, ói, vậy một đống mùi vị thật sự là khó ăn cho khói để cho tấm bình ho kịch liệt liền đứng lên, trọng yếu hơn chính là, thích người hút thuốc lá đều biết, thông báo trường hợp thả cho khói thùng rác lên. Cũng không phải là chỉ có cho khói đơn giản như vậy. Vậy Kim Lợi Hải đầu lưỡi một liếm, tựa hồ đem vậy những vật khác cũng cho liếm vào trong miệng. Nhất thời, hắn trừng mắt. Ói, ói, trong bụng một hồi lăn lộn, Kim Lợi Hải trực tiếp là không nhịn được ói. Ai, ai vật này có tốt như vậy ăn không? Ngươi cũng cao hứng ói. Phải, nếu ngươi như thế thích, vậy tiếp tục ăn à, ta liền không quấy rầy ngươi. Trần Phi vội vàng thân hình vọt đến đi sang một bên. Một bên tiện tiện vọt đến đi sang một bên ngón tay bóp một cái pháp ấn. À, đầu ta miệng, ta đầu lưỡi. Tại sao ta không khống chế được mình? Ói, ói, vậy Kim Lợi Hải ngu, bởi vì hắn phát hiện mình lại có thể không thể khống chế mình. Miệng lại là không kềm hãm được hướng vậy cho khói liếm đi, một bên ói, một bên liếm. Kim thiếu, ngươi làm sao? Ói, vậy Thô Bỉ Mập Mạp thấy một màn này cũng là sợ ngây người, ngây ngẩn nhìn Kim Lợi Hải ở rác rưởi kia dương bên trên ói bên liếm, trong dạ dày một hồi lăn lộn, mình cũng là không nhịn được. Ói, nửa giờ sau đó, trên máy bay, người anh em trùng hợp như vậy,
Vậy Lý Nguyên nhìn khách quý khoang hạng nhất bên trong Trần Phi Bùi Uyển Tình hai người, nhớ tới trước một màn kia, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói, người anh em, mặc dù tên kia không phải là một món đồ, nhưng ta nói ngươi vẫn là xung động. Thành phố Bắc Sơn thường vụ phó thị trưởng Nhi Tử, hắn sau này muốn là tìm ra ngươi, tìm ngươi phiền toái, vậy phải làm thế nào? Hi hi, sợ cái gì, chớ sợ chớ sợ, thành phố Bắc Sơn lớn như vậy, chẳng lẽ vậy ngu đần còn có thể ai cái từng cái tìm? Trần Phi cười hắc hắc cười, khóe miệng hiện ra nhàn nhạt nụ cười, nói, hơn nữa, vậy ngu đần nếu là còn dám đến tìm ta, chẳng qua lại mời hắn ăn một lần cho khói thôi. Bao lớn chút chuyện, ngươi nói là đi, lão bà. Dù sao ta không thích người nọ, nếu là còn có lần sau, dứt khoát trực tiếp giết. Cái gì đó coi là... Bùi Uyển Tình bĩu môi nói, vậy dung nhan, trực tiếp là làm Lý Nguyên thấy đờ ra. Tỉnh hồn, Trần Phi đưa tay ở hắn ánh mắt phất phất tay. Lý Nguyên lúc này mới tỉnh hồn trở về, lúng túng cười lên, nói, xin lỗi, thất thần. Bất quá nói thật, người anh em lão bà ngươi thật quá đẹp, hãy cùng tiên nữ như nhau. Hắn vốn chính là tiên nữ à? Trần Phi cười híp mắt cười một tiếng, lại nói, chuyện mới vừa rồi, đa tạ. Mặc dù mới vừa rồi Lý Nguyên đến thời khắc mấu chốt, vẫn là kinh sợ, nhưng hắn trước cái loại đó cử động vậy vẫn là coi là tốt. Nơi nào, người càng nói ta càng xấu hổ à? Lý Nguyên trên mặt hiện ra xấu hổ vẻ, nói, nhà ta cũng là thành phố Bắc Sơn làm ăn, hơn nữa còn là dựa vào vậy tập đoàn Kim Nghiệp, theo bọn họ phía sau cái mông kiếm cơm, cho nên, ai? Thật sự là ngại quá. Không có sao không có sao, đây hoàn toàn có thể hiểu mà. Ta kêu Trần Phi, nếu có duyên, kết giao bằng hữu chứ. Trần Phi cười một tiếng, hiểu đối phương nổi khổ. Loại chuyện này mà, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút cũng phải hoàn toàn có thể hiểu. Phải, ta kêu Lý Nguyên, năm nay 26, Trần ca nhìn như ngươi hẳn so ta lớn chứ. Sau này ta liền kêu ngươi Trần ca chứ. Tẩu tử tốt, đây là ta bưu thiếp. Lý Nguyên cười nói, cầm ra hai tấm bưu thiếp đưa cho Trần Phi, Bùi Uyển Tình. Người tốt, ta kêu Bùi Uyển Tình. Bùi Uyển Tình khẽ mỉm cười nhận bưu thiếp, không xem. Kim Tinh nhà máy bia, cái này chức vị hẳn là cao tầng chứ. Không tệ không tệ, xem ra Lý Nguyên ngươi còn là một có làm người. Trần Phi nhìn vậy bưu thiếp lên vị, cười nói. Kim Tinh nhà máy bia, hắn trước khi đi thật giống như thì có nghe nói qua, là bọn họ thành phố Bắc Sơn bản xứ xí nghiệp, tiếng đồn, đồn đánh giá cũng rất tốt. Nơi nào, và Trần ca ngươi so với, nhất định là kém xa. Lý Nguyên nói rất chân thành, không tin khiêm tốn. À, Trần Phi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, làm sao gặp được. Vạn nhất thật ra thì ta chính là một không thân phận, không bối cảnh nghèo rất mồng tơi đâu. Ta trực giác gần đây rất chính xác. Vậy Lý Nguyên cười một tiếng, căn bản không tin, nói, hơn nữa, Trần ca ngươi có thể tìm được như thế xinh đẹp tẩu tử, không mấy phần bản lãnh, ai tin à. Trần Phi nghe vậy sờ cằm một cái, cười lắc đầu một cái, không nói nữa nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Thằng nhóc này gắng gượng thật tinh mắt, ca như thế, khiêm tốn, nhân vật nghiêu bức, hắn lại có thể cũng có thể một cái nhìn ra. Chàng trai nhãn lực sức lực không tệ à. Ông, chỉ chốc lát sau, ông minh tiếng vang lên, máy bay cất cánh. Mục tiêu, tỉnh Chiết Giang thành phố Bắc Sơn. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, Trần Phi lòng không khỏi hơi run một chút chiến. Có câu nói, gần hương lòng khiếp, thật giống như chính là như vậy. Trần Phi thở một hơi thật dài, nhắm mắt, như vậy tựa hồ có thể để cho hắn hơi bình tĩnh chút đi. Ngại quá, mở một chương xin nghỉ một bữa. Bong bóng ngày hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại, một cái mấy năm không liên lạc, mụ ta nơi này thế hệ trước bây giờ ở bên trong bệnh viện tình huống không phải rất tốt, sợ rằng phải cái kia. Bên kia rất nhiều ta đời này tiểu bối đều đã trở về, của mẹ ta ý nghĩa là ta để cho ta trở về, mà ta lại không tồn bản thảo, ai? Tóm lại tình huống bây giờ có chút phiền toái, chờ lát nữa mụ ta đến tìm ta thương lượng lúc nào chuyện đi trở về tình, cái này bây giờ gõ chữ chỉ sợ là gõ không được. Nhìn chúng chưa hoặc là buổi chiều phải không? Ta phát cái này một chương mục đích không phải nói không đổi mới, chẳng qua là mấy ngày nay sợ rằng cập nhật thời gian sẽ hỗn loạn, ta cũng không biết lúc nào có thể viết xong. Dù sao viết xong thì càng mới, nhưng cụ thể thời gian lúc nào liền chân thực không có biện pháp bảo đảm. Chuyện này phát đột nhiên, hơn nữa còn là cự không dứt được cái loại đó,
ai, thật nhức đầu. Chân thực ngại quá, thật xin lỗi. Ngoài ra, ngày hôm qua nhóm thư hữu có bạn nói ta chiêu thức. Một, ta không cần phải lấy chuyện này mà chiêu thức. Hai, nếu là ta thật sự có chuyện hoặc là không muốn viết, đều là dứt khoát trực tiếp là nói. Cuốn sách này cũng hơn 3 triệu chữ, các vị huynh đệ có thể theo đến đây, hẳn vẫn biết bong bóng điểm này chứ. Tóm lại có lỗi với, ngại quá, xin lỗi. Tạm thời bây giờ buổi sáng cập nhật trước kéo dài đi. Nếu là ngày hôm nay không đi nói, chờ ta lát nữa viết nhiều một chút, coi như là bồi thường. Mọi người lý hiểu một chút, xin lỗi xin lỗi. Trở xuống nội dung có thể coi thường không xem, sáng thế chỉ chút này không tốt, một tiết phải 1000 chữ trở lên mới có thể phát. Quấn quýt. Ngại quá, mở một chương xin nghỉ một bữa. Bong bóng ngày hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại, một cái mấy năm không liên lạc, mụ ta nơi này thế hệ trước bây giờ ở bên trong bệnh viện tình huống không phải rất tốt, sợ rằng phải cái kia. Bên kia rất nhiều ta đời này tiểu bối đều đã trở về, của mẹ ta ý nghĩa là ta để cho ta trở về, mà ta lại không tồn bản thảo, ai. Tóm lại tình huống bây giờ có chút phiền toái, chờ lát nữa mụ ta đến tìm ta thương lượng lúc nào chuyện đi trở về tình, cái này bây giờ gõ chữ chỉ sợ là gõ không được. Nhìn chúng chưa hoặc là buổi chiều phải không? Ta phát cái này một chương mục đích không phải nói không đổi mới, chẳng qua là mấy ngày nay sợ rằng cập nhật thời gian sẽ hỗn loạn, ta cũng không biết lúc nào có thể viết xong. Dù sao viết xong thì càng mới, nhưng cụ thể thời gian lúc nào liền chân thực không có biện pháp bảo đảm. Chuyện này phát đột nhiên, hơn nữa còn là cự không dứt được cái loại đó, ai, thật nhức đầu. Chân thực ngại quá, thật xin lỗi. Ngoài ra, ngày hôm qua nhóm thư hữu có bạn nói ta chiêu thức. Một, ta không cần phải lấy chuyện này mà chiêu thức. Hai, nếu là ta thật sự có chuyện hoặc là không muốn viết, đều là dứt khoát trực tiếp là nói. Cuốn sách này cũng hơn 3 triệu chữ, các vị huynh đệ có thể theo đến đây, hẳn vẫn biết bong bóng điểm này chứ. Tóm lại có lỗi với, ngại quá, xin lỗi. Tạm thời bây giờ buổi sáng cập nhật trước kéo dài đi. Nếu là ngày hôm nay không đi nói, chờ ta lát nữa viết nhiều một chút, coi như là bồi thường. Mọi người lý hiểu một chút, xin lỗi xin lỗi. Ngại quá, mở một chương xin nghỉ một bữa. Bong bóng ngày hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại, một cái mấy năm không liên lạc, mụ ta nơi này thế hệ trước bây giờ ở bên trong bệnh viện tình huống không phải rất tốt, sợ rằng phải cái kia. Bên kia rất nhiều ta đời này tiểu bối đều đã trở về, của mẹ ta ý nghĩa là ta để cho ta trở về, mà ta lại không tồn bản thảo, ai. Tóm lại tình huống bây giờ có chút phiền toái, chờ lát nữa mụ ta đến tìm ta thương lượng lúc nào chuyện đi trở về tình, cái này bây giờ gõ chữ chỉ sợ là gõ không được. Nhìn chúng chưa hoặc là buổi chiều phải không? Thành phố Bắc Sơn ngoài phi trường, Trần Phi kéo Bùi Uyển Tình đi ra sân bay lối đi, nhìn vậy đã có chút dần dần tối xuống bầu trời, cặp mắt là có chút mờ mịt xuống. Tràn đầy phức tạp cùng không rõ ý. Trần ca, tẩu tử, ta đi trước, có cơ hội cùng đi ra ngoài ăn cơm. Bên kia, một chiếc buổi sáng Audi A6 trước, Lý Nguyên cười hướng Trần Phi hai người phất phất tay, nói. Phải, điện thoại liên lạc, có chuyện gì không giải quyết được, có thể cho ta gọi điện thoại. Trần Phi dơ dơ lên mình vậy lỗi thời Nokia điện thoại di động, cười tủm tỉm nói. Có duyên phận liền là bạn, nơi này Nguyên đến trước mắt mới ngưng cho hắn ấn tượng vẫn là coi là tốt, cho nên phải là có phiền toái gì, giúp một chút vậy là có thể. Lý Nguyên nghe vậy ngẩn người, rồi sau đó trên mặt hiện ra nụ cười, nói, đây chính là Trần ca chính ngươi nói nha. Ta dù sao cũng nhớ, sau này có thời gian có rảnh rỗi, điện thoại liên lạc. Rồi sau đó liền gặp hắn chui vào Audi A6 chính giữa. Xe đang dần dần đen xuống bầu trời đêm chính giữa rời đi. Chồng, chúng ta bây giờ đi đâu? Bây giờ đi trở về nhà ngươi sao? Bên tai truyền tới Bùi Uyển Tình có chút khẩn trương thanh âm. Đây chính là Trần Phi mẫu thân, bây giờ thì đi thấy, nàng có thể không khẩn trương sao? Bây giờ, Trần Phi ngón tay khẽ run lên, trên mặt cũng là hiện ra nhàn nhạt chột dạ, khẩn trương ý, Trần chờ nói, nếu không chúng ta ngày mai trở về nữa. Trước tiên ở cái này Bắc Sơn ở một đêm tính. Hiển nhiên, hiện vào lúc này, Trần chính trở lại cái này cố thổ, phải nói là khẩn trương nhất, cũng không phải là Bùi Uyển Tình, mà là chính hắn. Thành phố Bắc Sơn khoảng cách hắn quê quán huyện Thành Dương bất quá liền mấy chục cây số lộ trình, lấy hắn theo Bùi Uyển Tình thực lực, muốn trở về, mấy phút hơn 10 phút đã đến. Nhưng vấn đề là,
chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu bây giờ là thật có chút chột dạ. Loại tâm tình này, thật, phức tạp đến khó mà hình dung. Ngày mai, tốt lắm, vậy liền sáng mai trở về đi thôi. Bùi Uyển Tình không chú ý tới Trần Phi khác thường, giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy đỡ đỡ ngực, lại nói, lão công, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Ta suy nghĩ một chút, Trần Phi sờ cằm một cái, đột nhiên trước mắt sáng lên, nói, đúng rồi, ta biết. Tới, Trần Phi kéo Bùi Uyển Tình lên ngoài phi trường lối ra đón xe taxi. Sư phụ, khách sạn California Garden. Khách sạn California Garden, chàng trai, chỗ đó ở một đêm có thể không tiện nghi, ngươi. Vậy taxi xe tài xế nghe vậy trực tiếp là ngẩn người, theo bản năng nói. Từ Cao Chí Nam thủ hạ tập đoàn Thương Hải những năm này dần dần trở thành tỉnh Chiết Giang lớn thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu, cái này khách sạn California Garden, vậy là theo chân nước lên thuyền lên, điểm chính xây dựng. Hôm nay, cái này khách sạn California Garden có thể nói là đã thành bọn họ thành phố Bắc Sơn bảng hiệu. Bởi vì hơn 2 năm trước kia, khách sạn này đã là bị đánh giá chọn thăng cấp là bọn họ tỉnh Chiết Giang 3 đại cấp khách sạn 6 sao một trong. Nếu là muốn ở loại địa phương này ở một đêm, có thể không tiện nghi. Tài xế kia gặp Trần Phi mặc tương đối vậy, không giống như là có thể bỏ được vào ở cái loại đó xa xỉ người của khách sạn, theo bản năng, mới hỏi như thế. Hi hi, sư phụ ngươi xem ta mang lão bà trở về quê quán. Không phá phí chút có thể được không? Cái này gọi là cần thiết đầu tư, ngươi nói đúng không? Trần Phi nghe vậy cười hắc hắc cười, vậy không thèm để ý. Ngược lại là và sư phó kia tán gẫu núi lớn đứng lên. Không thể không nói, cái này ra hương thoại nghe chính là thân thiết hà. Để cho lòng người thoải mái. Ừ, sư phó kia nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới Trần Phi bên người còn mang một người phụ nữ, hơn nữa bộ dáng kia, vậy giá trị nhan sắc. Cho dù là vậy taxi xe sư phụ đều đã hơn 50 tuổi, vậy vẫn là không có nhìn được trước mắt ngay tức thì sáng lên. Cô gái nhỏ thật là đẹp đẽ à. Vậy taxi xe sư phụ phát ra từ nội tâm than thở một tiếng. Lại đưa tay cho Trần Phi dựng lên một ngón tay cái, nói, chàng trai không tệ, có bản lãnh, cưới vợ cái như thế vợ xinh đẹp, thật là cho chúng ta Bắc Sơn người làm vẻ vang à. Được rồi, lên xe đi, chuyến này coi là thuốc tặng không các ngươi, hoan nghênh về nhà. Như vậy sao được? Được rồi, xem thường thuốc phải không? Lên xe đi. Trần Phi dụi mắt một cái, khẽ mỉm cười. Kéo Bùi Uyển Tình lên xe. Lại có thể như vậy, vậy đa tạ thúc. Hắn cười nói. Cảm ơn thúc, Bùi Uyển Tình cũng là rất có mắt kính nhi khôn khéo nói. Loại nhân tình này vị, cũng là để cho trong lòng nàng có dũng khí kiểu khác thể nghiệm. Rất kỳ quái, nhưng lại vẫn là rất tươi, rất thoải mái. Taxi lái xe ra khỏi thành phố Bắc Sơn sân bay. Hơn nửa tiếng sau đó, Trần Phi bọn họ liền đi tới khách sạn California Garden. Chỗ này, biến hóa thật lớn à, nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn nhưng là xa lạ mới cấp 6 sao khách sạn California Garden, Trần Phi lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Chỗ này, thật là đẹp à, nhìn vậy khí phái, xa hoa khách sạn California Garden chủ thể kiến trúc, Bùi Uyển Tình cũng là mềm môi khẽ nhếch, có hơi chút ánh mắt mạo tinh tinh, tươi nói. Trên trái đất kiến trúc phong cách đúng là theo tu chân giới không giống nhau. Cho nên nhất định sẽ có không giống nhau cảm thụ. Cái này là không thể nghi ngờ. Cấp khách sạn 6 sao, cho dù là toàn cầu phỏng đoán thật ra thì cũng không có nhiều ít chứ. Cho nên Bùi Uyển Tình sẽ cảm thấy kinh ngạc, cũng là chẳng có gì lạ. Đi thôi, đi vào trước. Rồi sau đó Trần Phi liền kéo Bùi Uyển Tình hướng vậy bên trong khách sạn đi tới. Chạy thẳng tới lễ tân. Người tốt, bây giờ còn có gian phòng sao? Đi tới lễ tân. Trần Phi hướng vậy lễ tân một vị người mặc vào on trang, tóc dài phất phới cô gái hỏi. Người sau ngẩng đầu lên, chú ý tới Bùi Uyển Tình tươi đẹp giá trị nhan sắc ánh mắt trực tiếp là rung một cái, rồi sau đó trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt vẻ ghen tị, nhìn Trần Phi một cái, phát hiện trên người hắn lại là cả người không đáng tiền hàng vỉa hè hàng, lúc này ánh mắt chán ghét đứng lên, nhàn nhạt nói, xin lỗi, tiên sinh tối nay chúng ta khách sạn California Garden đã vào ở quý khách đầy. Các người hay là đi nơi khác xem một chút đi. Đây, Trần Phi hơi ngẩn ra, chậm rãi nói, không những thứ khác dư thừa gian phòng sao. Vậy tóc dài phất phới cô gái lại nhìn một cái Trần Phi, giống như xem không hiểu quy củ người nhà quê, sau đó nói, thật xin lỗi tiên sinh,
bây giờ phòng trống ở giữa cũng đã là bị người đặt trước. Những thứ khác, tạm thời còn không có những thứ khác rảnh. Nghe đối phương giọng coi như có thể, hơn nữa lại là không có phòng, Trần Phi sờ một cái lỗ mũi, có chút tự nhận xui xẻo lắc đầu một cái. Không có phòng, lại có thể như vậy, chúng ta đi những địa phương khác đi. Hắn kéo Bùi Huyền Tình chuẩn bị rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, một cái cả người danh bài cao gầy nam tử nghĩnh đầu đi vào. Nhìn dáng dấp, cũng là tới vào ở. Vậy tóc dài phất phới cô gái gặp đối phương cả người danh bài, hơn nữa còn là một người đẹp trai, nụ cười trên mặt rõ ràng nhiệt tình nhiều. Chỉ gặp hắn ánh mắt quyến rũ mông lung câu nhìn đối phương, nói tiên sinh ngươi tốt, là tới vào ở sao? Đúng vậy, vẫn còn phòng trống ở giữa sao? Nam kia tử vừa thấy trước đây chiếc như thế ánh mắt lộ liễu nhìn mình, lập tức ngầm hiểu cười một tiếng, đưa tay ở đó tóc dài phất phới tay cô gái trưởng cắn câu, nói. Có đặt trước sao? Nàng người nọ giả vờ có chút ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi. Không có, nam kia tử vội vàng cười hì hì tay, đuổi theo, ánh mắt giả bộ một bộ thâm tình, trầm thấp giọng, nói. Bây giờ có một gian khách quý cấp căn hộ còn không có người đặt trước, vậy không nhịn được, bất quá một đêm muốn 5888, quý khách ngài xem. Vậy tóc dài phất phới cô gái cặp mắt hiện ra câu người cám dỗ vẻ. Loại này cái gọi là khách quý cấp căn hộ, nếu là có thể thả ra ngoài, bọn họ thành tựu lễ tân kinh làm nhân viên, cũng là có thể bắt được tiền huê hồng. Đây nếu là có thể thành công lắc lư một cái, vậy cũng tốt. 5888, nam kia tử mặt liền biến sắc, rồi sau đó hung hăng cắn răng, trên mặt hiện ra nhàn nhạt lửa nóng nụ cười, ánh mắt sáng nhìn phụ nữ kia, nói, được rồi. Trước ở 3 ngày. Nữ sĩ xinh đẹp, không biết người tối nay có rảnh rỗi hay không? Nếu không, chúng ta ăn cơm chung. Sẽ ở đó người đàn ông vội vàng, khẩn cấp hỏa liệu chuẩn bị một chút tay, đem cái này lẳng lơ sao lẳng lơ bắt lại, Trần Phi mặt không cảm giác đi lên. Vị tiểu thư này, ta cảm thấy người tựa hồ cần cho ta một cái giải thích. Tại sao hắn tới người nói có phòng, mà ta tới, lại nói đã không có đâu? Cho dù là lòng biết rõ đây là tình huống gì, Trần Phi hiện vào lúc này cũng có chút căm tức. Ngươi, vậy tóc dài phất phới cô gái nhìn Trần Phi một thân hàng vỉa hè hàng, lẳng lơ vậy ánh mắt hiện ra nhàn nhạt châm chọc vẻ, khinh miệt, khinh thường nói, ngươi không có nghe gặp ta nói gì sao? Cái này khách quý cấp căn hộ muốn 5888 một đêm, ngươi loại này thằng nhà quê ở nổi. Ngươi nói thế nào đâu? Bùi Huyền Tình đi tới trước, có chút nhíu mày nói. Nàng vốn là lười phải cùng những thứ này con kiến so đo, nhưng bây giờ, nữ nhân này nhưng lại dám giễu cợt nàng người đàn ông, đây cũng là có chút xúc phạm đến nàng nghịch lân. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt hơi là đổi được lạnh mấy phần, nhìn đối phương. Đón Bùi Huyền Tình ánh mắt, phụ nữ kia trực tiếp là cảm giác có chút như rơi vào hầm băng đứng lên. Sắc mặt trắng nhợt, ngay tức thì thân thể đều có chút không khí lực. Lấy nàng trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cảnh giới. Coi như là một cái ánh mắt, người phụ nữ kia chẳng qua là người bình thường, kia bị được. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi đưa tay kéo kéo Bùi Huyền Tình. Ánh mắt kia áp lực, lúc này mới tiêu tán. Ngươi, người phụ nữ kia có chút sợ hãi nhìn Bùi Huyền Tình, không nghĩ tới đối phương ánh mắt lại có thể sẽ như thế dọa người. Một khắc sau, làm nàng ý thức được mình lại có thể mất mặt như vậy thời điểm, lập tức không nhịn được trong lòng giận lên, sụ mặt. Nhìn Bùi Huyền Tình chanh chua cay nghiệt nói. Làm sao, ta lại nói sai cái gì không? Ngươi xem các người cái này một người mặc là cái gì rách dưới hàng, còn có sức tới chúng ta khách sạn California Garden vào ở, thật là không biết xấu hổ không muốn ra. Ta nói cho ngươi, chúng ta cái này khách sạn California Garden là đối với mắc tiền đám người mắc tiền cấp khách sạn 6 sao, mà không phải là giống như các người như vậy quỷ nghèo, có tư cách tới địa phương, biết chưa? Trong lòng đối với Bùi Huyền Tình như vậy mỹ nhan ghen tị, làm nàng lại là không nhịn được càn rỡ. Trong lòng mất thăng bằng, các loại giễu cợt, chanh chua cay nghiệt. Chuyện gì xảy ra, Từ Thiến, chuyện gì xảy ra sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi trầm xuống giọng nam truyền tới. Sát theo liền thấy được một vị thân mặc Âu phục hơn 30 tuổi đàn ông khẽ nhíu mày đi tới. Người này xem ăn mặc nói, hẳn là khách sạn này phòng khách nhân viên quản lý chứ. Quản lý, vậy tóc dài phất phới cô gái hơi biến sắc mặt, chợt lập tức kẻ ác cáo trạng trước, chỉ Trần Phi hai người nói, quản lý ngươi tới thật đúng lúc, cái này hai người đang cái này gây chuyện đâu.
sắp từ ca tới, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Gây chuyện, vậy cả người Âu phục quản lý lập tức là sắc mặt trầm xuống, nhìn Trần Phi, nói tiên sinh, có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra không? Làm sao, ngươi còn muốn thẩm vấn ta? Trần Phi thần sắc hơi có chút lạnh nhạt, mở miệng nói. Ừ, quản lý kia nghe vậy ánh mắt ngay tức thì là đông lại một cái, không nghĩ tới thân phận của mình như thế, đường đường cấp khách sạn 6 sao quản lý phòng khách, đối phương thái độ vẫn là cường ngạnh như vậy. Nói thật, đây quả thật là làm trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Nhưng tạm thời coi như là tốt đẹp nghề dày công tu dưỡng, cùng với cẩn thận, lại để cho hắn yên lặng một lúc sau, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói quý khách ngài hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỏi rõ chuyện mới vừa xảy ra tình, tốt phán đoán xử lý một chút. Ngươi nói sao? Mới vừa rồi chúng ta tới vào ở, nàng thuyết khách đầy, không gian phòng, mà bây giờ vị tiên sinh này chân sau tới vào ở, nàng lại nói còn có một cái gì khách quý cấp gian phòng, ngươi nói, chuyện này còn là lỗi của chúng ta hả? Trần Phi chỉ vậy lễ tân, còn có chân sau tiến vào người đàn ông, lạnh lùng nói. Vậy bị điểm tên người đàn ông trước vẫn là tức giận. Có thể rồi sau đó, làm hắn thấy Trần Phi bên người lại là có đẹp như vậy bạn gái, hơn nữa bây giờ thái độ như vậy cường thế, hơi suy nghĩ một chút, chính là trầm mặc xuống. Không nói. Hắn lại không ngốc, đầu năm nay, không có một chút năng lực người, làm sao có thể ngâm đạt được như vậy cực phẩm người phụ nữ. Làm trò đùa còn không sai biệt lắm. Còn có chuyện này, quản lý kia nghe vậy sắc mặt lập tức đổi một cái, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về lễ tân, nói, Tử Thiến. Đây là chuyện gì xảy ra? Vị khách này nói là sự thật. Ta, vậy lễ tân lúc này mới biết luống cuống, sắc mặt trắng bệch, ấp úng, nói quản lý, ngươi xem hắn mặc như vậy, cả người rách dưới, nào có tiền ở chúng ta khách sạn một đêm 5.888 khách quý cấp căn hộ. Ta là vì tốt cho hắn, dù sao nói cho hắn biết, hắn vậy không có tiền. Ngươi cho ta im miệng, quản lý kia mặt đầy nóng giận cắt đứt nàng. Một mặt xấu hổ hướng Trần Phi nói, quý khách thật xin lỗi, đây là chúng ta không làm tròn bổn phận, ngươi yên tâm, ta sẽ. Ngươi nói ta ở không dậy nổi cái này cái gì khách quý cấp căn hộ. Trần Phi vẫy tay quản lý cắt đứt, nhìn vậy một mặt oán độc và xem thường người lễ tân, nhàn nhạt nói. Nếu không thì sao, chẳng lẽ ta lại nói sai, ngươi xem ngươi cái này thân rác dưới, toàn bán cũng còn chưa đủ ở chúng ta khách sạn ở một tiếng, thứ gì. Quản lý, mau đưa đuổi hắn ra ngoài đi, nếu không biểu ca ta biết, ha ha. Người phụ nữ kia nghe vậy lại là chanh chua cay nghiệt nói. Nghe được nàng lời này, quản lý kia không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng biểu ca là ai? Trần Phi nghiêng mắt, hỏi. Nàng biểu ca. Quản lý kia do dự, trán hơi nhô ra một ít giọt mồ hôi. Cái này Từ Thiến nào có cái gì biểu ca, cho dù có. Cũng là, liền, quan hệ mười phân không minh bạch cái loại đó. Mà nàng bây giờ nói biểu ca, chính là bọn họ khách sạn một cái cao tầng, cũng hơn 50, còn biểu ca, cũng không chán ghét. Chẳng qua là tức đã là như vậy, hắn vậy vẫn là không dám đắc tội đối phương. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, thấp giọng nói, quý khách, ai, nếu không ngươi xem như vậy, ta âm thầm bồi thường ngươi 2.000 đồng tiền. Xin lỗi. Ta cũng không là cái gì khác ý nghĩa, chẳng qua là nữ nhân này, sau lưng có người, cho nên ta cũng không có biện pháp. Sau lưng có người, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, ngón tay một nặn, một bản màu vàng kim tấm thẻ liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cái thẻ này, người biết sao? Trần Phi đem vậy thẻ vàng thả ở đối phương trước mắt quơ quơ, nhàn nhạt nói. Đây là, quản lý kia con người ngay tức thì là rụt một cái, rồi sau đó... Ánh mắt kia liền gần như là kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm vậy tấm thẻ, vẻ mặt run rẩy, chiến sừng sững nói tôn kính quý khách, vậy cũng, có thể cho ta cẩn thận xem sao. Ừ, Trần Phi đem vậy tấm thẻ vàng đưa cho đối phương. Người sau chẳng qua là hơi nhìn xem, tay kia chỉ, thần tình kia, vậy thân thể. Liền trực tiếp là không ức chế được run rẩy, bởi vì hắn há có thể không nhận biết, đây chính là bọn họ tập đoàn Thương Hải cao cấp nhất cao cấp thẻ khách quý. Nghe nói là bọn họ giám đốc cao đây, mới có tư cách tự mình đưa ra. Ở bọn họ tập đoàn Thương Hải, cái thẻ này, thì tương đương với là giám đốc cao tự mình. Mà bây giờ, như vậy tôn quý quý khách, lại bị bọn họ khách sạn khinh thị, thậm chí, mắt chó coi thường người. Nghĩ đến đây,
quản lý kia ngay tức thì là cả người giật mình một cái, giơ tay lên chính là một cái tát, hung hăng rơi vào vậy Từ Thiến trên mặt, hét, cút. Con đê tiện, thứ gì, liền một mình ngươi lễ tân vậy dám ở nơi này diễu võ dương oai, xem thường người. Cút, bây giờ nhưng mà, người bị chúng ta khách sạn đuổi, lập tức cút. Quản lý, ta, ngươi, người phụ nữ kia bụng mặt, ngay tức thì ngu, hiển nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trải qua lại dám đuổi nàng. Nàng nhưng mà có người đứng sau. Người đàn ông kia cũng là ngây ngẩn, rồi sau đó trong lòng một hồi vui mừng, thật may à, quả nhiên. CMN, thằng nhóc này lai lịch gì, lại có thể trâu bò như vậy. Còn có vậy tấm thẻ vàng là cái gì? Không có nghe nói cái này khách sạn California Garden có màu vàng kim thẻ khách quý à? Hiển nhiên, từ nơi này quản lý trước sau thái độ kịch liệt biến hóa so sánh, hắn đã là biết, chuyện gì xảy ra. Thằng nhóc này, lai lịch không đơn giản à? Nhưng vào lúc này, người phụ nữ kia cuối cùng là bừng tỉnh, bụng mặt, một mặt khuất nhục, hét lớn, Vương Phong ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Đuổi ta, biểu ca ta nhưng mà huân gia, ngươi có cái gì tư cách đuổi ta? Huân gia, quản lý kia cười lạnh, huân gia, đây chính là bọn họ tập đoàn Thương Hải cao cấp nhất thẻ khách quý thẻ chủ, cho dù là huân gia thì thế nào? Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là hướng một bên đang trốn trước xem trò vui an ninh đội trưởng hét. Từ đội trưởng, đem nữ nhân này ném ra ngoài, thông báo tiếp bộ nhân viên trực tiếp đem nàng mở ra. Hết thảy vấn đề, ta phụ trách. Bị điểm tên an ninh đội trưởng nghe vậy sững sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là tiến lên, đem sắc mặt kia rốt cục thì có chút bối rối người phụ nữ cho đỡ đứng lên, đi ra phía ngoài, tiểu tử, xin lỗi. Người cũng nghe được, đây là quản lý tử mệnh lệnh, và ta không liên quan. Ta, buông ta ra. Mà người phụ nữ kia hiển nhiên cũng là bị một màn này cho sợ ngây người, cả người phát run, thân thể mềm mại run rẩy. Vương Phong, Vương, quản lý Vương, có lời thật tốt nói à, đừng đuổi ta, đừng. Lúc này nàng là không nhịn được cầu xin tha thứ. Công việc tốt như vậy nếu là thất lạc, vậy phải làm thế nào à? Nhưng mà, quản lý kia Vương Phong đều không để ý nàng. Mặc cho nàng bị lôi ra. Thấy tình cảnh này. Vậy chân sau tới nam tử không khỏi hơi biến sắc mặt, lắc đầu một cái, trực tiếp là lặng lẽ xoay người rời đi. Bây giờ, cái gì đó khách quý cấp căn hộ người coi như là đưa cho hắn ở, hắn cũng chỉ sợ là không an lòng. Cho nên, vẫn là được rồi. Tôn kính quý khách, ta lập tức giúp ngươi an bài thủ tục nhập trụ. Quản lý kia Vương Phong một mực cung kính đi tới Trần Phi trên mình, hai tay đem vậy thẻ vàng đưa lên, nói. Tầng chót vậy tổng thống gian phòng có người ở sao? Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Vậy gian phòng vốn là dành riêng cho hắn, ở mấy tháng, thói quen, bây giờ cũng không biết có nhịn được không? Tầng chót vậy tổng thống gian phòng, quản lý kia nghe vậy sắc mặt lại là kịch liệt đổi một cái, trần chờ hồi lâu, đây mới là nói, tôn kính quý khách, vậy tầng chót gian phòng, là chúng ta giám đốc cao chính miệng phân phó, nói muốn giữ lại, không đối bên ngoài, cho nên, giữ lại làm gì, Trần Phi nghi ngờ nói. Là như vậy phòng tổng thống tựa hồ là giám đốc cao vì một vị quý khách mà đơn độc chuẩn bị, nghe nói vậy quý khách cũng là chúng ta tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý người cầm được, chỉ có cầm vậy tấm thẻ tới, mới có thể vào ở. Tình huống cụ thể ta vậy không phải rất rõ, ngài xem, nếu không ngươi cho giám đốc cao gọi điện thoại hỏi một chút. Vậy quản lý nói. Quy củ này thật ra thì trước kia rất sớm cũng đã là thực hành, tính một chút, hình như là hơn 3 năm trước kia chứ. Cho nên vậy tầng chót tổng thống gian phòng bây giờ mặc dù vô ích mấy năm, nhưng là, hắn vậy vẫn là không dám để cho Trần Phi vào ở, bởi vì, vậy bọn họ giám đốc cao lại 3 lần phân phó qua. Hắn không dám vượt cái này lôi trì. Như vậy, Trần Phi ngẩn ra, rồi sau đó cười lên, lần nữa đem vậy thẻ vàng lấy ra. Nói, người đi điều tra một chút có phải hay không cái thẻ này. Quản lý kia nghe vậy đột nhiên thần sắc chợt sững sốt một chút, rồi sau đó, sắc mặt kia chính là hiện ra chấn động, nhận lấy Trần Phi trong tay thẻ vàng, bắt được máy vi tính trước mặt, hướng về phía vậy kim phía trên thẻ số thứ tự, tra một chút. Sát theo, liền gặp một mặt thần sắc chấn động cùng kính sợ ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, nói quý khách, lỗ mãng hỏi một câu nữa, ngài họ là... Trần... Trần Phi kêu nói. Đúng rồi, chính là Trần. Quản lý kia ngơ ngác líu díu liền một tiếng, rồi sau đó ánh mắt trực tiếp là hiện ra nồng nặc vẻ cung kính,
nói, hai vị, mời, ta bây giờ liền mang các người đi tầng chót tổng thống gian phòng. Đồng thời trong lòng của hắn vậy đang khiếp sợ, giám đốc Cao đặc biệt là đối phương giữ lại mấy năm tổng thống gian phòng, chính là người trước mắt này. Đây nên là có nhiều bức giường nào mặt mũi, mới có thể làm được. Cùng lúc đó, vậy bị bảo an ném ra ngoài khách sạn California Garden tóc dài phất phới cô gái từ thiến, nàng lúc này cũng là thảm hề hề, một cái nước mũi một cái nước mắt, phẫn tổng thể không dứt một cú điện thoại đánh tới nàng vậy, liền, biểu ca nơi đó tố cáo đi. Cái gì, vậy Vương Phong lại dám đuổi ngươi, thiến thiến bé cưng ngươi chờ, biểu ca ta cái này thì là ngươi ra mặt đi. Bên đầu điện thoại kia, một cái đầy bụng ruột già mập mạp giận dữ, cúp điện thoại, lập tức là một cú điện thoại đánh tới quản lý Vương Phong nơi đó. Rất không khách khí tức giận xông lên hỏi tội đứng lên. Vương Phong thằng nhóc ngươi lá gan đủ có thể à, có phải hay không lấy là hiện giữ chức cái gì dám quản lý phòng khách, liền ngạo mạn. Ngươi không biết Tử Thiến theo ta là quan hệ như thế nào. Ngươi còn dám đuổi nàng. Không đem ta coi ra gì đúng không? Lúc này, quản lý Vương Phong mới từ khách sạn tầng chót xuống. Vừa nhận được điện thoại này, lập tức là không nhịn cười được. Huân ca, ngươi đây coi như oan uổng ta. Ngươi có biết hay không, ngày hôm nay, ta Vương Phong coi như là cứu ngươi một mạng. Vương Phong nghiêm trang nói. Vương Phong thằng nhóc ngươi làm CMN. Cứu ta một mạng. Như thế nói, bên đầu điện thoại kia, mập mạp kia vậy vẫn là hùng hùng hổ hổ, rồi sau đó đột nhiên cả người giật mình một cái, hơi biến sắc mặt, nói. Vậy tiểu tiện hàng, không phải là chọc tới cái gì nhân vật nghiêu bức liền đi.